cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Trường 1001, thật ra thì là một thiên tài. Sau khi quay phim xong, một vài học sinh cùng những fan hâm mộ đứng xem tất cả đều rất kích động, tiếng thét chói tai vang lên liên tục. À, 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 à. cung húc thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Chồng ơi, đừng theo cô ấy, theo em này, vợ tương lai của anh ở đây cơ mà. Ai nói kỹ thuật diễn xuất cung húc nhà ta không tốt, mắt mù rồi hay sao? Con nghĩa nó tôi đây là tới ngắm thiên vũ tiểu thiên sứ, kết quả bị cung húc làm mê mẩn muốn dụng chứng rồi y. Không được, không được, không được, tôi phải vì thiên vũ tiểu thiên sứ giữ gìn trinh tiết, không thể vượt rào. Gào, ta không giữ gìn được nữa rồi, thật xin lỗi. Rất tốt, cát, đạo diễn kêu lên. Cảnh quay này rất thuận lợi, một lần đã qua. Đạo diễn đánh giá rất cao, không tệ không tệ, nhất là cung húc, diễn vô cùng tự nhiên không hề có chút vết tích đang diễn nào a à, ha 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 tôi đã nói rồi tiểu ra đây thật ra chính là một thiên tài không phải chỉ là giải thưởng kim lan thôi sao so easy sao diệp ca anh cũng không cần phải lo lắng cho tài diễn xuất của tôi nữa nha sao tiếng anh quá dễ dàng nghe tất cả mọi người đều nhất trí khen ngợi cung hút cười đến tận mang tai cách đó không xa diệp oản oản bất đắc dĩ thở dài audio điện tử võ tấn bền. Cái tên này lại cho rằng mọi người đang khen hắn thật đấy. Từ rất sớm, Diệp Oản Oản đã giúp hắn phân tích qua kịch bản rất nhiều lần, màn này hoàn toàn là lột tả bản chất thật của hắn, dĩ nhiên là không thể thấy được dấu vết đang đóng phim, điều này cũng ở trong dữ liệu của Diệp Oản Oản. Phía sau mới là phần khó giải quyết nhất. Một bên, Hàn Thiên Vũ đặt kịch bản trong tay xuống, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, thật ra thì kịch bản này có chất lượng rất cao, hơn nữa có hy vọng đạt giải, tôi thấy việc đạt được giải nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan cũng không phải là không có khả năng. Hàn Thiên Vũ nói xong, bất đắc dĩ bổ sung một câu, dĩ nhiên, người tôi nói chính là Lạc Thần. Bộ phim này có hai nam chính, tạo hình nhân vật của Lạc Thần rất không tồi, chỉ cần cung hút không cản trở, với kỹ thuật diễn xuất của Lạc Thần, thật sự có cơ hội cạnh tranh một phen. Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, đột nhiên mở miệng, Thiên Vũ, trong lịch sử giải thưởng Kim Lan, có tiền lệ một bộ phim đồng thời đạt được hai giải ảnh đế không? Hàn Thiên Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, chuyện này chưa bao giờ có, mặc dù có không ít đôi nhân vật nam chính cùng được đề cử, nhưng cùng đoạt giải, quả thật là chưa từng gặp bao giờ. Trong một bộ phim, dù cho là biểu hiện của hai người đều tương đối khá, nhiều nhất cũng chỉ có thể có một người đạt giải. Cậu không phải là muốn. Hàn Thiên Vũ không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại còn ôm lấy ý định này, nàng không chỉ muốn dùng bộ phim này đạt được giải nam chính xuất sắc nhất, mà còn muốn một lần có đến hai người. Diệp Oản Oản chu môi nói, vậy phải xem, cung húc có ý chí tiến thủ hay không. Về Lạc Thần, tôi tin là có cơ hội đến 89 phần 10. Hàn Thiên Vũ bật cười, cậu có lòng tin đối với Lạc Thần như vậy sao? Diệp Oản Oản mặt đầy kiêu ngạo, dĩ nhiên, người tôi tự mình đào ra được đó nha. Hàn Thiên Vũ thuận miệng nói, còn tôi thì sao? Diệp Oản Oản than thở, cậu 18 tuổi đã liền cầm lấy giải thưởng Kim Lan, sau khi xuất đạo, chất lượng diễn xuất đều được khen ngợi, năm ngoái lại được đề danh tham dự liên hoan phim quốc tế, đã sớm một mình cưỡi ngựa thần bay lên trời, thoát khỏi hình tượng thư sinh, tiến vào hàng ngũ nam thần phái thực lực. Tôi hoàn toàn không có chỗ trống nào để phát huy nha. À, nàng làm sao lại đột nhiên có thể lý giải được tâm tình trong lời nói ngày đó của tư giả Hàn vậy? Năm ngoái bộ phim được đề danh kia cũng là nhờ ban đầu nghe lời của cậu, chọn bộ phim kia." Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. "Trừ cái đó ra, Diệp Bạch còn nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần, khi đó hắn thậm chí còn không phải là nghệ sĩ của nàng, mà chỉ thuần túy là bằng hữu." Thật ra thì nàng giúp đỡ Thiên Vũ, không chỉ có những chuyện này, nhưng chẳng qua là nàng chưa bao giờ để ở trong lòng. Hàn Thiên Vũ nói xong, lại quay về phía cung hút bên này, bộ phim này phần đặc tả bản chất của cung húc nói chung cũng còn đỡ, nhưng phần sau e là. Diệp Oản Oản nhìn về phía của cung húc, cười hít mắt mở miệng, chờ nội dung nửa phần trước quay xong, tôi sẽ chuẩn bị cho cung húc một khóa huấn luyện ma quỷ để hắn, nếm, từ từ. Trường 1002, không yên tâm chút nào. T. Giờ phút này, cung húc đang tự luyến về kỹ thuật diễn xuất của chính mình không thôi, chợt không hiểu vì sao lại cảm thấy rợn cả da gà. Bất quá cung hút cũng không có để ý nhiều, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Diệp Oản Oản khoe công. Diệp ca Diệp ca, anh nhìn thấy chưa, tôi vừa rồi có phải là có kỹ thuật diễn xuất cấp bậc ảnh đế hay không? Không tệ, biểu hiện rất tốt, Diệp Oản Oản mặt đầy hiền tư, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Cung hút nhất thời càng đắc ý hơn, ha ha ha, lạc thần, đệ đệ yên tâm đi theo ca ca lăn lộn đi, bằng vào tài nghệ hiện tại này của ca ca, vụ đánh cực kia nhất định có thể thắng. Lạc thần, không yên tâm chút nào, có được hay không? Hoàng thiên giải trí, phòng làm việc tổng giám đốc. Khoảng thời gian này vì xử lý sự tình đàm chấn tân, Diệp Y Y nói đủ loại xin lỗi, đối phó với truyền thông, bận rộn sứt đầu bể chán. Sự thật bày ra ở trước mắt, Hoàng thiên giải trí chỉ có thể tuyên bố xin lỗi công khai, đồng thời ngừng quay bộ phim này, hơn nữa còn phải có bồi thường cho từ lâm. Ngừng quay phim cũng tạo thành một tổn thất không nhỏ, hết thảy chi phí tuyên truyền cùng tiền vốn bỏ ra quay những phần trước đều mất trắng. Vốn là bộ phim này dự trù có thể đem lại không ít lợi nhuận, hiện tại một phân tiền cũng không kiếm được, còn bị thiệt hại một con số lớn. Đều là do em quá sơ sót, không nghĩ tới lại sẽ rơi vào bẫy dập của Diệp Mộ Phàm. Diệp Y Y tỏ vẻ tự trách mình. Cố Việt chạy ôm lấy thân thể nhỏ yếu của cô gái, ôn nhu trấn an, Y Y, đừng tự trách mình, chẳng qua chỉ là bồi thường chút tiền mà thôi, Hoàng Thiên chẳng lẽ còn thiếu chút tiền này sao? Về phần danh dự, lấy trộm kịch bản người khác là đàm chấn tân, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ bị quy cho là quản lý nội bộ không tốt, không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Ánh mắt Diệp Y Y hơi trầm xuống, nhưng hiện tại cái kịch bản đó đã rơi vào trong tay Diệp Mộ Phàm. Thật vất vả mới lựa ra được một kịch bản tốt, lại để rơi vào trong tay đối thủ, còn miễn phí tuyên truyền giúp bọn họ, nàng làm sao có thể cam tâm. Cố Việt Trạch nghe vậy, tỏ vẻ xem thường, ban đầu khi Từ Lâm đáp ứng đưa kịch bản cho bọn họ quay, trong đó có một yêu cầu chính là phải hoàn toàn trung thành với kịch bản. Mà kịch bản gốc em cũng đã xem qua, nếu như không thay đổi, những thứ nhảm nhí phía sau sẽ đè nén nội dung cốt truyện, cuối cùng kết quả sẽ vô cùng thảm hại cho mà xem. Em cho là sẽ có người trả tiền xem phim của bọn họ sao? Diệp mộ phàm loại đại thiếu gia này, căn bản cũng không hiểu rõ thì hiếu điện ảnh bây giờ. Rất nhanh hắn sẽ biết, nghề này không phải là hắn cứ muốn làm là có thể làm được. Hơn nữa, em yên tâm, anh đã mời được kim bài biên kịch Vinh Quân Vĩ Xuất Sơn, phục chế kịch bản nổi tiếng của hắn mùa hè năm ấy. Vừa nghe đến tên của Vinh Quân Vĩ, khuôn mặt Diệp Y Y nhất thời toát lên vẻ kinh hỉ. Đây chính là ông vua phòng vé, bậc thầy của phim thần tượng, đã từng tạo nên kỳ tích phòng bán vé. Diệp Y Y mặt đầy sùng bái nhìn người đàn ông trước mặt, ôn nguyễn tựa sát vào trong ngực của hắn, Việt Trạch, may mắn là có anh ở đây, nếu không em cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Diệp Y Y tiếp tục mở miệng nói, Việt Trạch, mặc dù bây giờ anh chỉ là cố vấn của Tổng Giám Đốc, bất quá, ông nội tuổi tác đã cao, mà cha em. Anh cũng biết rồi đấy, về mặt quản lý quả thật ông già không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn là nhờ vào ông nội dùng giá cao mời chuyên gia nước ngoài tới giúp ông xử lý. Cha em lại chỉ có một đứa con gái là em, đến cuối cùng, Diệp ra, vẫn phải dựa vào anh ý tại ngôn ngoại, sau này Diệp ra là của nàng, còn không phải cũng tương đương với là của cố Việt trạch người con rể này hay sao? Ánh mắt cố Việt trạch sáng lên, ôn nhu nói, y y, em yên tâm, chuyện của em, chính là chuyện của anh. Mặc dù anh chẳng qua chỉ là cố vấn, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tiếp theo giao cho anh là tốt rồi, em chỉ cần thật vui vẻ an nhiên, chờ ngày trở thành cô dâu của anh mà thôi. Trường 1003, fan nhà người ta. Diệp y y che giấu tinh quang nơi đáy mắt, tỏ vẻ hạnh phúc gật đầu, vâng. Gia sản Diệp ra cuối cùng có rơi vào trong tay người ngoài hay không, nàng không quan tâm chút nào. Dù sao làm đương thời chủ mẫu cố ra, cũng tốt hơn nhiều so với làm Diệp ra đại tiểu thư. Về phần những cao tầng của Diệp ra cùng đám cổ đông kia, bọn họ cũng không hề quan tâm ngày sau chấp trưởng Diệp ra là cháu ruột của Diệp Hồng Duy hay là cháu rể của hắn bọn họ chỉ quan tâm có thể giúp bọn họ kiếm được nhiều tiền hơn hay không thu được bao nhiêu lợi ích nàng nhất định phải liên thủ với cố việt trạch sớm ngày khống chế diệp ra nếu không một khi thân thế của nàng bại lộ nàng sẽ mất tất cả nguyên bản kế hoạch của nàng hết thảy đều thuận lợi ai ngờ đâu diệp mộ phàm lại đột nhiên đổi tính thông minh ra được một chút bất quá cũng không thành vấn đề diệp mộ phàm dù khó đối phó vẫn còn có con óc heo diệp oản oản kia muốn gài hàng ả à ta, thật sự quá dễ dàng. Diệp mộ phàm không có khả năng 24 phần 7 đều luôn luôn trông chừng nàng. Tiến độ quay những cảnh quay kế tiếp vô cùng thuận lợi. Diệp oản oản tự nhiên không quên thu về một chút phúc lợi giúp cho fan não tàn, nào đó. Sau khi được Hàn Thiên Vũ đồng ý, liền lấy điện thoại ra chụp, canh một góc độ hoàn hảo, chụp cho hắn một tấm tạo hình vai giáo sư. Sau đó Hàn Thiên Vũ giúp nàng ký tên của mình xuống. Một bên, cung hút thấy vậy lập tức tiến lại tranh sủng diệp ca vì sao anh lại không quan tâm đến ảnh tôi ký chẳng lẽ bên cạnh anh không có một ai là fan của tôi sao chuyện này không khoa học diệp oản oản nhíu mày fan của cậu đúng vậy anh suy nghĩ thật kỹ đi nhất định là có cung hút mặt đầy vẻ thành khẩn diệp oản oản cẩn thận suy nghĩ một chút ngay sau đó mở miệng nói thật giống như là có một người cung Húc nhất thời hài lòng a ha ha Tôi biết ngay là có mà, mau lên, chụp tôi chụp tôi, tôi sẽ ký cho anh một chữ ký thật đẹp. Diệp Oản Oản cuối cùng đành phải chụp cho Cung Húc mấy tấm. Cung Húc vùng cây bút lớn lên một cái, đầy đắc ý ký tên của mình xuống, "Diệp ca, người bạn nào của anh có ánh mắt độc đáo như vậy?" Diệp Oản Oản mở miệng trả lời, "Ồ, cậu cũng đã gặp rồi, chính là người đến tỏa chấn cho đoàn làm phim lúc trước, Kiều Kiều." Cung Húc, cạch, một tiếng, tay Cung Húc run lên một cái cây bút ký tên trong tay rơi xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cung húc bị dọa đến tái mét, nuốt nước miếng nói, Diệp ca ca, tôi đột nhiên cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của tôi quá kém, căn bản cũng không xứng đáng được fan ưa thích, tôi phải đi đọc kịch bản đây. Nói xong một tay đem mấy tờ ảnh đã ký tên kia, tất cả đều đoạt trở lại vò thành một cục, lấy thế nhanh như sấm đánh không kịp bưng tay, vội vã đi sang một bên, chăm chỉ đọc kịch bản. Có lầm hay không vậy, hoa 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 vì sao fan nhà người ta, thiên vô ca, chính là một cô em đáng yêu, còn fan của hắn lại đáng sợ đến như vậy. Cũng còn may là hắn chạy nhanh. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rút lại, nhìn bóng lưng cung húc chạy thục mạng, thật sự là hiếm thấy, lại còn có cô em hắn không dám trêu gẹo cơ đấy. Hôm nay những cảnh còn lại đều là cảnh cung hút lột tả bản chất của mình, chắc hẳn là không có vấn đề gì rồi. Vì vậy Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, mở miệng, tôi lát nữa còn có việc, phải đi trước một bước. Hàn Thiên Vũ gật đầu, được, cậu cứ đi đi. Cung Húc đang còn trang điểm, lỗ tai thính bỗng giật giật, nghe được lời này lại lần nữa chạy vọt đến, à. Diệp ca ca, anh không xem tiếp sao, buổi chiều còn có vai điến của tôi đấy, nếu anh đi rồi sẽ ảnh hưởng tới sự nhiệt tình khi diễn xuất của tôi mất. Diệp oản oản cười híp mắt mở miệng nói, phong độ cậu như vậy, tôi rất yên tâm, cho nên không cần phải tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Ha ha ha, Diệp Ca Ca, anh nói không sai, anh yên tâm đi làm việc đi, tôi khẳng định là không có vấn đề gì. Vậy thì cố gắng lên nhé. Chương 1004, dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Sau khi cùng mọi người tạm biệt, Diệp Oản oản liền trở lại trong xe, thay quần áo nữ và tẩy trang. Buổi giảng của Lý Nhạc giáo sư tại Đại học Truyền thông Đế Đô được tổ chức tại hội trường lớn phía đông. Thời điểm Diệp Oản Oản đến lớp, bên trong hội trường đã ngồi kín hơn phân nửa, đông nghịt toàn người là người. Trừ sinh viên trường nàng ra, còn có sinh viên những trường khác nghe danh đến nghe giảng, bên trong hội trường vô cùng náo nhiệt. Thời điểm Diệp Oản Oản đi tới cửa hội trường, bên trong hội trường đột nhiên yên lặng một giây đồng hồ, một lát sau mới lại huyên náo, ánh mắt không ít người đều rơi vào trên người nàng. Nghĩa nó, mỹ nữ vừa mới tới kia là ở lớp nào vậy? vì sao đó giờ tôi chưa từng gặp bao giờ. Trường học của chúng ta có loại mỹ nữ này sao? Làm sao tôi lại không biết, có phải là nữ nghệ sĩ nào đó đã xuất đạo, không thường đến lớp hay không? Nếu như là nghệ sĩ, không có lý nào chúng ta không biết. Diệp Oản Oản thấy ở hàng thứ ba từ dưới lên vẫn còn chỗ trống, vì vậy đi tới đó ngồi xuống. Ánh mắt và những bàn tán chung quanh, nàng tất nhiên cũng biết được. Thời điểm còn đi học ở trường cấp 3, đi đến đâu cũng bị người ta trào phúng, hiện tại thay đổi hình tượng, đãi ngộ trong nháy mắt cũng thay đổi theo. Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có một nam sinh cố gắng bắt chuyện, này, Mỹ Nữ à, cậu ở lớp nào vậy? Vì sao chưa bao giờ thấy cậu? Kết bạn WeChat nhé! Nam sinh bên này còn chưa dứt lời, bên cạnh liền truyền tới thanh âm tức giận của một nữ sinh từ xương đông. Người muốn chết à? Nam sinh nhất thời sợ đến run run một cái, ho khan, dư á, không phải em nói hôm nay không đến sao? Cho nên người có thể lén sau lưng ta đi trêu hoa gẹo nguyệt đúng không? Nữ sinh vừa nói vừa cảnh giác hướng về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh trừng mắt một cái. Nam sinh lúng túng mở miệng, không có, chỉ là anh thấy có người mới, nên có chút hiếu kỳ thôi. Có gì tốt mà tò mò, thứ người như vậy trường học của chúng ta có đầy, trường điện ảnh bên cạnh gom lại được cả thúng. chỉ có mấy phần sắc đẹp, ngày ngày đều bận rộn ra ngoài dù quyến đại gia, nào có quan tâm đến chuyện học, người không biết là tất nhiên. Nữ sinh tức giận mở miệng. Đang nằm không cũng trúng đạn, bị chụp cái mũ, ôm đùi đại gia, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, vị cô nương này, tôi dường như cũng không có đắc tội với cô. Nữ sinh nhất thời cả giận nói, người câu dẫn bạn trai ta, lại còn nói không đắc tội ta. Nam sinh vội vàng giàn xếp, cục cưng, không nên tức giận, không nên tức giận. Thi, anh chỉ thích loại người thông minh, thành tích ưu tú như em thôi, còn cái loại bình hoa này, anh nào có thèm để ý. Mới vừa rồi thật sự anh chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Đúng vậy, dư á, cậu đừng nóng giận. Bên cạnh không ít người đều đi theo khuyên nhủ, biểu tình khi nhìn Diệp Oản Oản đều rất là coi thường. Diệp Oản Oản cũng cạn lời rồi. Ban đầu thời điểm xấu xí bị kỳ thị thì cũng coi như xong đi, nhưng hiện tại trở lại như bình thường rồi vẫn bị kỳ thị. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào, dáng dấp đẹp mắt thì không thể có thành tích tốt, dáng dấp đẹp mắt thì có thể dễ dàng để người khác kỳ thị hay sao. Cũng may Lý giáo sư cũng đã vào lớp, trong hội trường khôi phục lại an tính, Diệp Oản Oản rốt cuộc có thể chuyên tâm nghe giảng rồi. Chào cả nhà, thật cao hứng khi được mời đến giảng bài, chủ đề hôm nay tôi muốn trao đổi là khủng hoảng truyền thông. Tôi sẽ kết hợp một chút với những án lệ tương đối kinh điển trong ngành những năm gần đây, mọi người cùng nhau thảo luận. Lý giáo sư giảng bài rất có ý tứ, không giống với những người khác thích nói lý thuyết suông. bài giảng của ông vô cùng sinh động, sẽ trích dẫn rất nhiều ví dụ kinh điển trong thực tế. Tất cả sinh viên đều nồng nhiệt nghe giảng, Diệp Oản Oản cũng thu được không nhỏ những kiến thức hữu ích, rất nhanh hơn một tiếng liền trôi qua. Trên bục giảng, Lý giáo sư đảo mắt nhìn mọi người một cái, ở đây, còn có một ví dụ, tôi vô cùng tâm đắc, muốn đưa ra thảo luận cùng mọi người, không biết các bạn sinh viên đang ngồi đây có biết đến sự kiện, Hàn Thiên vũ dâm ô với bé gái hay không? Chương 1005, bị điểm danh. Nghe được câu này, Diệp Oản oản nhất thời ngừng ghi chép, ngẩng đầu lên. A, à, không nghĩ tới một ngày kia chuyện của mình lại sẽ xuất hiện bên trong giáo án của Lý giáo sư. Cảm giác thật là vi diệu. Dĩ nhiên là biết rồi, chuyện này khi đó huyên náo lớn như vậy, hẳn là không có ai không biết chứ. Hàn Thiên vũ thật sự là quá hoan uổng thật may là cuối cùng chân tướng sự tình được phơi bày. Các sinh viên tại hội trường dối rít mở miệng. Lý giáo sư gật đầu một cái, có ai có thể phân tích án lệ này hay không? Cô sinh viên tên Dư Á mới vừa om sòm, có chút nhao nhao muốn thử, dường như muốn giơ tay. Chỉ thấy, trên bục giảng Lý giáo sư dừng một chút, sau đó ánh mắt trực tiếp hướng thẳng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, hiển nhiên là đang chú ý tới nàng. Ban đầu thời điểm ở trên Thọ Yến, Lý Nhạc rất tán thưởng nàng, cùng với thành viên ban giám hiệu của Đại học Đế Đô, Chu Thanh Cương cướp người, hai người còn đấu khẩu một trận. Lý Nhạc thấy Diệp Oản Oản đến dự buổi giảng của mình, đương nhiên là rất hài lòng, vì vậy khẽ mở miệng cười, nói, ha ha, tôi dường như mới thấy bạn thủ khoa của Đại học Đế truyền chúng ta, sinh viên Diệp Oản Oản. Cái gì, Diệp Oản Oản? Nghe được cái tên này, tất cả sinh viên ở đây đều lộ ra vẻ kích động, thần sắc đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản là thủ khoa của các trường đại học tại Đế Đô, Đại học Truyền thông Đế Đô, Đế Truyền và Đại học Đế Đô vì muốn tranh đoạt nàng mà bể đầu. Cuối cùng Diệp Oản Oản vẫn lựa chọn Đế Truyền bọn họ, chuyện này toàn bộ giới truyền thông Đế Đô đều biết. Chỉ tiếc, sau khi Diệp Oản Oản nhập học lại như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trừ những lần kiểm tra hoặc những môn học trọng điểm sẽ xuất hiện, còn lại cơ hồ đều không thấy bóng dáng. Mọi người chỉ biết sau khi nàng thi đậu vào trường, vẫn luôn nhận học bổng sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa, còn được đề xuất cho tốt nghiệp trước thời hạn. Ta phi, cái thứ nữ học bá trong truyền thuyết hôm nay cũng tới rồi hả? Nam sinh mới vừa rồi tìm cách tiếp cận Diệp Oản Oản nhất thời có chút kích động, nhưng ngại bạn gái ở bên cạnh nên không dám biểu hiện ra quá rõ ràng. Nghe nói Siêu Châu Bò không đi đến lớp học nhưng vẫn lấy được hạng nhất như thường. Rốt cuộc là ai vậy? Bên trong hội trường nhất thời tất cả mọi người đều tò mò nhìn theo ánh mắt của Lý Nhạc. Diệp Oản Oản nghe thấy mình bị Lý giáo sư điểm danh, vội vàng đứng lên tại chỗ. Hích, nàng đã sớm đoán chính mình có thể sẽ bị Lý giáo sư chỉ đích danh, cũng còn may là hôm nay có tới dự. Nam sinh nhận ra được bên cạnh mình đột nhiên có một người đứng lên, lại chính là mỹ nữ, lẳng lơ, mà mình vừa tiếp cận kia, biểu tình trên mặt bóng cứng đờ. Nàng, nàng là, nữ sinh bên cạnh một mực ôm lấy cánh tay hắn từ đầu buổi tới giờ cũng ngây ngần nữ nhân này đứng lên làm cái gì lý giáo sư diệp oản oản đứng dậy mở ra một âm thanh bắt chuyện lý giáo sư gật đầu liên tục không tệ không tệ sinh viên diệp oản oản vậy đi liền từ em bắt đầu phân tích một chút đi nghe được lời của lý giáo sư sắc mặt của nữ sinh nọ nhất thời tái mét đi tràn đầy ngạc nhiên chuyện này cô nàng này lại là diệp oản oản vào giờ phút này, hội trường đa chức năng đã bắt đầu vang lên một trận bàn tán ẩm ý. Nghĩa nó, mỹ nhân vừa mới vào lớp lại là nữ học bá trong truyền thuyết của trường chúng ta, Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản lại có thể đẹp đến như vậy, chuyện này quả thực là không khoa học. Vụ án này chính là Diệp Oản Oản chính mình một tay làm nên, e rằng không có ai có thể hiểu rõ hơn được nàng. Sau khi Diệp Oản Oản đứng dậy, Lưu Loát đem án lệ tất cả đều phân tích từ đầu tới cuối qua một lần. Mọi người vốn còn đang hoài nghi có phải có gì đó lầm lẫn hay không, nghe được câu trả lời như khuôn mẫu của nàng, đã không còn một ai có thể hoài nghi. Chương 1006, cho chút đường sống. Sau khi Diệp Oản oản ngồi xuống, nam sinh bên cạnh đã như ngồi trên đống lửa, biểu tình của nữ sinh nọ cũng vô cùng khó coi. Nàng mới vừa rồi còn nói người ta là bình hoa, còn chê bai nàng chẳng bao giờ lên lớp, chỉ biết ôm bắp đùi của đại gia. Kết quả người ta lại là học bá nổi tiếng khắp thành, được hai trường tranh cướp, lại còn được đề xuất cho tốt nghiệp sớm. Sự tình tranh đoạt tình nhân mới vừa rồi, các sinh viên gần đó đều biết, giờ phút này đều đang cười mỉa, chỉ chỉ trỏ trò. Nữ sinh đứng ngồi không yên, sắc mặt khó coi ôm lấy quyển sách đứng lên, lôi kéo bạn trai bên cạnh, đi, còn ở chỗ này làm gì? Ồ, nam sinh lúng túng gãi đầu một cái đứng lên. Chuyện này, Diệp Đồng học, thật, thật sự xin lỗi a. À. Nam sinh vội vã ném lại một câu, rồi đuổi theo bạn gái trước mặt. Bên trong hội trường, những sinh viên khác đều là một trận thổn thức. Đầu năm nay giá trị nhan sắc của học bá lại đã cao đến vậy rồi, còn để cho người bình thường như chúng ta sống hay không? Cho chút đường sống đi. Mới vừa rồi tôi còn tưởng là sinh viên của học viện điện ảnh bên cạnh tới nghe giảng cơ đấy. Sau khi buổi giảng kết thúc, Lý Nhạc gọi Diệp Oản Oản tới một bên, nhiệt tình Hàn Huyên cùng nàng oản oản à gần đây có khỏe không nghe nói con không thường tới trường học có gì bận rộn à lý nhạc quan tâm hỏi lý giáo sư rồi kêu ra ra là được rồi không cần xa lạ như vậy lý nhạc giả vờ tức giận nói diệp oản oản ho nhẹ một tiếng không thể làm gì khác hơn là sửa lại lý ra ra con gần đây thực tập ở chỗ anh con lý nhạc cười ha hả gật đầu không tệ không tệ học nhiều hơn nữa cũng không bằng thực hành tên số tiểu tử nhà ta, nếu như có một nửa cố gắng và hiểu chuyện như con, ta cũng không cần lo lắng như thế. Diệp Oản Oản nghe lời mở đầu này của Lý Giáo Sư, nhất thời sinh ra lòng cảnh giác, sao nghe câu này cứ có gì đó sai sai. Quả nhiên, tiếp đó liền nghe được Lý Nhạc mở miệng nói, Oản Oản à, khi nào con có thời gian rảnh, tới nhà Lý Gia Gia ăn cơm, vừa vặn tên số tiểu tử nhà ta tháng sau cũng về nước rồi, ta sẽ bảo nó chiêu đãi con thật tốt. Diệp Oản Oản lặng yên không nói. Lý giáo sư về học thuật không có gì phải bàn, nhưng kỹ năng kéo dây tơ hồng này rõ ràng không thành thục, cũng quá miễn cưỡng rồi đi. Diệp Oản Oản, ho khan, cái này, con cũng không nói trước được, gần đây sự tình công ty có hơi bận rộn. Không sao không sao, công tác cùng học tập là quan trọng, chờ khi nào con rảnh lại nói, tiểu tử thúi nhà ta mới vừa tốt nghiệp, ngược lại lúc nào cũng ở không đấy. Diệp Oản Oản cũng không tiện tiếp lời chỉ có thể tùy tiện nói lấy lệ mấy câu liền vội vã rời đi thật là làm bậy mà chẳng qua chỉ là nàng đến trường mà thôi đầu tiên là bị bắt chuyện sau đó là bị gạ làm mai quả thật khắp nơi đều là mìn thật vất vả rốt cuộc trốn thoát khỏi lý nhạc chạy ra khỏi hội trường điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên là Tư Dạ Hàn gọi đến alo thanh âm Diệp Oản Oản không khỏi có chút trột dạ một hồi như vậy nàng đều đã phạm quy mấy lần, hình như đã trêu chọc mấy người khác phái rồi thì phải. Xong chưa, đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm khàn khàn của nam nhân. Vâng, mới vừa kết thúc, lập tức sẽ đi qua chỗ anh ngay. Anh chờ em ở cổng trường, dẫn em đi trang điểm. Tư giả hàn mở miệng. Ồ thật tốt, em lập tức tới ngay. Diệp Oản Oản cúp điện thoại, lập tức hướng về phía cửa trường học chạy đi. Diệp Oản Oản chạy tới cửa, xa xa liền thấy một chiếc xe màu đen không nhìn ra nhãn hiệu gì khiêm tốn dừng lại ở nơi đó, tư giả hàn đang tựa vào bên ngoài cửa xe đợi nàng. Bi thảm là, thời điểm Diệp Oản Oản hướng về tư giả hàn đi tới, trên đường còn có mấy tên nam sinh bu lấy, muốn bắt chuyện cùng nàng. chương 1007, vuốt lông đại sư cấp độ sử thi. Diệp Đồng Học, Ed Richard cùng nhau trao đổi học tập đi. Diệp Đồng Học, Diệp Đồng Học, tôi đến từ câu lạc bộ quảng cáo này cô có hứng thú gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi không? Diệp Đồng Học, trao đổi số điện thoại xã giao một chút nào. Các anh em, đừng có lại nói chuyện với tôi nha. Tánh mạng của tôi sắp không giữ được nữa rồi. Diệp Oản Oản vội mở miệng nói, xin lỗi, ngại quá, bạn trai tôi đang chờ, lần sau có thời gian nói chuyện sau. Hả, bạn, bạn trai, vậy mà lại đã có bạn trai. Mấy nam sinh đang tiếp cận nàng đầu tiên là sướng sờ, sau đó là thần sắc thất vọng tràn trề. Diệp Oản Oản thật vất vả mới thoát khỏi những người đó, cười tươi như hoa chạy về phía Tư Dạ Hàn. Giờ phút này trên người Diệp Oản Oản mặc một bộ áo đầm đơn giản màu trắng, trừ cái đó ra không có bất kỳ trang sức gì, nhưng tướng mạo của nàng quá mức xuất chúng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đuôi mắt hơi dương lên giống như hoa đào. Thời điểm những nam sinh kia vây quanh lấy nàng, ánh mắt bọn họ ra sao, Tư Dạ Hàn đều thấy rõ ánh mắt mơ ước báu vật mà hắn sở hữu. Đi thôi đi thôi, có phải anh chờ lâu lắm rồi hay không? Diệp Oản Oản vừa quan sát sắc mặt của người đàn ông vừa hỏi. Mới tới, tư giả hàn mở cửa xe, trên mặt không lộ ra bất kỳ tâm tình nào. Lên xe, tư giả hàn nói với lái xe hứa dịch, đi đến trung tâm thương mại trước. Vâng, cửu ra, hứa dịch chạy, không dám thở mạnh một tiếng. Thật là bi kịch, sớm biết vậy hắn đã lái chậm một chút rồi, ai ngờ đâu lại vừa vặn gặp phải cảnh hoàn hoàn tiểu thư bị một đám nam sinh bắt chuyện. Thời gian còn sớm, trước tiên đi mua quần áo, sau đó đi trang điểm. Tư giả hàn vừa lật một quyển tạp chí tài chính kinh tế ra xem, vừa mở miệng, giống như mới vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra. Diệp hoàn hoàn đưa tay lên vuốt gò má, vừa nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của nam nhân, thử mở miệng thăm dò, a, à, a à cửu, anh không tức giận sao? Tư giả hàn thờ ơ nắm lấy tay nàng, thản nhiên nhìn nàng một cái, tại sao phải tức giận. Tư giả hàn ra vẻ không biết, cũng làm bộ như mới rồi không hề phát sinh chuyện gì. Nhưng trên thực tế là như thế nào, chỉ có trong lòng hắn mới hiểu được. Sợ là nàng đã đánh giá thấp trình độ xấu xí của con dã thú trong lòng hắn. Cho dù là có người dám nhìn nàng thêm một cái, đều sẽ bị coi như là tranh đoạt, huống chi là ở ngay trước mặt hắn, dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng, nói chuyện với nàng. Hắn dĩ nhiên biết, Ý nghĩ của mình như vậy tồi tệ, ích kỷ đến mức nào, nhiều đến không chịu nổi. Hắn gần như bệnh hoạn vậy, muốn chiếm nàng làm của riêng, từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thật ra vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chẳng qua là vì không muốn quấy rối nàng, chẳng qua là vì quá tham luyến và yêu mến nụ cười của nàng, dần dần, hắn học được cách che giấu mà thôi. Vô luận trên mặt tỏ vẻ phong khinh vân đạm bao nhiêu, bên trong hũ giấm đương nhiên là đã chua đến mức không thể nào chua hơn. Diệp Oản Oản nghe vậy, len lén quan sát Tư Giả Hàn một cái. Thành thật mà nói, tính khí hiện tại của Tư Giả Hàn, thật sự là càng ngày càng quá tốt rồi. Nếu như không phải là bởi vì sống cùng nhau đã lâu, nàng có thể bằng trực giác cảm nhận được tâm tình của hắn, có lẽ cũng đã bị hắn lừa rồi. Sau khi nghe được lời của Tư Giả Hàn, Diệp Oản Oản không nói hai lời, lập tức lòng đầy cam phẫn mà mở miệng, anh không tức giận. Anh không tức giận, nhưng mà em tức giận nha. Nói xong chỉ chỉ cái cổ của mình, như thiêu như đốt mà mở miệng, mau, mau nhanh. Tư giả hàn khẽ dướn đôi lông mày, không hiểu nàng muốn làm cái gì, sao vậy? Diệp oản oản khẩn trương nói, nhanh nhanh bù đắp cho em đi. Luôn có người đánh chú ý lên trái tim nhỏ của anh, người ta rất là tức giận nha. Tư giả hàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, thất thần nhìn cái cần cổ trắng nõn của thiếu nữ, sau đó vẻ phong khinh vân đạm dần bị hòa tan, chính giữa biển giấm trong lòng hắn dường như mọc lên một hòn đảo, bên trên là một đóa hoa hồng đang nở rộ, tỏa ra hương thơm dịu dịu. Phía trước đang lái xe, hứa dịch. Kỹ năng vuốt lông của Oản Oản tiểu thư, hắn có thể viết thành một quyển danh tác cấp độ sử thi rồi. Chương 1008, rất vui lòng thỏa mãn. Diệp Oản Oản không thể không biết tự xưng là trái tim nhỏ của Tư Dạ Hàn có nghĩa là gì, mặt đầy vẻ chính nghĩa thúc dục, nhanh nha, nhanh nha. Tư giả hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lém lỉnh của cô nàng, từ trong ánh mắt như đầm băng của hắn dâng lên ngọn lửa, tầm mắt lưu luyến mãi không thôi dừng trên cần cổ trắng nõn yêu mỹ của nàng. Ngay sau đó, ngón tay khẽ vuốt ve gò má của cô gái, chậm rãi nhích tới gần, mặc dù không phải là do anh yêu cầu. Bất quá! Nam nhân vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn trên cổ của nàng, đôi môi ấm áp mút lấy ra thịt nhẫn nhụi. Bất quá! Cái yêu cầu này, hắn rất vui lòng thỏa mãn phi lễ chớ nhìn. Phía trước, hứa dịch vội vàng kéo vách ngăn ở giữa lên, để khỏi phải ăn thức ăn cho chó quá độ. Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi trường học. Thời khắc này, Diệp Oản Oản cũng không biết, phía sau nàng cách đó không xa, Hàn Thiên Vũ chẳng biết từ lúc nào đã ngừng ở đối diện Đại học Truyền thông Đế Đô, đang nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Vũ, sao vậy? Người đại diện của Hàn Thiên Vũ, phí dương hoài nghi truy hỏi mới vừa rồi hàn thiên vũ quay phim xong chuẩn bị rời đi kết quả thời điểm xe vừa chạy ra khỏi trường lại đột nhiên bảo hắn ngừng lại giờ phút này thần sắc hàn thiên vũ biến ảo không ngừng hắn vừa mới nhìn thấy bạn trai của diệp bạch ở trước cửa trường học tiếp đó một nữ sinh leo lên xe hai người cũng không tiếp xúc gì cùng nhau chỉ thấy nam nhân kia giúp cô gái mở cửa xe ra có khả năng chỉ là bằng hữu hay thân thích không hàn thiên vũ nghĩ như thế vốn là đã chuẩn bị rời đi nhưng lại cảm thấy không yên tâm cuối cùng vẫn chọn mở miệng nói dương ca làm phiền anh đi theo chiếc xe màu đen phía trước kia hả đi theo chiếc xe kia để làm gì phí dương không hiểu đừng hỏi nhanh ồ được rồi phí dương hiểu rõ hàn thiên vũ biết hắn không phải là loại người tùy tiện làm loạn như vậy một khi nói vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó vì vậy vội vã lái xe đuổi theo trung tâm thương mại xa xỉ hạng nhất đế đô hàn thiên vũ đi thẳng một đường đến bãi đậu xe lớn chứa được cả trăm chiếc xe khoảng thời gian này lưu lượng xe lưu thông rất lớn việc hắn theo dõi cũng không bị đối phương phát hiện thích thiên vũ trong chiếc xe trước mặt kia rốt cuộc là người nào chúng ta theo dõi bọn họ để làm gì phí dương đầu óc mơ hồ không hiểu hàn thiên vũ vì sao đột nhiên lại nổi hứng lên như thế này hàn thiên vũ không nói gì ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trên chiếc xe trước mặt chỉ thấy hai người bên trong xe cùng nhau xuống xe lần này thiếu nữ khoác lấy cánh tay của nam nhân có thể thấy quan hệ hai người tuyệt đối không bình thường rất nhanh một nam một nữ hướng về chính giữa thang máy đi tới sau đó theo thang máy đi tới cửa hàng tổng hợp lần trước tại dạp chiếu phim nhìn thấy người nam nhân kia cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ hắn đã có cảm giác không được bình thường chẳng qua là sau đó diệp bạch giải thích nói đó là nữ nhân họ có quen biết trước cho nên hắn cũng không nói gì vậy lần này lại là có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ người nam nhân kia lừa gạt diệp bạch vẫn còn đang âm thầm lui tới cùng nữ nhân diệp bạch thích hắn như vậy thậm chí nguyện ý vì hắn không để ý trở ngại thế tục sắc mặt hàn thiên vũ càng lúc càng khó nhìn không kịp suy nghĩ nhiều lập tức đeo khẩu trang và kính dâm vào nhanh chóng mở cửa xe ra đi theo hắn nhất định phải xác nhận một chút nếu như là hiểu lầm là tốt nhất nếu như không phải bên cạnh phí dương nhìn mà bị dọa cho sợ này thiên vũ cậu đây là muốn làm gì cậu điên rồi sao hàn thiên vũ là nhân vật của công chúng xuất hiện tại nơi công cộng như thế này nếu như bị nhận ra nhất định sẽ đem lại sự hỗn loạn dương ca tôi tự có chừng mực hàn thiên vũ luôn luôn lý trí lần này lại cũng không thèm để ý tới lời khuyên của phí dương chương 1009, làm sao lại cứ như đi bắt kẻ thông dâm thế này. Bởi vì lo lắng bị phe nhận ra, Hàn Thiên Vũ không thể trực tiếp bám theo, chỉ có thể đi lên sân thượng tìm một vị trí tương đối thoáng đáng quan sát. Mặc dù chỉ có thể thấy từ xa xa, không thể theo sau, nhưng cũng đã đủ để quan sát động tĩnh và hướng đi của hai người kia. Tư giả Hàn và Diệp Oản Oản hoàn toàn cứ như là một đôi tình nhân trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Bởi vì có đủ thời gian, Hai người thong thả đi dạo ở trung tâm thương mại, thỉnh thoảng mua chút ít đồ ăn vặt ở những gian hàng bên cạnh, chàng một miếng nàng một miếng, cùng nhau ăn. Sau khi đi dạo chán chê thỏa thích, Diệp Oản Oản mới đi theo tư giả Hàn đến cửa hàng đã hẹn trước để lấy lễ phục. Phí Dương thấy Hàn Thiên Vũ theo dõi đôi nam nữ kiệt tiến vào một cửa hàng chứ danh chuyên thiết kế trang phục riêng, mới nhìn hai người kia một chút, lại nhìn Hàn Thiên Vũ đeo kính dâm che mặt, không thấy rõ được biểu cảm, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Thiên Vũ à, tôi làm sao lại cảm thấy cứ như cậu đang đi bắt kẻ thông dâm vậy? Chẳng lẽ cô bé kia là người cậu yêu thích sao? Miệng nó, Thiên Vũ, cậu sẽ không phải là giấu tôi lén lút yêu đương đấy chứ? Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm về phía cửa tiệm kia, thuận miệng trả lời, không phải. Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt, dọa tôi một hồi, nếu cậu có yêu ai thì nhất định phải nói với tôi sớm, nếu không tôi đỡ không kịp đâu. Phí Dương vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà, nếu không phải là đi bắt kẻ thông dâm, vậy là tình huống gì? Hàn Thiên Vũ nghe vậy không nói gì, trong đầu quả thực có chút bối rối. Trong đầu đều là suy nghĩ, vạn nhất là sự thật, hắn nên làm cái gì, làm thế nào để nói cho Diệp Bạch. Chẳng qua là, hắn vẫn như cũ ôm ấp một chút hy vọng may mắn, cô gái kia có thể là em gái, hay là người thân của hắn ta. Tạo hình hội sở SPE Thợ trang điểm chính lão luyện khoảng 30 tuổi, ăn mặc thời thượng, quan tiểu hà, đã sớm chờ đợi từ lâu. Chủ tiệm vô cùng hiếm thấy mới lộ mặt một lần, tả thượng cảnh cũng từ nước ngoài chạy về, hơn nữa hôm nay còn tạm ngừng buôn bán. Dù sao một nhân vật lớn như tư dạ hàn, bình thường căn bản cũng không có cơ hội được gặp, không ngờ lại sẽ đích thân tới tiệm của bọn họ, đương nhiên là phải thận trọng tiếp đái. Vốn chủ tiệm tả thượng cảnh muốn đích thân ra tay, bất quá. Trợ lý của tư dạ hàn đã dặn đi dặn lại, chỉ cần thợ trang điểm nữ, cho nên công việc này mới đến phiên quan tiểu hà. Hứa đặc trợ, không biết tư tổng lúc nào sẽ đến. Tả thượng cảnh mở miệng hỏi thăm. Hứa dịch đương nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi, cho nên trực tiếp tới trước, chờ sẵn ở trong tiệm, nghe vậy mở miệng nói, đang cùng bạn gái đi shopping, chắc sắp tới rồi. Tả thượng cảnh, quan tiểu hà, còn có vài thợ trang điểm khác trong tiệm nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, Dường như không nghĩ tới một nhân vật như Tư Giả Hàn lại sẽ đích thân cùng bạn gái đi shopping. Mắt thấy đã sắp đến thời gian hẹn trước, nơi cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, một đôi nam nữ bộ dáng như tình nhân đi vào trong tiệm. Thiếu nữ da trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp, nam nhân lại càng phi thường tuấn mỹ, khí độ bất phàm. Chỉ thấy thiếu nữ ăn mặc nhàn nhã, một tay cầm kem ly, một tay xách trà sữa, nam nhân lại đang giúp nàng xách túi lớn túi nhỏ quà vật cùng quần áo thật ngại quá hai vị, tiệm chúng tôi hôm nay không. Hôm nay tiệm bọn họ không buôn bán, quan tiểu hà thấy vậy đang muốn đi tới trước nhắc nhở, không ngờ lại nhìn thấy ở bên cạnh, trợ lý đặc biệt của tư giả hàn, hứa dịch đứng dậy, nhanh chóng nghênh đón đôi tình nhân trẻ kia. Cửu ra, lễ phục đều đã chuẩn bị xong, thợ trang điểm cũng đã đến rồi. Nghe được hứa dịch mở miệng, đám người quan tiểu hà nghe vậy tất cả đều tỏ vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt chính là Tư Dạ Hàn và bạn gái của hắn. Bọn họ còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn khi đến nhất định sẽ là tiền hô hậu ủng, ai ngờ đâu lại có thể bình thường đến như vậy, lại còn giúp bạn gái sách đồ cùng quà vặt. Chương 1010, cưng chiều không chịu được. Ừm, Tư Dạ Hàn hơi gật đầu một cái, sau đó cầm lấy ly kem cùng trà sữa đang được Diệp Oản Oản ăn không ngừng, mở miệng nói, đi thử y phục. Một miếng, còn có một miếng à, Diệp Oản Oản vươn lên ăn nốt miếng kem cuối cùng từ trong tay của Tư Dạ Hàn, lúc này mới hài lòng. Tư Tổng Chào Tư Tổng Đám người quan tiểu hà sửng sốt mấy giây, sau đó vội vàng chào hỏi. Không biết vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào, quan tiểu hà cẩn thận hỏi. Xin chào, tôi họ Diệp, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Quan tiểu hà, xin chào Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản đánh giá người thợ trang điểm trước mặt một cái, ngài là. Quan Tiểu Hà, quan lão sư. Quan Tiểu Hà vội mở miệng nói, "Vâng, tôi là thợ trang điểm hôm nay của cô." Quan Tiểu Hà, Diệp tiểu thư biết tôi sao? Diệp Oản Oản nói, "Dĩ nhiên, ngài và Tả tiên sinh ở trong ngành rất nổi tiếng." Quan Tiểu Hà mặc dù mới chỉ khoảng chừng 30 tuổi, nhưng đã từng tạo hình, trang điểm qua cho rất nhiều vị tai to mặt lớn, kinh nghiệm phong phú, mà chủ tiệm này Tả thượng cảnh lại càng là thợ trang điểm cấp quốc tế, ngay cả Diệp Mộ Phàm cũng rất sùng bái. Tả Thượng Cảnh hiện tại là thợ trang điểm riêng của Tạ Chiết Chi. Diệp Oản Oản không nghĩ tới, trước đây cô chỉ thuận miệng nhắc đến tạo hình hội sở SPI mấy câu trước mặt Tư dạ Hàn, anh liền giúp cô hẹn trước với thợ trang điểm nơi này. Chẳng qua là, à, quả nhiên là không có để cho Tả Thượng Cảnh trang điểm cho nàng như nàng ao ước nha. Quan Tiểu Hà cùng Tả Thượng Cảnh thấy thái độ Diệp Oản Oản lễ phép khiêm tốn, ấn tượng đối với nàng đều rất tốt sau khi cùng quan tiểu hà và tả thượng cảnh hàn huyên mấy câu, Diệp Oản Oản đi trước đến phòng thử quần áo thay lễ phục. Lễ phục hoàn toàn là do tư dạ hàn chuẩn bị, không hề sai lệch một ly với số đo của nàng, kiểu dáng lớn nhỏ đều là do tư dạ hàn tự kiếm. Nàng vốn còn đang lo lắng sẽ không vừa vặn, kết quả vừa thử một lần liền phát hiện, ồ, tương đối vừa người. Nhãn lực này của tư dạ hàn, không có chỗ nào để chê. Hơn nữa kiểu dáng của lễ phục này cũng có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, mặc dù có hơi bảo thủ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó. Khảm mảnh nhỏ châm hoa phát sáng, dưới ánh đèn lung linh ảo mộng, yêu nhã đoan trang, mỗi một chi tiết đều được xử lý tỉ mỉ tinh tế. Phần cổ áo có thêu hoa hồng, nhưng lại không làm mất đi vẻ hoạt bát đáng yêu hợp với lứa tuổi của nàng. Bên ngoài phòng thử quần áo, quan tiểu hà đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội mở miệng nói, chuyện này, đồ của Diệp Tiểu Thư có khóa dây kéo, có thể cần có người hỗ trợ. Bên này vừa mới dứt lời, bên trong liền truyền tới âm thanh nhờ giúp đỡ của Diệp Oản Oản, A à Cửu, khóa dây kéo của em, anh giúp em một chút. Tư giả dạ hàn vô cùng tự nhiên, từ trên ghế salon đứng dậy đi tới, đi giúp bạn gái nhà mình kéo khóa dây kéo rồi. Ngoài cửa, quan tiểu hà nhìn chăm chú nam nhân khí chàng cường đại, tuấn mỹ như thần linh kia, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ mặc dù loại người tầng thứ này như tư giả hàn bọn họ hoàn toàn không thể nào với tới được nhưng truyền thuyết có liên quan đến hắn ở đế đô có quá nhiều loại tin đồn phổ biến nhất chính là nói hắn không gần nữ sắc khát máu tàn bạo còn có người nói vì hắn quá xấu cho nên mới không bao giờ lộ diện trước công chúng hoàn toàn không nghĩ tới sau khi chân chính gặp mặt lại có thể sẽ có bộ dáng như thế này mặc dù nhìn qua thanh cao lãnh đạm thờ ơ nhưng đối với bạn gái lại rõ ràng là cưng chiều không chịu được hơn nữa không nghĩ tới lại có thể đẹp trai đến như vậy. Một lát sau, Diệp Oản oản rốt cuộc thay quần áo xong, đến trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm hóa trang. Cơ bản đều là do Quan tiểu Hà thao tác, tả thượng cảnh ở một bên kiểm định, đưa ra ý kiến. "Diệp tiểu thư, da thịt của cô quá tốt rồi, tôi cơ hồ không có không gian phát huy, chẳng qua là phủ thêm một chút phấn lót cho cô, trang điểm da mặt phù hợp với tông màu ấm của lễ phục. Cô xem thử có hài lòng hay không?" audio điện tử võ tấn bền Chương 1011, bị người ta bắt cóc bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Sau khi trang điểm xong, Quan Tiểu Hà đứng ngơ ngác ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh diễm. Quá, quá đẹp, ngay cả nàng là nữ nhân ngắm mà cũng thiếu chút nữa động tâm. Hoàn toàn không khỏi có chút ganh tị. Trong tiệm, ánh mắt của những người khác tất cả cũng đều không sai biệt lắm. Bản thân thiếu nữ cũng đã quá đẹp sau khi trang điểm sơ qua, càng trở nên đẹp lộng lẫy hơn khiến người người phải thán phục. Không giống với những mỹ nhân dập khuôn trong giới giải trí, vẻ đẹp của thiếu nữ có khả năng hấp dẫn người khác không phân biệt giới tính, là một vẻ đẹp mị hoặc đầy tính xâm lược. Một bên tả thượng cảnh không nhịn được thầm nghĩ, hắn dám nói, nếu như là cô bé này vào giới giải trí, chỉ bằng gương mặt này, một thân khí chất này, tuyệt đối là tồn tại có thể sánh vai cùng yêu nghiệt tạ chiết chi kia. Trên ghế salon, tư giả dạ hàn thấy thiếu nữ được trang điểm rực rỡ lóa mắt làm cho người ta hoàn toàn không thể rời tầm mắt, còn người hơi hơi co rút lại, vội chớp mắt một cái. Mà Diệp Oản Oản nhìn thấy mình trong gương, ngay cả chính nàng cũng đều có chút kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa ăn mặc long trọng đến như vậy bao giờ. Diệp Oản Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình, thán phục lên tiếng, ta phi. Thực sự là quá đẹp đẽ rồi đi, A cửu, khó trách anh lại không yên tâm về em chính em cũng đều không yên tâm về chính mình. Tư giả hàn, hứa dịch, mọi người trong tiệm. Quan tiểu hà nghe vậy đầu tiên là sướng sờ, sau đó không nhịn được ở một bên cười thầm. Thiếu nữ này không chỉ là dáng dấp đẹp mắt, mà tính cách cũng cực kỳ tốt, khó trách ngay cả vị gia chủ trong truyền thuyết của tư gia lại sủng ái đến như vậy. Hài lòng, vô cùng hài lòng, khổ cực hai vị lão sư rồi. Diệp Oản Oản nói cảm ơn một tiếng, vui vẻ giờ khuôn mặt mình, hi hi thật là vui vẻ quả nhiên đẹp vẫn là điều làm cho người ta vui vẻ nhất rồi. Vừa nghĩ tới kiếp trước giả xấu nhiều năm như vậy, xấu đến mức dọa chết người như vậy, quả thực là quá thiệt thòi mà. Ăn ngon mặc đẹp, tâm tình đều sẽ chuyển biến tốt. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản sau khi trang điểm, vừa nghĩ tới vẻ đẹp này của nàng sẽ bị những người khác nhìn thấy, tư giả hàn đã bắt đầu nảy sinh ý hối hận, nhưng vào lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của thiếu nữ, cuối cùng vẫn sung túng. Tư giả hàn đem mái tóc gợn sóng của nàng vuốt ra sau tai, âm thanh hơi trầm xuống, mở miệng nói, buổi tối phải ở bên cạnh anh, không cho chạy loạn. Diệp oản oản gật đầu liên tục, ưm, um, biết rồi, em đẹp như vậy, bị người ta bắt cóc bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Anh nhất định phải canh chừng em thật kỹ nha. Hứa dịch, bên trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Oản oản tiểu thư rốt cuộc như thế nào, lại từ mỗi ngày đều muốn bỏ trốn, biến thành đem cửu gia ăn sạch sành xanh. Nhớ lại, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi trang điểm xong, Diệp Oản Oản liền kéo tư giả Hàn rời khỏi tạo hình hội sở SPE. Hàn Thiên Vũ ở nơi sân thượng phía đối diện, vừa nhìn thấy hai người cuối cùng cũng từ bên trong đi ra, nhất thời đứng thẳng lên. Chỉ thấy cô gái đã thay đổi một bộ đồ lộng lẫy, trang điểm hoa lệ, đang thân mật ôm lấy cánh tay của nam nhân. Hai người vốn là đã chuẩn bị đi ra bãi đậu xe, ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo qua nhìn thấy đối diện có cửa hàng bánh ngọt, nhất thời lại dừng bước, "Ai nha." "A à Cửu, đối diện có cửa hàng đồ ngọt, chúng ta đi mua chút bánh ngọt ăn đi." "Em ăn nhiều lắm rồi đấy." Tư giả Hàn nhắc nhở. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Này, không phải là em ăn, là là mua cho Đường Đường đấy. Em mua đem về cho Đường Đường ăn mà." Cuối cùng Diệp Oản Oản vẫn vui vẻ ôm lấy tư giả Hàn cùng nhau đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt phía đối diện. Hàn Thiên Vũ mắt thấy hai người đang đi thẳng về phía mình, vội vàng cầm tờ tạp chí ở bên cạnh, che mặt mình lại. Phí Dương cũng thiếu chút nữa là muốn tìm cái lỗ chui vào trốn. Thích, làm sao lại hướng về phía bọn họ bên này như vậy chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trường 1012, Nguy cơ té ngựa Cô bé này cũng quá đẹp may là phí dương cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm dạng mỹ nhân gì cũng đều đã gặp qua giờ phút này cũng bị dung mạo của cô gái làm cho kinh động sau khi hàn thiên vũ nhìn thấy cô gái bởi vì dung mạo quá trói mắt của thiếu nữ mà hơi bất ngờ một chút nhưng trừ cái đó ra hình như khuôn mặt của nàng ta dường như cũng hơi có chút quen mắt bỗng một thanh âm vang lên thiên vũ à cậu phải ngàn vạn tỉnh tháo đừng ở loại địa phương như thế này làm bậy nha cậu phải suy nghĩ cho diệp bạch một chút nếu như cậu gây chuyện, cuối cùng còn không phải là phải bắt cậu ta đến thu thập cục diện dối rắm à. Mắt thấy sắc mặt của Hàn Thiên Vũ càng ngày càng không ổn, phí dương kinh hồn bạt vía, vô cùng bất đắc dĩ đành đem Diệp Bạch kéo ra. Không phải là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng mà biểu hiện của Hàn Thiên Vũ rất giống là đang đi bắt gian. Kết quả, hắn vừa nhắc tới Diệp Bạch, không biết tại sao sắc mặt của Hàn Thiên Vũ lại càng thêm khó coi. Phí Dương đang ngàn lo vạn lắng sẽ xảy ra chuyện, cô bé kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt khi cô bé đến gần, phí dương trực tiếp bị vẻ đẹp này làm cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Ta phi, chuyện này, Hàn Thiên Vũ còn đang tức giận vì tư giả Hàn lạc lối, bỏ bạn cậu ta đi theo gái lạ, cũng không mấy chú ý đến chút tiểu tiết này, rất nhanh sắc mặt liền bởi vì tư thế thân mật của hai người mà trở nên càng âm trầm hơn. Hắn không thể nào tiếp tục lừa mình dối người nữa, hai người này rõ ràng chính là có quan hệ tình nhân trong mắt của Diệp Oản Oản chỉ có ăn, ăn và ăn, đương nhiên cũng không lưu ý đến bên cạnh có một vị, khách lạ, đứng đó, trực tiếp tiến đến thẳng quầy bán hàng. Tôi muốn mua strawberry mousse, macaron, tuyết mị nương, còn có bánh ngọt hạnh nhân. Diệp Oản Oản vui sướng kể tên những đồ ăn muốn mua. Bởi vì Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn phải đi dự yến hội, cho nên đều ăn mặc lộng lẫy, nhân viên của tiệm nhìn mê mẩn đôi tuấn nam mỹ nữ này hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần, vội mở miệng nói vâng cảm phiền chờ chốc lát tôi sẽ lấy cho quý khách được rồi diệp oản oản gật đầu một cái vẻ mặt đầy chờ mong tỏ vẻ em không có muốn ăn à nha mở miệng nói với tư giả hàn a à, cửu anh xem đường đường ở nhà một mình đáng thương biết bao nhiêu nên mua thêm một chút đồ ăn ngon cho con vâng đường đường khẳng định là sẽ không ăn hết nhiều như vậy đến lúc đó nàng sẽ có thể giúp cậu nhóc xử lý tư giả hàn chẳng qua chỉ hơi nhíu mày cũng không vạch trần nàng, ngay sau đó nhìn về phía nhân viên nói, những thứ vừa rồi, mỗi loại hai phần đi. Gào, yêu anh nhất rồi, Diệp Oản Oản nhất thời vui vẻ hôn lên má tư dạ hàn một cái. Giờ phút này ở bên cạnh, hai tay hàn thiên vũ đã nắm chặt lại thành quyền, con người đằng sau chiếc kính dâm tràn đầy vẻ giận dữ. Thiên vũ, cậu đừng, phí dương nhắc nhở mới được nửa câu, ở phía trước, đã không có người. Tiểu thư, đã gói lại kỹ càng, xin cô nhận lấy. Nhân viên tiệm bánh đem những loại bánh ngọt được yêu cầu tất cả đều đưa sang. Vâng, được rồi, cảm ơn. Diệp Oản Oản vui vẻ nhận lấy đồ ăn, ngay sau đó kéo cánh tay của tư giả hàn đi ra bên ngoài cửa tiệm. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có một bóng người đi theo bên cạnh, chặn trước người bọn họ, ngăn cản đường đi. Người này bao biệt từ trên xuống dưới, bên ngoài mặc một bộ áo khoác sậm màu, trên mặt đeo khẩu trang, lại còn đeo kính dâm người này ban ngày ban mặt đem mình gói lại như cái bánh ú như vậy để làm gì diệp oản oản đang suy nghĩ nam nhân đột nhiên mở miệng tư tiên sinh diệp oản oản nghe được âm thanh của người đàn ông này trong lòng đột nhiên bỗng hồi hộp một chút miệng nó giọng nói của người này làm sao lại giống như vậy một giây kế tiếp nam nhân chậm rãi tháo khẩu trang trên mặt mình xuống sau đó là kính dâm lộ ra một gương mặt tuấn giật mà thân quen chương 1013, tỉnh táo chút đi, thiên vũ tiểu thiên sứ. Trong nháy mắt khi thấy rõ người kia, ánh mắt Diệp Oản Oản đột nhiên trợn to, trong đầu nổ vang một tiếng, quả thật là giống như trời long đất lỡ, thiếu chút nữa phát điên mất. Con miệng nó, Hàn Thiên Vũ, làm sao lại sẽ là Hàn Thiên Vũ vậy trời? Một màn này quả thật là nếu so với gặp phải quỷ thần còn kinh khủng hơn. Thời khắc này Diệp Oản Oản hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nhưng là bây giờ đã chính diện đối mặt, có trốn đi cũng không đem lại mấy tác dụng. So với vẻ sóng gió kinh hoàng của Diệp Oản Oản, một bên tư giả Hàn nhìn thấy Hàn Thiên Vũ, sắc mặt ngược lại không hề có chút phản ứng đặc biệt nào, chẳng qua chỉ khẽ nhìn Hàn Thiên Vũ một cái. Dường như bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, ở trong mắt hắn đều không tạo ra nổi chút gợn sóng nào. Hàn Thiên Vũ nhìn chồng chọc người đàn ông trước mặt, tựa hồ là dùng hết tất cả khả năng tự kiềm chế để đè nén sự tức giận, từng chữ từng chữ một gần giọng từ tiên sinh, xin hỏi anh có gì muốn giải thích không? Nữ nhân này là có chuyện gì xảy ra? Tư giả hàn mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi, giải thích. Hàn thiên vũ lên cơn giận dữ, kích động chất vấn, chẳng lẽ anh còn muốn ngụy biện? Anh lừa dối cậu ta, đùa bấn tình cảm của cậu ta, lén lút sau lưng cậu ấy lui tới cùng với nữ nhân khác. Miệng nó, miệng nó, miệng nó, tỉnh táo chút đi tiểu thiên sứ sự tình không phải là như cậu nghĩ. Tôi là Diệp Bạch, tôi chính là Diệp Bạch mà. Diệp Oản Oản vào lúc này cả người đều đã sốc sách rồi, tuy nhiên lại không có cách nào giải thích, não cũng muốn nổ tung rồi. Nàng hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn là Hàn Thiên Vũ vẫn chưa nhận ra nàng. Nhưng bây giờ tệ hại nhất, cũng chính là Hàn Thiên Vũ vì không nhận ra nàng, nên hoàn toàn xem nàng làm kẻ thứ ba. Càng tệ hơn chính là, cái vẻ hùng hổ dọa người chất vấn này của Hàn Thiên Vũ, khiến cho ánh mắt của tư giả hàn thoáng lạnh đi, hai con người mang theo hàn ý, nheo lại đầy nguy hiểm. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy vẻ mặt như thế của tư giả hàn, liền biết ngay là không ổn. Ta phi, đừng nha bảo bối, em nhiều đây thôi cũng đã đủ bối rối lắm rồi, anh cũng đừng bùng cháy mà. Diệp Oản Oản đang muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tư giả hàn thần sắc lạnh nhạt nhìn người nam nhân trước mặt bằng nửa con mắt, nhìn thấy bộ dáng lòng đầy căm phẫn của hắn, âm thanh lạnh vô cùng, không sai, tôi đúng là lui tới cùng nữ nhân. Mà cậu, lại lấy tư cách gì, thân phận gì, để chất vấn tôi? Diệp oản oản che mặt nâng chán, xong rồi, xong đời. Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ không cách nào tin tưởng được, anh. Anh quả thật là, đối phương lại lầy như vậy, chẳng ngại thừa nhận, hơn nữa còn không có chút ý ái náy hối cải nào. Hỗn đàn, vừa nghĩ tới nếu như Diệp Bạch biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, đương nhiên sẽ thêm tuyệt vọng, lửa giận bị đè nén của Hàn Thiên Vũ trong nháy mắt bùng nổ, quả đấm đưa lên liền hướng về phía tư giả Hàn đánh tới. Diệp Oản Oản ở bên cạnh quan sát, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Mẹ nó, đừng mà, đánh tôi cũng được, đừng đánh mặt bảo bối nhà tôi mà. Tư giả Hàn vẻ mặt lãnh đạm thở ơ, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu lấy một lần. Mắt thấy quả đấm của Hàn Thiên Vũ sắp sửa nện ở trên mặt của tư giả Hàn, Diệp Oản Oản làm sao có thể nhịn được nữa, nhất thời thân hình nhanh như điện lắc mình đi ra, một trường vung ra đỡ lấy cú đấm của Hàn Thiên Vũ, sau đó đẩy nghiêm túc che chở cho tư giả Hàn ở sau lưng mình. A à cửu, anh không sao chứ? Diệp Oản Oản khẩn trương sờ sờ mặt của tư giả Hàn, thấy hắn không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong mắt tư giả Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, thấy bộ dáng nhỏ bé của cô nàng khẩn trương không thôi, còn người băng lãnh thoáng hỏa hoãn lại một phần. Ngươi, Hàn Thiên Vũ kinh ngạc, không ngờ một nữ hài tử xinh đẹp lại có thể có khí lực lớn như vậy, bàn tay hắn bị đỡ lấy cũng có chút tê dại. Bất quá, Hàn Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, xin cô tránh ra. chương 1014, người trọng yếu nhất. Hắn đương nhiên không có khả năng động thủ đối với nữ nhân, mà lại tức giận hướng về phía tư giả hàn nhìn lại, trốn ở sau lưng nữ nhân mà còn là nam nhân gì chứ. Tính tình của hàn thiên vũ rất chính nghĩa, trong đôi mắt lại đầy cương quyết, hôm nay nhìn bộ dạng như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên phí dương ngăn cản không kịp, chờ mắt nhìn hàn thiên vũ gây ồn ào, vội vàng xông tới, luống cuống tay chân giúp hàn thiên vũ đeo lại khẩu trang, hạ thấp giọng dụ dỗ như nói với tổ tông vậy, thôi mà. Thiên vũ, cậu điên thật rồi sao? nhanh đeo lên đeo lên, bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ. Cũng còn may vào lúc này trong tiệm bánh ngọt không có người nào, không có ai chú ý tới tình huống ở bên này, lỡ như làm lớn chuyện lên, tin tức, Hàn Thiên Vũ nổi giận vì hồng nhan, sâu tiểu tam tại nơi công cộng, ngày mai nhất định sẽ lên trang bìa của vô số báo lá cải. Động tính bên này cũng đã làm cho những nhân viên của quán chú ý, cứ tiếp tục như thế, thật sẽ lớn chuyện đó. Chuyện bây giờ cuối cùng phí dương cũng hiểu được không sai lắm, Mới vừa rồi nghe câu chuyện giữa Hàn Thiên Vũ và nam nhân kia, chợt nhận ra dường như mình nghĩ sai rồi. Hắn vốn cho là cô bé này là người Hàn Thiên Vũ yêu, bây giờ mới biết không phải là như vậy, chắc là bạn gái của người đàn ông này chính là bạn của Thiên Vũ. Thiên Vũ đang vì bạn mình bị lừa gạt mà đi đòi lại công bằng. Thật là đủ phức tạp mà. Đám rồi bâu thích nhất là loại chuyện này, đừng nói là người bạn nữ kia của Hàn Thiên Vũ có phải là quan hệ bằng hữu đơn thuần hay không, đến lúc đó bị truyền thông thêm dầu thêm mỡ một hồi, nhất định sẽ biến thành cuộc tình tay ba lâm ly bi đát các thể loại. Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng có chút hoài nghi với Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ làm việc vô cùng có chừng mực, không giống như là có thể vì một người bạn nữ bình thường làm ra loại chuyện vọng động như vậy. Dương ca, anh tránh ra. Hàn Thiên Vũ lần này đã thật sự nổi giận rồi, trực tiếp nhìn chằm chằm tư giả Hàn gầm lên, loại cặn bã lừa dối tình cảm nhà ngươi người mới vừa rồi hỏi ta có tư cách gì thật sao? Được, ta nói cho người biết, cậu ấy là bằng hữu tốt nhất của ta, là người trọng yếu nhất của đời ta. Chuyện của cậu ấy, chính là chuyện của ta, nếu ta đã biết rồi, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Hàn Thiên Vũ cuối cùng vì muốn bảo vệ cho Diệp Bạch, cho nên từ đầu tới cuối cũng không hề nói ra tên của hắn. Hàn Thiên Vũ vừa dứt lời, ở bên cạnh phí dương liền kinh ngạc. Nghĩa nó, người trọng yếu nhất, người bạn nữ đó của thiên vũ chẳng lẽ thật có cái gì đó cùng với hắn. Diệp Oản Oản bên này mới vừa cản lại được Hàn Thiên Vũ, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được mấy câu nói này Hàn Thiên Vũ, phản ứng đầu tiên trong lòng là cảm động. Hàn Thiên Vũ là thực sự coi hắn là huynh đệ tốt nhất cùng bằng hiếu, nhưng mà, chính mình lại vẫn lừa gạt hắn về thân phận thật của mình. Phản ứng thứ hai của Diệp Oản Oản là, xong đời. Quả nhiên, sau khi tư giả hàn nghe được lời này của hàn thiên vũ sắc mặt vừa hòa hoàn lại lại lần nữa đóng băng từng mảng thanh âm khàn khàn mang theo sự nguy hiểm a à, thật sao người trọng yếu nhất người của tôi lúc nào trở thành người trọng yếu nhất của cậu hàn thiên vũ nghe nói như vậy đã tức giận đến cực hạn người của ngươi ngươi làm ra loại chuyện này đối với cậu ấy còn có mặt mũi nào nói ra những lời này hay sao người đàn ông này nhìn cũng đàng hoàng bảnh bao vậy mà nhân phẩm lại có thể thấp kém như vậy. Diệp Oản Oản đứng ở một bên, quả thật đã sắp muốn điên luôn rồi. Choáng nha, hai người này sao lại dâu ông nó cắm cầm bà kia, hai người hiểu theo hai cách khác nhau, vậy mà có thể đứng cãi nhau như đúng rồi. Có lầm hay không vậy hai vị đại lão? Hỗn đàn, chẳng lẽ người còn muốn hai chân đạp hai thuyền? Hàn Thiên Vũ trong cơn tức giận trực tiếp lên tiếng chất vấn. Tư giả Hàn thản nhiên mà lườm hắn một cái, phải thì như thế nào? Ngươi, Hàn Thiên Vũ hoàn toàn bị chọc giận, lại đấm một quyền tới, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Mẹ nó, hai người các ngươi, rốt cuộc có đủ hay chưa? Diệp Oản Oản rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lần nữa đỡ lấy công kích của Hàn Thiên Vũ, sau đó, dùng cặp con ngươi sáng người cực kỳ kia nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Thiên Vũ, con miệng nó đủ rồi đấy. Hàn Thiên Vũ cậu dừng tay lại cho tôi, là tôi. Chương 1015, biết cậu không nỡ bỏ tôi. Những lời này, Diệp Oản Oản vẫn như cũ dùng giọng nữ, nhưng cặp con người sáng người kia, giọng nói quen thuộc kia, lại thành công khiến cho Hàn Thiên Vũ ngừng lại, sau đó ngây dại. Ánh mắt của cô gái này còn có cách nói chuyện. Làm sao? Làm sao sẽ khiến cho hắn nhớ tới Diệp Bạch? Nhưng mà, đây rõ ràng là một cô gái nha. Hắn nhất định là điên rồi. Nhưng mà, mới vừa rồi cô gái kia nói, lại là có ý gì? Hàn Thiên Vũ bởi vì kinh ngạc mà ngây ngốc ở chỗ đó, trong đầu có chút hỗn loạn. Diệp Oản Oản thở hồng hộc vuốt vuốt cái chán, thật là đủ con miệng nó rồi. Diệp Oản Oản trước tiên nhìn về phía tư giả Hàn ở bên cạnh, A Cửu, em muốn được cùng Hàn Thiên Vũ đơn độc trò chuyện một chút. Không cho tỏ thái độ, cứ như vậy sau này em sẽ bị dày vò chết mất. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn trái tim nhỏ của anh phải lo lắng không yên hay sao? Anh suy nghĩ một chút xem em đây là vì ai? Huống chi mới vừa rồi cũng là bởi vì anh cực kỳ không phối hợp, mới dẫn đến em phải đích thân, ra trận đấy. Sắc mặt của tư giả Hàn vẫn như cũ có chút khó coi. Hàn Thiên vô cùng phí dương bên cạnh nghe mà hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Thôi thôi được rồi, được rồi, ngoan nào, chỉ 10 phút thôi. Em biết ngay là anh không nỡ xa em mà. Diệp oản oản hôn một cái trên mặt của tư giả Hàn, lại khen hắn đẹp như hoa ánh mắt của tư Dạ hàn lườm trên người hàn thiên vũ một cái, mấy giây sau, rốt cuộc hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, anh ở trong xe chờ em. Được rồi, được đấy, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Hàn thiên vũ mặc dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng biết chắc hẳn cô nàng có chuyện gì đó trọng yếu muốn nói với hắn, vì vậy nói với phí dương ở bên cạnh, dương ca, anh cũng ở trong xe chờ đi. Hả, phí dương mặt đầy vẻ mơ hồ, hắn làm sao có thể yên tâm để cho Hàn Thiên Vũ đi một mình, lúc này lắc đầu không chịu, không được, tôi đi rồi cậu lại kích động thì làm sao bây giờ. Lúc này, Diệp Oản Oản hướng về phí dương nhìn một cái, yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Ồ, vậy, vậy cũng tốt, phí dương đón lấy ánh mắt của cô gái, theo bản năng mà mở miệng, sau đó sửng sốt một chút, ngộ thật, hắn làm sao lại bất chi bất giác nghe lời của nàng. Nhìn cô bé này, không hiểu sao lại có loại cảm giác tín nhiệm. Phí Dương, vậy tôi đi trước, vô luận xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải ngàn lần vạn lần tỉnh táo nha." Hàn Thiên Vũ gật đầu, biết rồi. Sau khi Tư Dạ Hàn cùng Phí Dương đều rời đi, rốt cuộc cũng chỉ còn lại có mình Diệp Oản Oản và Hàn Thiên Vũ hai người. Diệp Oản Oản, đi thôi, tìm một chỗ nói chuyện." Diệp Oản Oản nói xong liền hướng về quán cà phê ở đối diện đi vào, Hàn Thiên Vũ theo bản năng đi theo diệp oản oản dẫn theo hàn thiên vũ tiến vào một căn phòng yên tĩnh ngồi đi diệp oản oản mở miệng ánh mắt của hàn thiên vũ đầy vẻ nghi ngờ không thôi rơi vào trên người của diệp oản oản nghe vậy bồn chồn ngồi ở phía đối diện của cô gái diệp oản oản cũng đồng thời ngồi xuống sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hàn thiên vũ mở miệng thiên vũ là tôi tôi là diệp bạch giờ phút này diệp oản oản dùng chính là thanh âm của nam nhân hàn thiên vũ mới vừa ngồi xuống nhất thời soạt một cái đứng lên sắc mặt đều thay đổi ngươi ngươi hắn lại có thể từ trong miệng của một cô gái nghe được giọng nói diệp bạch mặc dù chuyện này đối với diễn viên lồng tiếng hay là chuyên gia hiệu ứng âm thanh mà nói là một kỹ xảo rất đơn giản nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi bởi vì giọng nói và cách nói chuyện của cô gái này cực kỳ giống với diệp bạch việc đã đến nước này diệp oản oản cũng chỉ có thể nói thật Diệp Oản Oản khôi phục lại âm thanh của Diệp Bạch, một lần nữa mở miệng tôi là Diệp Bạch. chương 1016, làm sao chứng minh? Nghe được thanh âm quen thuộc một lần nữa từ trong miệng của cô gái kia truyền tới, đại não của Hàn Thiên Vũ nhất thời rơi vào trống rỗng. Cô, nói cái gì? Cô bé trước mặt, dùng thanh âm của Diệp Bạch, tự xưng. Nàng là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản nhéo nghi tâm một cái, lần này, nàng khôi phục giọng nữ của mình, mở miệng giải thích, thật xin lỗi, thiên vũ, trước đây vẫn giấu giếm với cậu thân phận thật của thôi, cùng với. Giới tính, tôi không phải là Diệp Bạch, cũng không phải là nam nhân, tôi là nữ nhân. Hàn Thiên Vũ nhìn chân chối cô bé đối diện, không biết qua bao lâu, mới rốt cuộc tìm lại được thanh âm của mình, vị tiểu thư này. Cô rốt cuộc là, đang nói gì? Diệp Oản Oản thần sắc nghiêm túc, tiếp tục mở miệng nói, tôi biết chuyện này rất khó tin, bất quá, đây là thật. Tư cửu không hề vượt quá giới hạn, không có hai chân đứng hai thuyền, người anh ấy thích, từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi. Tôi chính là Diệp Bạch, cô bé kia lần trước cậu thấy trong dạp chiếu phim, cũng là tôi, anh ấy lúc ấy hôn tôi, thật ra thì là vì muốn giúp tôi che giấu, sợ cậu thấy tôi sẽ nhận ra được. Cô, là Diệp Bạch, Hàn Thiên Vũ ôm lấy đầu, đã hoàn toàn hỗn loạn, không có khả năng. Chuyện này làm sao có thể? đột nhiên được thông báo là nữ hài tử xinh đẹp trước mắt này lại là hảo huynh đệ của hắn coi như là tư chất tâm lý có cường đại hơn đi nữa cũng không có khả năng có thể lập tức tiếp nhận diệp oản oản đối với điều này đương nhiên cũng vô cùng thông cảm hảo huynh đệ tốt nhất đột nhiên lại biến thành một cô gái là người bình thường ai cũng đều sẽ mộng bức diệp oản oản suy nghĩ một chút mới từ bên trong túi sách của mình lấy ra một tấm hình nàng đem tấm ảnh đẩy đến trước mặt hàn thiên vũ đây là ảnh có chữ ký của cậu buổi sáng tôi mới vừa giúp cậu chụp còn chưa kịp tặng cho bằng hữu của tôi đây là chữ ký cậu tự tay ký hẳn là cậu có thể nhận ra hàn thiên vũ nhận lấy tấm ảnh có ký tên đúng là tấm hình mà buổi sáng diệp bạch giúp hắn chụp không sai trừ cái đó ra cậu muốn tôi chứng minh tôi là diệp bạch như thế nào đều có thể diệp oản oản mở miệng đầu óc của hàn thiên vũ hỗn loạn tưng bừng không cách nào khôi phục lại năng lực suy nghĩ thông thường chứng minh nàng là diệp bạch một lát sau hàn thiên vũ rốt cuộc tỉnh táo lại nhìn về phía cô bé đối diện được vậy tôi hỏi cô mấy vấn đề diệp oản oản gật đầu có thể hàn thiên vũ cân nhắc lựa lời một chút ngay sau đó mở miệng lần đầu tiên thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt diệp bạch tự tiện xông vào buổi họp hội đồng quản trị của hoàn cầu giải trí lúc đó không có bất cứ người nào tin tưởng tôi tất cả cao tầng đều đã chuẩn bị buông bỏ tôi ngay vào lúc đó, cậu ấy xuất hiện. Khi đó, cậu ta đã hứa hẹn gì? Diệp Oản Oản thần sắc không thay đổi, tôi cam kết, trong vòng 7 ngày, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Trong nháy mắt khi lời này của cô gái phát ra, đáy mắt Hàn Thiên Vũ nhất thời toát lên một vẻ khiếp sợ. Thần sắc biến ảo nhiều lần, Hàn Thiên Vũ tiếp tục mở miệng, sau đó, buổi hội nghị kết thúc, ở dưới lầu của Hoàn Cầu giải trí, tôi nói với cậu vô luận mục đích của cậu là cái gì, tại sao lại phải giúp tôi? cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, khi đó cậu nói gì với tôi. Bản thân Hàn Thiên Vũ cũng không phát hiện ra, sưng hô của hắn đối với cô bé trước mặt này, đã từ cô biến thành cậu. Những chuyện này, Diệp Oản Oản đương nhiên vẫn còn nhớ đến, trả lời, tôi nói, không cần khách khí, bằng hữu của tôi là fan của cậu, rất thích cậu, tôi cũng thế. Ngày hôm đó, mỗi một chữ Diệp Bạch nói đến, Hàn Thiên Vũ đều vẫn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Mà những gì cô bé trước mặt này nói, cùng với những gì ngày đó Diệp Bạch nói, một chữ cũng không sai. chương 1017, chẳng qua là đổi một giới tính mà thôi. Cậu, cậu, nếu như nói khi đó tại trong phòng họp, có khả năng vẫn còn những người khác ngoài Diệp Bạch biết, nhưng một câu phía sau đó, chỉ có hắn và Diệp Bạch hai người biết được. Cho nên, cô bé trước mắt này, lại thật sự là... Hàn Thiên Vũ không khỏi bắt đầu nhớ lại đủ loại dữ kiện từ khi bắt đầu quen biết với Diệp Bạch tới nay. Tướng Mạo Diệp Bạch mặc dù nhìn có vẻ lúc nam lúc nữ, nhưng ngôn từ và hành động không hề có chút nữ tính nào, tuyệt đối sẽ không để cho người khác hoài nghi hắn là một nữ nhân. Ngược lại, có không ít cô nàng còn thích hắn. Có một lần Thiên Vũ thậm chí còn tình cờ nghe được cung húc nhắc đến việc thẩm mạn châu theo đuổi Diệp Bạch. Một người như vậy, tại sao có thể là nữ nhân? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng có chút dấu vết để lần theo ví dụ như thời điểm nàng và vị tư tiên sinh kia sống chung từ lần đầu tiên nhìn thấy vị tư tiên sinh kia hắn vì tuyên thệ chủ quyền mà hôn diệp bạch sau đó nhiều lần diệp bạch đều suýt chút nữa lộ ra sơ hở chẳng qua là lúc đó hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng diệp bạch là nữ nhân mà lại tin tưởng rằng diệp bạch là đồng tính bây giờ nghĩ lại dường như hết thảy đều có thể được giải thích nhưng vô luận như thế nào sự thật hảo huynh đệ lại là nữ nhân này, đối với hắn vẫn là đả kích quá lớn. Đối mặt với cô gái ăn mặc một thân lễ phục hoa lệ, tuyệt sắc mê người trước mặt mình, Hàn Thiên Vũ đột nhiên có chút luống cuống tay chân, cứ liên tục lắp bắp, cậu, cậu, nửa ngày cũng không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào. Diệp Oản Oản thấy vậy vội vàng Trần An nói, sao thế, buông lỏng một chút, tôi vẫn là tôi thôi, chẳng qua là đổi một giới tính mà thôi. Thật ra thì cũng không có gì. Hàn Thiên Vũ, cái này còn, không có gì. Hàn Thiên Vũ thật sự là có chút giở khóc giở cười, bất quá, phương thức nói chuyện quen thuộc của cô gái, cũng thực sự khiến cho hắn buông lỏng không ít. Cậu, tại sao phải dùng nam trang để ra mặt? Hàn Thiên Vũ hỏi. Diệp Oản Oản thở dài nói, hít, tôi gặp riêng cậu nói chuyện, cũng chính là vì muốn cho cậu một lời giải thích. Dù sao sống chung lâu như vậy rồi, coi như là bằng hiếu, nhưng tôi vẫn lừa gạt cậu, điểm này đúng là tôi không đúng hàn thiên vũ nghe vậy mở miệng nói thật ra thì cũng không có gì mỗi một người đều có cách sống của chính mình đừng nói tới cái gì mà lừa dối cậu là nam hay nữ đối với mối quan hệ giữa chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì diệp oản oản nghe được mà cảm động không thôi quả nhiên thiên vũ tiểu thiên sứ chính là thông tình đạt lý đây nếu đổi lại là cung húc nàng ba ngày ba đêm cũng đừng mong được yên tĩnh diệp oản oản tiếp tục mở miệng nói tóm lại Ban đầu tôi lựa chọn dùng nam trang, một phần là vì muốn hành sự thuận lợi. Cậu cũng biết, trong cái nghề này, nữ giới quá dễ dàng chịu thua thiệt, làm cái gì cũng không thuận lợi. Hàn Thiên Vũ hơi có chút thất thần, liếc nhìn dung mạo nữ tính của Diệp Oản Oản, đối với vấn đề này, hắn tỏ ra là đã hiểu rõ. Nữ giới quả thật là hành sự bất tiện, nhất là những cô gái xinh đẹp. Còn một nguyên nhân khác là, Diệp Oản Oản dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói: tôi cũng không dối gạt cậu, là bởi vì vị kia nhà tôi thích ăn dấm Tôi muốn làm nghề này, hắn khi đó căn bản là không đồng ý, tôi vắt hết óc mới nghĩ ra được chủ ý như vậy. Hàn Thiên Vũ, hắn cảm thấy có thể nghĩ ra loại chủ ý này, phương pháp tư duy thật sự là có chút đặc biệt. Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, hỏi công ty còn có những người khác biết cậu là con gái không? Diệp Oản Oản gật đầu, có, Felix biết. Felix, Hàn Thiên Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ là Lạc thần, dù sao người mà Diệp Bạch quen biết lâu nhất vẫn là Lạc thần, Felix vẫn là người sau đó nàng đào được từ quang diệu truyền thông. Diệp Oản Oản mở miệng nói, đúng vậy, bởi vì Felix là anh tôi, anh ruột của tôi. Chương 1018, không có bình tĩnh như vậy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy càng thêm kinh ngạc, Felix là anh ruột cậu, vậy cậu là Diệp Oản Oản lộ ra một nụ cười, lần nữa tôi tự giới thiệu mình một chút vậy, tôi họ Diệp, tên là Diệp Oản Oản, là em gái của Diệp Mộ Phàm. Hàn Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, bất quá, cái kết quả này cũng là hợp tình hợp lý. Khó trách nàng lại sẽ cùng Diệp Mộ Phàm mở công ty, không nghĩ tới nàng lại là Diệp Gia Thiên Kim. Tin đồn có liên quan đến vị tiểu thư Diệp Gia kia, trong giới cũng có nghe qua một chút. Đại khái đều nói là nàng hoang đường nghịch ngợm, không học vấn không nghề nghiệp thậm chí còn có người nói là dung mạo xấu vô cùng, nói vị hôn phu của nàng quả thực là không cách nào chịu được, mới giải trừ hôn ước với nàng. Bây giờ nhìn lại, tin đồn thật sự không thể tin. Diệp Oản Oản bưng ly nước chanh bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch, thở phào nhẹ nhõm, hi, cũng còn may hôm nay người gặp phải là cậu. Nếu là cung húc, tôi sợ là muốn mất luôn cái mạng già này rồi. Hàn Thiên Vũ nghe ra dường như trong lời nói của Diệp Oản Oản có hàm ý không khỏi hỏi dò, cung hút thì thế nào? Diệp oản oản nhíu mày, cậu không cảm thấy kỳ quái vì sao lúc tôi mới bắt đầu, lại dùng phương pháp gì để cho cung hút nghe lời sao? Hàn Thiên Vũ quả thật là vô cùng tò mò. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ sẽ hỏi thêm. Dĩ nhiên, những người trong nghề này tò mò vì chuyện này, cũng không chỉ có mỗi mình hắn. Khi đó cung hút vẫn là nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Bân, thậm chí còn được Chu Văn Bân giật dây thực hiện đủ loại chèn ép với lạc thần sau đó lại đột nhiên phản bội đến với Diệp Bạch bên này. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, có gì lạ đâu, thật ra thì mứt hoa nhỏ mà cung húc đang một mực tìm kiếm khắp nơi chính là. Hàn Thiên Vũ nhất thời phản ứng lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà mở miệng chẳng lẽ. Là cậu, Diệp Oản Oản buông tay, không sai, chính là tôi. Hàn Thiên Vũ, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Diệp Oản Oản nói, vô tình gặp được cung húc hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, sau đó tôi cũng không nghĩ tới cung húc sẽ tìm tôi khắp nơi. Chuyện được dịch tại TRUIENFULLVN -L -L cập nhật nhanh nhất. Khi đó, vừa vặn tôi đang cùng đấu với Chu Văn Bân. Hắn quang minh chính đại không chơi thắng tôi, liền lợi dụng cung húc chèn ép tôi, muốn cướp nhân vật của Lạc Thần. Đây là do Chu Văn Bân chơi xấu, cung húc tên kia lại ngang ngược không biết lý lẽ, ỷ thế hiếp người, Vậy cũng chớ trách tôi cũng dùng thủ đoạn không bình thường, đúng không? Cho nên tôi liền dứt khoát cầm hình của mình đi tìm Cung Húc, nói chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, sẽ nói cho cậu ấy biết tung tích của Mứt Hoa nhỏ. Chuyện này, Hàn Thiên Vũ nghe được mà dở khóc dở cười, hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng sự tình lại có thể sẽ là như vậy. Sau đó, cùng nhau làm việc chung, tôi phát hiện thật ra con người của Cung Húc cũng không tệ lắm, chính là vì không có ai dẫn dắt nên mới bị lệch hướng diệp oản oản mở miệng nói vậy cậu vẫn định một mực dùng nam trang hàn thiên vũ hỏi dùng nam trang cũng không có gì xấu ngược lại còn khá là tiện chẳng qua là cung húc và lạc thần bên kia dù sao mọi người đều quen lâu như vậy rồi một mực lừa gạt cũng không tốt lắm khi nào có cơ hội thích hợp tôi sẽ nói cho bọn họ biết bây giờ là thời kỳ mấu chốt không thể để cho bọn họ phân tâm còn phải chờ tâm trí của cung húc hơi hơi thành thục một chút để tránh bị bình giấm chua nhà nàng đem hắn dìm chết. Diệp Oản Oản nghĩ tới mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, thiên vũ, cũng còn may là cậu so với hai hài tử kia chứng chạc tỉnh táo hơn rất nhiều, cho nên ngày hôm nay tôi mới dám nói thẳng nói thật, nếu không tôi thật sự lo đến chết mất thôi. Hàn thiên vũ nghe vậy, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan cùng con ngươi sáng trói của nàng, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, thật ra thì tôi không có tỉnh táo như cậu tưởng tượng đâu. Diệp Oản Oản vội vàng chắp hai tay, "Xin lỗi, xin lỗi. Làm cho cậu bị sợ hãi." Chương 1019, bị phát hiện. "Xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Chính tôi hôm nay cũng bị hù chết." Vẻ mặt Diệp Oản Oản đầy đau khổ nói. Nàng thật sự lại không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ sẽ tức giận như vậy, trực tiếp tại trung tâm thương mại tranh cãi cùng với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản đang nói chuyện, bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại di động vang lên quả nhiên là tư giả hàn nhắn tới. Nhắc nhở nàng đã vượt quá thời gian được một phút rồi. Hàn thiên vũ thấy vậy, liếc nhìn lễ phục trên người Diệp Oản Oản, vội mở miệng nói, buổi tối hẳn là cậu còn có việc phải không? Cậu đi làm việc của cậu đi. Chuyện này, hôm nay đúng là có chuyện hơi gấp, ngày khác có thời gian rảnh rỗi lại tìm cậu trò chuyện. Diệp Oản Oản nói lời xin lỗi. Không có việc gì, đi thôi. Hàn thiên vũ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi tính tiền nhớ mang khẩu trang và kính dâm. Diệp Oản Oản nhắc nhở. Hàn Thiên Vũ, được rồi. Diệp Oản Oản, đúng rồi, Dương ca bên kia nếu như có hỏi tới, cậu có thể trực tiếp nói cho anh ấy biết. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, thuận miệng đáp một tiếng. Chấm chấm chấm. Quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn trẻ tuổi nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ chừng mấy lần. Đã xong rồi, hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến chơi diệp oản oản cùng hàn thiên vũ cũng không biết khi bọn họ mới vừa quay người lại rời đi cô nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn nọ lập tức lấy điện thoại di động ra len lén hướng về phía bóng lưng của bọn họ chụp một tấm tiểu cần sao cậu lại chụp người ta lúc này một nhân viên phục vụ nữ khác đi tới thấy vậy thuận miệng hỏi nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn kích động không thôi mở miệng a a a a a trời à cậu tuyệt đối sẽ không biết mình mới vừa nhìn thấy cái gì Thấy cái gì mà lại kích động như thế?" Nhân viên phục vụ tò mò hỏi. "Hàn Thiên Vũ, Hàn Thiên Vũ và bạn gái cùng ra ngoài đi shopping đó nha." Nhân viên Thu Ngân gọi là Tiểu Cần phấn khởi không dứt mà mở miệng nói. Nhân viên phục vụ biết Tiểu Cần là fan cuồng của Hàn Thiên Vũ, nghe vậy có chút buồn cười, "Hàn Thiên Vũ. Mình thấy là cậu muốn Hàn Thiên Vũ đến phát điên rồi phải không?" Nhìn thấy người đi đường liền nói người ta là Hàn Thiên Vũ. Mặc dù trung tâm thương mại của bọn họ có danh tiếng rất lớn, thường xuyên có minh tinh ra vào, nhưng cũng không thể tùy tiện cứ thấy người ta đeo kính dâm, khẩu trang, liền nói người ta là Hàn Thiên Vũ được nha. Tiểu Cần vội vã mở miệng nói, hi hi, hôm nay tin tức giải trí có chụp ảnh Hàn Thiên Vũ, nói anh ấy đang quay phim tại đế ảnh sao. Bên trong mấy bức ảnh anh ấy được chụp, chính là mặc bộ đồ này. Hơn nữa cậu chú ý chỗ ống quần và ống tay của trên bức ảnh này của mình đi, có thêu lông vũ nhỏ màu trắng cái áo khoác này là fan của anh ấy tặng cho anh ấy, mình sẽ không nhận lầm đâu. Sao học viện điện ảnh đế đô? Nói xong cũng đem hình ảnh trên mạng đưa cho nàng xem. Nữ phục vụ thấy Tiểu Cần nói vô cùng rõ ràng mạch lạc, lại thử so sánh hai tấm ảnh, nhất thời cũng kinh ngạc, thiệt hay giả vậy. Sẽ không thật sự là Hàn Thiên Vũ đấy chứ. Hàn Thiên Vũ từ lần trước khi bị bạn gái cũ đâm một dao sau lưng, nói anh ấy luyến đồng, dường như cũng không có tin đồn về phương diện tình cảm ngay cả xì căng đan cũng không có lấy một cái chẳng lẽ đây là có tình yêu mới rồi hả trời con bà nó cho mình dựa một chút tiểu cân mặt đầy vẻ tuyệt vọng không muốn đâu nếu thực sự là vậy như vậy tình địch cũng quá mức cường đại rồi mình đã nói với cậu cô bé mới vừa rồi kia thật là đẹp đáng tiếc mình không chụp được hình chính diện chỉ biết là rất lạ mặt hẳn không phải là người ở trong giới giải trí nhân viên phục vụ nữ thấy biểu tình của nàng ta đau buồn Vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi, có lẽ là nhận lầm đấy. Mình không có khả năng ngay chồng của mình cũng đều nhận sai có được hay không? Vân Vân, mình sẽ đem ảnh chụp gửi vào trong nhóm để những người khác cũng cùng xem. Tiểu Cần có tham gia một nhóm giao lưu của fan Hàn Thiên Vũ, vào lúc này đã vội vàng đem ảnh chụp được gửi vào trong nhóm, yêu cầu giám định rồi. Trong nhóm sau khi nghe được những gì Tiểu Cần kể, nhất thời cũng là tiếng kêu than vang khắp trời đất. Có một người còn lấy ảnh này đem up lên trên Weibo. Chương 1020, bị đại ma đầu gài hàng rồi. Thời khắc này Diệp Oản Oản và Hàn Thiên Vũ vẫn còn chưa biết hai người bọn họ bị fan chụp ảnh. Sau khi hai người tạm biệt, liền quay trở lại trong xe. Hàn Thiên Vũ mới vừa vào xe, phí Dương liền khẩn trương không dứt, liên tục truy vấn, "Thiên Vũ, cậu trở lại rồi. Các người trò chuyện cái gì? Cậu có việc gì không?" không sao chứ. Hàn Thiên Vũ trả lời đầy thờ ơ, không có việc gì. Hẳn cũng có thể tính là, không có sao chứ. Có thật không, vậy sao cậu lại có biểu tình này, dường như cũng không bình tĩnh chút nào. Phí Dương cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ nhìn Phí Dương một cái, vốn là muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Một phần là do vào lúc này tâm tình của hắn phức tạp, không có tâm trí nào để giải thích qua một lần cho Phí Dương. Mặt khác, vừa nghĩ tới hắn là người thứ nhất, cũng là người duy nhất biết được thân phận của Diệp Bạch, không hiểu sao cũng có chút cảm giác không muốn nói cho những người khác biết. À quên, đương nhiên là trừ Diệp Mộ Phàm là anh trai ruột nên không tính nha. Hàn Thiên Vũ hướng về phương hướng chiếc xe đối diện chở Diệp Oản Oản nhìn một cái, tôi không sao, đi thôi. Bên kia, Diệp Oản Oản cũng đã về tới trong xe. Hay rồi, về trễ 5 phút, vào lúc này nhiệt độ bên trong buồng xe cũng đã sắp đóng băng xuống còn âm 5 độ. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, hứa dịch nhất thời thở phào nhẹ nhóm, ho khan, Oản Oản tiểu thư, cô trở về tới rồi. Chúng ta có thể đi được chưa? Thời điểm vừa rồi khi sự tình phát sinh, hứa dịch mặc dù không hề ra mặt, nhưng một mực vẫn luôn ở phụ cận, theo dõi toàn bộ quá trình. Thật ra thì, hắn còn rất đồng tình với anh chàng Hàn Thiên Vũ đó. Phỏng chừng là bị giật mình không hề nhẹ nha vâng vâng có thể có thể đi thôi diệp oản oản mở miệng tư giả hàn hướng về cô gái bên cạnh mình nhìn một cái nói chuyện phiếm xong chưa xong rồi nói chuyện phiếm xong rồi tất cả đều đã giải thích rõ chắc chắn sẽ không có vấn đề diệp oản oản vội vàng mở miệng nói tư giả hàn nghe diệp oản oản bảo đảm chắc chắn sẽ không có vấn đề vẻ mặt hiển nhiên cũng không có mấy phần tin tưởng tư giả hàn thuận miệng hỏi trò chuyện cái gì diệp oản oản a à, làm sao anh không thể biết được nội dung sao hai con người tư giả hàn híp lại diệp oản oản nhất thời ho khan một tiếng khục khục ho khan làm sao có thể nội dung trò chuyện của nàng đều phi thường quang minh chính đại có được hay không để chứng minh sự trong sạch diệp oản oản vội vàng theo đúng sự thật mà kể lại chính là cùng hàn thiên vũ giải thích một chút về giới tính của em mà thôi hắn ngay từ đầu cũng không tin nha nên hỏi em vài câu hỏi, hỏi em về thời điểm lần đầu tiên gặp hắn, nói với hắn những thứ gì. Tư Giả Hàn nghiêng đầu sang, Phong Khinh Vân đạm mà mở miệng, ô. Nói cái gì? Ngày đó em đi vào anh cũng biết, khi đó Hoàn Cầu đang học, em nói trong vòng 7 ngày có thể trả lại cho hắn sự trong sạch các loại, sau đó cùng đám cao tầng của Hoàn Cầu thỏa thuận một phen. Sau đó em đi xuống lầu, hắn đuổi theo, hỏi em tại sao phải giúp hắn, em phải trả là bằng hữu của em là fan của hắn." rất thích hắn, em. Em cũng thế. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên cấm khẩu, phát hiện ra chỗ nào không đúng. Nghĩa nó. Câu nói kế tiếp nếu dám nói ra liền xong đời. Nàng lại có thể bất chi bất giác bị đại ma đầu gài hàng rồi. Vào giờ phút này, đôi mắt âm trầm như đêm đen của tư giả hàn vẫn còn đang nhìn nàng, lặng lặng chờ đợi nàng nói tiếp. Nhưng mà, nàng phải nói tiếp như thế nào đây chứ? tiếp sống vuốt lông của nàng, dường như đã gặp phải đại nguy cơ. Em, Diệp Oản Oản chật vật nuốt nước miếng, tiếp theo sau đó mở miệng, em vì công bình cùng chính nghĩa, trách nhiệm cùng đạo đức, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Tư giả hàn Audio điện tử võ tấn bền chương 1021, phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Diệp Oản Oản quả thật lần này là cử tử nhất sinh. Cũng may, chém gió tốt, chém gió như vậy mà cũng vượt qua được, bài kiểm tra, này, tư giả hàn cũng không tiếp tục truy cứu, mà lại phối hợp cùng nàng diễn xuất. Thật là quá nguy hiểm. Mặc dù tư giả hàn kém về IQ, nhưng là chỉ số IQ của người ta rất cao à nha. Không cẩn thận, suýt chút nữa bị gài hàng rồi. Diệp Oản Oản âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Khách sạn đàn duyệt, đế đô. Đàn Duyệt là một tòa khách sạn sang trọng 6 sao, phong cách Trung Hoa cổ điển, nằm ở trên một đại lộ ở phía đông đế đô, là nơi thường tổ chức các buổi tiệc lớn của danh môn quý tộc và các vị cao tầng ở đế đô. Vì muốn làm tiệc tẩy trần cho Mục Tùy Phong, tư gia coi như là chủ nhà, tổ chức một buổi yến hội tư nhân cỡ nhỏ. Tần Nhược Hy tối nay mặc một bộ đầm bản limit màu tím nhạt đầy duyên dáng, tóc búi cao sau ót, đoan trang mà yêu nhã, đang thành thạo hàn huyên cùng với các tân khách ở trong buổi yến hội. Phùng Thấm Du mặc một bộ váy lụa giả dạ hội ngắn vô cùng đáng yêu, đi tới, thân thiết kéo tay Tần Nhược Hy, Nhược Hy tỉ tỉ, tối nay tỉ thật là đẹp. Tần Nhược Hy cười khẽ, em không phải nói là hôm nay bận không tới sao. Phùng Thấm Du hừ một tiếng nói, vốn là không định đến, thật là phiền phải nhìn mặt con hồ ly tinh đó. Dựa vào cái gì mà bạn gái gia chủ không phải là tỷ, mà lại là con ả tiện nhân thân phận hèn mọn kia. Để cho loại nữ nhân này làm bạn gái gia chủ đi tiếp đãi mục tiên sinh, thật sự là quá thất lễ, cũng không biết sốt cuộc là gia chủ nghĩ như thế nào. Em đó. Được rồi, được rồi, em biết tỷ không quan tâm, là em nói bậy bạ rồi, nhưng quả thực là em không ưa được cái dáng vẻ kia của ả à ta mà. Cũng may nhiều khi tỷ tỷ tính khí tốt như vậy, nhẫn nhịn ả à ta đến bây giờ. Đang nói chuyện, trong phòng yến hội truyền tới một ít tiếng kinh hô, tư dạ hàn cùng Diệp Oản Oản đi vào. Thiếu nữ mặc một bộ tiểu lễ phục hoa lệ, nhưng bộ lễ phục hoa lệ này lại không hề lấn át chủ nhân của nó chút nào, mà lại hoàn toàn làm nền cho nàng. Trong nháy mắt khi thiếu nữ xuất hiện, liền phảng phất đoạt đi toàn bộ ánh sáng của các vì sao trên bầu trời đêm. Cho dù là nàng cùng Tư Giả Hàn đứng chung một chỗ, vẫn lung linh tỏa sáng. Diệp Oản Oản đêm nay kiều diễm động lòng người, lại như một con chim non nép vào người, đứng ở bên cạnh Tư Giả Hàn, một tấc cũng không rời, khỏi phải nói là nhu thuận nghe lời biết bao nhiêu bên trong phòng yến hội, vang lên một trận xì xào bàn tán. Trời à, gia chủ tối nay lại có thể dẫn theo bạn gái tham dự. Nhưng bạn gái cũng không phải tần tiểu thư, xí, xem ra vị diệp tiểu thư kia thực sự rất được sủng ái nha. Ngay cả những dịp như thế này, gia chủ cũng đều dẫn nàng theo. Bất quá cũng khó trách được, cái bộ dáng nũng nịu kia là nam nhân ai mà chịu nổi chứ. Tỏ vẻ liếu yếu đào tơ tần tiểu thư dù có làm bao nhiêu chuyện cũng không bằng cô ta. Có thể thấy, nam nhân vẫn là ưa thích nữ nhân nhu nhược một chút. Một lát sau, Mục Tùy Phong mới đến. Tư giả hàn nắm tay Diệp Oản Oản đi tới cửa nghinh đón, Mục Tiên Sinh. Mục Tùy Phong dáng vẻ khoảng chừng 40, 50 tuổi, người mặc đường trang, tướng mạo nho nhã hiền hòa, tư tổng xin lỗi, xin lỗi, tới trễ. Mục Tùy Phong nói xong, ánh mắt rơi vào cô bé bên cạnh tư giả hàn, Tư Tổng, vị này là Bạn gái của tôi, Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn giới thiệu Xin chào Mục Tiên Sinh, Diệp Oản Oản khéo léo đứng ở bên người Tư Giả Hàn, cùng Mục Tùy Phong lên tiếng chào hỏi Chào Diệp Tiểu Thư, hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc Mục Tùy Phong trêu đùa mở miệng nói, khó trách khi trước Tư Tổng ở nước em mơ, lại chạy trở về gấp như vậy Để cho ngài chê cười Ha ha các người tuổi trẻ, một ngày không gặp như là ba năm, có thể hiểu được. Trường 1022, đoạt nam nhân của cô. Thấy Diệp Oản Oản lấy thân phận của nữ chủ nhân đi theo bên cạnh tư dạ hàn, phùng thấm du tức bực rậm chân, nhược hy tỉ, cô nhìn dáng vẻ ngông cuồng của ả à ta kia. Mục tiên sinh cũng chỉ là nể mặt gia chủ mới khách khí với ả à ta mấy câu mà thôi, ả à nghĩ ả à là ai. Tần nhược hy nhìn thiếu nữ bên cạnh tư dạ hàn, là vị trí vốn nên thuộc về nàng, trong mắt ánh sáng nhạt khẽ động nhược hy lúc này sau lưng tần nhược hy truyền tới một giọng thiếu nữ tuyết trinh sao cô lại tới đây tần nhược hy nhìn người tới nhiệt tình mở miệng so với các khách nữ khác toàn bộ đều mặc váy dạ hội xa hoa tôn tuyết trinh lại mặc một bộ đồ luyện công màu đen sạch sẽ gọn gàng hoàn toàn khác biệt bất quá đối với chuyện này bên trong phòng yến hội lại không có ai nói gì tôn gia là võ học thế gia nổi danh hoa quốc hoa quốc rất chú trọng phát huy mạnh truyền thống võ học tôn gia từng lên TV không ít lần. Các vị ca ca của tôn tuyết trinh tất cả đều đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở trong quân đội, mà tôn tuyết trinh cũng là mày liếu, không nhường, mày dâu, thân thủ cực tốt, đi đến chỗ nào cũng đều mặc một thân quần áo luyện công. Tôn gia cùng tần gia là thế giao, khá là thân thiết, cho nên tần nhược hy và tôn tuyết trinh có quan hệ cũng rất tốt. Tôi mới vừa ở trên lầu ăn cơm, nhớ tới cô ở bên này, qua đây cùng cô chào hỏi. Tôn Tuyết Trinh nói xong, Hướng về thiếu nữ bên người tư giả hàn nhìn một cái, để tôi xem là nữ nhân lợi hại nào, dám đoạt nam nhân của cô, chính là nàng ta. Phùng thấm du nhìn thấy tôn tuyết trinh liền bắt đầu than phiền, tuyết trinh tỷ, chính là cái con hồ ly tinh đó. chỉ có mấy phần sắc đẹp, liền không biết xấu hổ câu dẫn gia chủ của chúng ta. Còn vọng tưởng trở thành đương thời chủ mẫu tư gia chúng ta. Để cho loại nữ nhân này làm bạn gái gia chủ đi tiếp đãi mục tiên sinh, thật là quá thất lễ cũng không biết gia chủ rốt cuộc có suy nghĩ như thế nào. Ánh mắt của tôn tuyết trinh dừng lại trên người nữ nhân bên cạnh tư giả hàn cách đó không xa quan sát mấy lần, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. A, à, trước khi tới tôi còn rất mong đợi nhìn một lần vị diệp tiểu thư này, muốn biết là thần thánh phương nào lại được cửu ca nhìn chúng. Kết quả, không nghĩ tới lại là như vậy. Loại thiên kim tiểu thư nuôi nhốt trong phòng này, bên ngoài nắm cái liền có một bó to, tôi thật sự là không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt có thể khiến cho cửu ca vì nàng ta mà từ chối thông ra cùng tần gia phùng thấm du hừ một tiếng nói dĩ nhiên là đặc biệt đặc biệt không biết xấu hổ đặc biệt đê tiện mà gia chủ như thế nào đi nữa cũng là một nam nhân làm sao chạy thoát khỏi bộ dáng kia của ả à ta chẳng qua là ủy khuất cho nhược hy tỷ tỷ lại phải bị loại bình hoa kia làm nhục tôn tuyết trinh cười nói a người đó vẫn không biết kiềm nén tức giận Người nhìn nhược hy tỷ tỷ của ngươi đâu có chút nào giống như để trong lòng. Loại nữ nhân kia, làm đồ chơi giải trí qua đường cũng đủ tư cách rồi. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cửu ca bây giờ còn đang cảm thấy mới lạ, tự nhiên sẽ coi nàng ta giống như bảo bối cưng chiều, chờ chơi chán rồi, còn ai sẽ nhớ nàng ta là ai. Phùng thấm du, tuyết trinh tỷ, cô nói rất có đạo lý. Phi, còn muốn làm nương thời chủ mẫu chúng ta, à ta xứng sao? Tốt rồi, đừng nói những thứ này, sự tình trước đây tôi nói với cô, không thành vấn đề gì chứ. Tần Nhược Hy mở miệng xác nhận cùng Tôn Tuyết Trinh. Tôn Tuyết Trinh mở miệng, yên tâm đi, không thành vấn đề, nếu bên này cô đã xác định, cha tôi lập tức có thể tổ chức một đại hội đấu võ ngay. Chính cha tôi cũng rất muốn kết giao với mục tiên sinh, nếu như có thể thành, còn phải cảm tạ cô. Tần Nhược Hy mở miệng nói, với tôi mà còn khách khí làm gì, chờ có tin tức, tôi sẽ sớm thông báo cho cô. Được, Tôi đây đi trước nha. Được rồi. Trường 1023, nghe nói qua. Chờ sau khi Tôn Tuyết Trinh đi xong, Tần Nhược Hy mới tới chào hỏi cùng Mục Tùy Phong, Mục Tiên Sinh. Tần Tiểu Thư, đã lâu không gặp, thời điểm Mục Tùy Phong nhìn thấy Tần Nhược Hy, thần thái rõ ràng thân thiết hơn không ít, chứ không khách sao như khi nói chuyện cùng với Diệp Oản Oản. Lần trước cha tôi tặng ngài có uống được không ạ? Nếu dùng tốt tôi sẽ cho người mang qua thêm cho ngài tần tiểu thư khách khí rồi, cứ lấy trà của cô Hoài thật là ngại quá. Chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi, mục tiên sinh lần này tới đây, đã chọn được địa điểm nào để thưởng ngoạn chưa? Tần Nhược Hy dò hỏi. Thần sắc mục tùy phong có chút mất hứng, mở miệng nói, không cần phiền, đáng tiếc tôi vẫn chưa có địa điểm nào để đi cả. Tần Nhược Hy nghe vậy, đề xuất, đại hội võ thuật toàn quốc vài hôm nữa sẽ được cử hành tại đế đô, không biết mục tiên sinh có hứng thú hay không? Mục Tùy Phong mặc dù là một thương nhân, nhưng không yêu đồ cổ, cũng không ưa thích thư họa, duy chỉ có võ học là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên để chiều lòng ông ta, Tần Nhược Hy đã sớm chuẩn bị xong một số địa điểm. Mục Tùy Phong thở dài nói, vốn là muốn đi xem, bất quá, chất lượng giải đấu những năm gần đây càng làm càng kém. Thay vì nói là thi đấu võ thuật, chẳng bằng nói là giải đấu biểu diễn thì hơn. Chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt một tí, cũng không có mấy hứng thú đi xem. Tần Nhược Hy suy nghĩ một chút, tỏ ra là đã hiểu, loại giao đấu ở cấp bậc đó, quả thật cũng không thể lọt nổi vào mắt mục tiên sinh ngài. Cũng còn may, nàng đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai. Vì vậy, Tần Nhược Hy tiếp tục mở miệng nói, nếu loại thi đấu biểu diễn này mục tiên sinh không có hứng thú, vậy còn đại hội đấu võ thì sao? Mục Tùy Phong nghe vậy truy hỏi, đại hội đấu võ. Vâng, mục tiên sinh, ngài biết tôn lạp trọng tiên sinh chứ? Tần Nhược Hy hỏi mục tùy phong lập tức nói trưởng môn đương nhiệm của võ học thế gia nổi danh hoa quốc tôn gia tôi dĩ nhiên là biết đến sao vậy cô biết à tần nhược hy nói tôn thúc thúc cùng nhà tôi là thế giao cho nên có quen biết là như vậy tôi trước đây có nghe nói tôn thúc thúc mới vừa mời từ nước ngoài về một vị cao thủ Muay thái tới làm khách trong nhà tôn thúc thúc có ý muốn tổ chức một đại hội đấu võ mời một vài cao thủ hoa quốc chúng ta cùng vị cao thủ Muay thái kiệt tiến hành giao lưu luận bàn một chút Mục Tùy Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động một cái, vị cao thủ môi Thái cô nói tới là Là vô địch MMA chuyên nghiệp Senny, Tần Nhược Hy trả lời. Nghe đến đó, ngay cả Diệp Oản Oản ở bên cạnh cũng đều hơi nhíu mày, cảm thấy khá hứng thú nhìn về phía Tần Nhược Hy. Lang Vương Senny, Diệp Oản Oản theo bản năng mở miệng hỏi. Tần Nhược Hy gật đầu nói, không sai, chính là ông ta, Diệp Tiểu Thư cũng đã nghe nói qua. Diệp Oản Oản, từng xem ông ta thi đấu, từ sau khi phát hiện mình có thiên phú ở phương diện võ học, Diệp Oản Oản cũng chú trọng học hỏi không ít kiến thức liên quan, bình thường cũng thường xuyên theo dõi một vài trận đấu. MMA, Mixed Martial Arts có nghĩa là võ thuật cận chiến tổng hợp, là một hình thức võ thuật cận chiến vô cùng phóng khoáng cởi mở. Trong giao đấu, tuyển thủ được cho phép sử dụng Taekwondo, Brazilian Jiu-Jitsu Sao, Muay Thái, Judo, Karate, Judo, Usu, Triệt quyền đạo, V, V, MMA đối xử bình đẳng đối với tất cả võ kỹ, người tập những môn võ khác nhau có thể theo một quy tắc chung mà tiến hành thi đấu. Sao nhu thuật Brazil, đơn giản mà nói chính là ở trong trận đấu, bất kể loại môn võ nào, bất kỳ thuật cận chiến nào cũng đều có thể sử dụng, chỉ cần có thể đánh bại đối phương. Mà ở trong những trận đấu loại này, Muay Thái và Brazilian Jiu-Jitsu cơ bản là có địa vị bá vương, thường hay giành được chiến thắng. Trong giới cận chiến cũng thường ca tụng thà gặp Diêm Vương, cũng không nguyện ý gặp phải Muôi Thái Quyền Vương. Seni là tuyển thủ Muôi Thái chứ danh thế giới, bởi vì tác phong dũng mãnh, đấu pháp linh hoạt, vì vậy thu được danh hiệu Lang Vương. Chương 1024, hăng hái đánh nhau như thế. Seni được giới võ thuật Hoa Quốc công nhận là có thực lực mạnh nhất về Muôi Thái, cũng là thần tượng của không ít người. Rất nhiều người Hoa một mực hy vọng ông ta có thể đến Hoa Quốc tham gia giao lưu đối kháng Trung Thái, tiến hành tỷ đấu cùng với võ thuật truyền thống của Hoa Quốc. seny đúng là tuyển thủ đại biểu đỉnh cấp của Muay Thái, mà Tôn Tiên Sinh cũng là võ học đại tông sư của Hoa Quốc. Tôi thực ra cũng vô cùng hy vọng có cơ hội được chiêm ngưỡng trận tỷ thí giữa võ thuật Trung Hoa và Muay Thái chuyên nghiệp đấy. Mục Tùy Phong mở miệng nói, thần sắc có vài phần kích động, hiển nhiên là đề xuất của Tần Nhược Hy khiến cho ông ta vô cùng mong đợi. Nghe được câu trả lời trong dự đoán, Tần Nhược Hy lộ ra vẻ hưng phấn đầy giả tạo, sau đó nhìn về phía tư giả hàn ôn nhu nói a cửu nếu mục tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú chỉ bằng tần gia chúng ta tôn gia còn có tư gia ba nhà từng người chọn lựa ra một vị đại biểu lại để đại biểu dẫn dắt năm người tinh anh tạo thành một đại hội võ thuật mục tùy phong lập tức vỗ tay nói cái chủ ý này không tệ nha thấy mục tùy phong cảm thấy rất là hứng thú để tỏ lòng hiếu khách tư giả hàn tất nhiên sẽ không cự tuyệt cũng được tôi sẽ phái người đi sắp xếp ánh mắt tần nhược hy đảo qua người diệp oản oản một cái sau đó mở miệng nói tần ra bên này tôi sẽ làm làm đại biểu tự mình lựa chọn 5 người tinh anh về phần tư gia bên này a cửu chỉ bằng hãy để diệp tiểu thư làm đại biểu đi nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn an phận ở bên tư gia hàn diệp oản oản đột nhiên bị chỉ đích danh nhíu mày theo bản năng tần nhược hy lại sẽ tốt bụng như vậy cho nàng cơ hội nổi tiếng khẳng định là không có đơn giản như vậy à nha chật chật đến lúc đó nhất định là sẽ có siêu cấp cao thủ tiếp đón mình. Thật sự là muốn đi chơi quá đi mà. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng trưng như bóng đèn, nhìn về phía tư dạ hàn, bắn thông điệp đầy khát khao cháy bỏng của nàng, để cho em đi. Để cho em đi, để cho em đi. Mục Tùy Phong nghe vậy hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc có chút kinh ngạc, ồ. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Thư cũng biết võ và giao thủ cận chiến sao? Chuyện này, thật sự là không nhìn ra nha tần nhược hy mỉm cười trả lời thân thủ của diệp tiểu thư rất tốt tôi đã tận mắt thấy qua rất nhiều hộ vệ lợi hại của tư gia đều bại ở trong tay của nàng ấy à ta dĩ nhiên là cố ý khi đem diệp oản oản thổi phồng lên nhiều như vậy cứ thế này coi như là nàng không muốn đi cũng phải đi rồi ha ha vậy thì tôi thật sự là mỏi mắt chờ mong nha mục tùy phong cười nói bất quá lời này hiển nhiên là không cách nào coi là thật chẳng qua chỉ là nói khách khí mà thôi a à cửu anh thấy thế nào tần nhược hy hỏi tựa hồ là sợ tư dạ hàn vì bảo vệ diệp oản oản nên sẽ không đồng ý tần nhược hy lại bổ sung thêm một câu đại biểu không cần ra sân đến lúc đó chỉ cần dẫn đội và chỉ đạo một chút là được rồi cho nên sẽ không có nguy hiểm gì a à cửu à anh có thể yên tâm tần nhược hy nói xong đáy mắt lóe lên một tia hàn băng bây giờ à ta nói như vậy nhưng chờ đến lúc đó kế hoạch đột một thay đổi, làm sao mà Oản Oản có thể trở tay cho kịp. Chỉ cần chuyện lần này thành công, ả à ta không chỉ có thể lấy lòng mục tiên sinh, còn bán cho tôn ra một cái ân huệ, quan trọng nhất là, có thể khiến cho Diệp Oản Oản trở thành trò cười cho thiên hạ, phá hủy được chút uy tín nàng vừa gây dựng được. Tần nhược khi cố kềm chế tâm tình, chờ đợi câu trả lời của Tư Dạ Hàn. Mà giờ khắc này, một nửa bên mặt của Tư Dạ Hàn đều đã sắp bị ánh mắt chờ mong của Diệp Oản Oản đốt thành cho rồi khóe miệng của tư giả hàn khẽ giãn ra, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý không dễ gì phát giác được, trong mắt hướng về phía thiếu nữ bên cạnh mình nhìn lại, em muốn đi không? Diệp Oản Oản đương nhiên là chỉ chờ mỗi câu nói này, vội vã gật đầu liên lịa như đánh trống, được à nha? Tư giả hàn, vừa nghe đến đánh nhau liền hăng hái như thế. Trường 1025, Bảo Mẫu Đại Bạch Ngay cả chính Diệp Oản Oản đều đã đồng ý, cuối cùng chuyện này đã được chốt lại như vậy. Diệp tiểu thư thân thủ giỏi như vậy, dù có ra sân cũng sẽ không thành vấn đề gì. Tần Nhược Hy mỉm cười đầy đoan trang yêu nhã, nếu mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vậy tôi sẽ lập tức đi liên lạc với tôn thúc thúc bên kia. Mục Tùy Phong, được, tôi đây chờ tin tức của Tần Tiểu Thư Cô. Sau khi yến hội kết thúc, trên chiếc ô tô sang trọng đang trên đường về nhà. Diệp Oản Oản sợ tư giả hàn lại đổi ý, thề son thề sắt bảo đảm, cục cương à, đại biểu chỉ phụ trách dẫn đội cùng chỉ đạo mà thôi, cũng không cần đánh nhau. Em chỉ đi xem một chút, nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của xã hội. Em thề, em hứa, em bảo đảm. Chỉ riêng lang vương và tôn gia cũng đã đủ khiến cho nàng cảm thấy hứng thú. Nghe nói vị vị tiểu thư tôn gia kia, tôn tuyết trinh thân thủ cũng phi thường lợi hại, cũng rất muốn gặp một lần. Tư giả hàn liếc thiếu nữ bên cạnh mình một cái, đoán bằng đầu gối cũng biết được những lời này của nàng là lời thề cá chê chui ống, hứa hôm trước hôm sau quên ngay. Thập nhất và phong huyền diệt bọn họ có nhiệm vụ, không ở trong nước, anh sẽ bảo hứa dịch giúp em chọn những người khác. Tư giả hàn mở miệng. Hứa dịch ở phía trước đang lái xe lập tức ứng tiếng nói, gần đây mới chiêu mộ một nhóm người, trình độ cũng đều không tệ lắm, ngày mai tôi sẽ lựa chọn vài người. Diệp oản oản, vậy thì làm phiền hứa quản gia rồi. Tư giả hàn không yên tâm hướng về phía thiếu nữ nhìn một cái, bất kể thắng bại, em đừng gây chuyện là được. Trận đấu võ này bất quá chỉ là để cho Diệp Oản Oản đi xem và chơi đùa một chút, đồng thời cũng là để thỏa mãn sở thích của mục tùy phong mà thôi. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, lầu bầu, biết rồi, biết rồi. A à cửu, em cảm thấy anh có hiểu lầm rất sâu với em nha. Như vậy cũng không tốt đâu, người ta rõ ràng là ngoan như vậy, hơn nữa em cũng rất sợ hãi đó nha, sẽ không làm loạn đâu thật đó tư dạ hàn hứa dịch không có ai hiểu lầm nàng cả có được hay không sợ hãi e rằng là nàng cũng chỉ sợ mỗi một người mà thôi hồng hoa tiểu lâu đường đường bảo bối mẹ đã về rồi diệp oản oản cởi giày cao gót xong liền đi thật nhanh về phía phòng khách vừa mới vào nhà liền thấy một thân hình khổng lồ lông xù nằm ở trên thảm trước ghế salon tiểu nãi hoa phấn điêu ngọc trác vùi ở trên người của đại bạch hổ, đang ngủ say xưa. Cái đuôi của đại bạch thỉnh thoảng vẫy với một cái, vỗ nhẹ thân thể của tiểu gia hỏa, tựa hồ là đang dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Thấy một màn như vậy, Diệp Oản Oản vội vàng hạ giọng, gión rén đi tới, đại bạch, cảm ơn ngươi đã giúp chiếu cố đường đường. Yêu ngươi nhất rồi. Đại bạch hổ nghe được tiếng bước chân, lười biếng đưa con ngươi lên nhìn, rất nhanh lại một lần nữa khép lại bên trong con mắt màu xanh lam nhà kia rõ ràng toát lên một tia khinh bỉ, tựa hồ đang nói, trốn đi chơi đến bây giờ mới trở về, để cho một con hổ như nó phải đi làm bảo mẫu. Đây là dạng chủ nhân gì? Tư Dạ hàn đi theo vào, nhìn thấy cậu bé nằm úp ngủ ngon lành ở trên người đại bạch hổ ở trước ghế salon, thần sắc bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Diệp oản oản cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt đường đường, ấm nhóc lên, hôn nhẹ trên đôi má bầu bính của cậu bé, cục cưng, chúng ta lên giường đi ngủ nha. Cậu bé lim dim mở mắt mơ màng, trong con người lấp lánh như giải ngân hà giường như phản chiếu gương mặt ôn nhu của Diệp Oản Oản. Mẹ, ừ, là mẹ trở về rồi, Diệp Oản Oản ôn nhu nói. Cậu bé mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Diệp Oản Oản, nói mớ trong vô thức, mẹ. Đẹp quá, Diệp Oản Oản nhất thời bị đốn tim, ôm ngực, gào. Làm sao bây giờ? con trai mẹ ngay cả nói mớ cũng đều đáng yêu như thế. Một bên, tư giả hàn. Con trai mẹ, thật là càng ngày càng thuận miệng mà. chương 1026, quả nhiên là không giống những người khác. Sáng dậy, trong rừng. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Oản Oản cũng giống như trước, theo thường lệ chạy bộ sáng sớm và luyện tập thể lực. Từ lúc tư giả hàn bắt đầu để cho nàng rèn luyện, mỗi ngày nàng đều sẽ bảo đảm việc luyện tập tối thiểu 2 tiếng mới ban đầu quả thật rất chật vật, sau đó lại thành thói quen. Ngày nào không vận động, ngược lại cơ thể lại cảm thấy không thoải mái. Sau thời gian dài, cảm giác đình trệ trong cơ thể do lâu ngày không hoạt động cũng được hóa giải không ít. Cách rừng cây nhỏ không xa, nhóm 5 người lính đánh thuê đang xì xào bàn tán. Hải địch mặt đầy tiếc nuối, hít, lâu như vậy rồi, chủ nhân mỗi ngày chỉ rèn luyện thể lực một cách cơ bản nhất, hoàn toàn chưa từng thấy luyện bất cứ chiêu thức nào, vốn còn muốn học trộm nữa cơ đấy đường bân mặt đầy vẻ sùng bái chủ nhân đúng là chủ nhân quả nhiên là không giống với những người khác kiều kiều hưng phấn mở miệng nói các ngươi nói xem trình độ vũ lực của chủ nhân rốt cuộc đạt đến mức nào tống cường sờ cầm một cái a à, cái này thực sự rất khó nói tóm lại khẳng định là rất lợi hại khương lão trầm ngâm mở miệng nói tình huống của chủ nhân rất kỳ quái nếu như là người thường xuyên luyện võ hành vi cử chỉ thực ra rất dễ có thể nhận ra điểm bất đồng, bởi vì một số thói quen không có cách nào thay đổi. Nhưng mà trên người chủ nhân lại hoàn toàn không có những thứ vết tích kia, thực sự rất giống với một người bình thường. Diệp Oản Oản chạy bộ xong, thấy năm người tất cả đều lấp ló ở cách đó không xa, hoài nghi mà nhìn sang, các người túm tụm ở đây làm gì vậy? Chủ nhân, năm người cùng vấn an nàng. Đầu bếp béo cười híp mắt, xoa xoa đôi bàn tay, chủ nhân. Thật ra thì, chúng tôi đang xem trộm. Trộm, Diệp Oản Oản nhíu mày. Gã béo tỏ vẻ lấy lòng, đúng vậy, Phó công của chủ nhân ngài khẳng định là rất lợi hại. Chúng tôi nếu có thể học được năm ba chiêu, khẳng định sẽ đạt được ích lợi không nhỏ. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời nghẹn ngào, không biết nên làm sao trả lời. Trước đây mặc dù nàng có thể dạy cho đám người thập nhất và phong huyền diệt, hoàn toàn chỉ là bởi vì nàng am hiểu hóa giải chiêu số của người khác, nhìn thấu được nhược điểm của đối phương mà chính nàng căn bản cũng không biết võ kỹ, chiêu số gì, cũng chưa từng học qua tuyệt học của võ thuật thế gia nào cả. Trước đây cha nàng đã từng mời huấn luyện viên dạy nàng U Su cùng Taekwondo. U Su là môn võ cận chiến phổ biến nhất tại Hoa Quốc, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt, mà Taekwondo lại càng khỏi cần phải nói, chủ yếu là để hù dọa những con gà con. Nhưng nếu nói về dùng để cận chiến, mặc dù đòn chân rất lợi hại, nhưng khi khoảng cách không đủ, Taekwondo không cách nào có thể phát huy tốt được mà hai môn võ này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng hắc quả phụ của nàng, vốn nên đầy thần bí mà sắc bén. Vậy phải làm sao bây giờ? Những môn khác nàng cũng không dành, mà chính nàng cũng không thể tự tạo ra một môn phái mới và tự chế ra những chiêu thức mới được. Con người Diệp Oản oản chuyển động, cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mở miệng nói, "Chiêu thức gì, võ kỹ gì, đều quá kém cỏi." phó học thượng thừa nhất vẫn là bỏ qua tư tưởng về môn phái và ràng buộc bản thân vào những võ kỹ cố định. dù sao trong thực chiến tình huống gì cũng có thể phát sinh cũng không phải là những chiêu thức máy móc có thể ứng phó được. trên thế giới này không có môn võ nào vô địch chỉ có người vô địch. lấy vô hình hóa hữu hình lấy vô chiêu hóa hữu chiêu lấy vô pháp hóa hữu pháp lấy vô hạn hóa hữu hạn đây chính là bí quyết phó công của tôi năm người tập trung tinh thần nghe được gật đầu liên tục Quả thực là nghe đến suýt xoa. Đa tạ chủ nhân dạy bảo. Chủ nhân ngài dạy bảo thật là quá hay. Nghe vua nói một buổi hơn đọc sách 10 năm nha. Không hổ là chủ nhân, đúng là châu bò. Thấy biểu cảm của năm người tất cả đều là thán phục, khóe miệng diệp oản oản khẽ trúng lại. Nàng phát hiện ra bản lĩnh nghị dân của mình quả thật là càng ngày càng lợi hại rồi. Chương 1027, bay càng cao càng tốt chém gió nhiều như vậy, thật ra có thể tóm tắt lại là, chiêu thức gì nàng cũng không luyện, chẳng qua chỉ là tự luyện vài ba thứ vớ vẩn, kết quả cũng có thể làm cho kẻ khác mơ mơ hồ hồ, còn nàng thì giả vờ như bức thành công. Nàng cũng không nhịn được tự ghé qua tiuyenfull.vn vote cho mình 10 sao rồi. Diệp oản oản ho nhẹ một tiếng, dừng cái đề tài này lại, khục khục, tốt rồi tốt rồi, nói nhiều đó thôi. Gáy vang như dế kêu một hồi, nàng cũng cảm thấy nên ngừng lại không tiếp tục khoác lác nữa khoảng thời gian này tôi đều sẽ tương đối bận rộn ngày mai cũng có chuyện không ở nhà chuyện trong nhà làm phiền các người cố gắng quan tâm và chăm sóc kỹ tiểu chủ nhân diệp oản oản dặn dò mặc dù tư giả hàn nói tư minh lễ đã chạy trốn ra nước ngoài hẳn là sẽ không tái xuất hiện nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn vâng năm người vừa nghe đến đây nhất thời ỉu xìu nhưng lại hoàn toàn không dám tố cáo chủ nhân bận rộn không có ở nhà đó chính là ác mộng của bọn họ sẽ bị đưa vào địa ngục để rèn luyện a à, đúng rồi xích đu của tôi làm xong chưa diệp oản oản hưng phấn hỏi hải địch khó xử gãi đầu một cái nói xong rồi vậy mau dẫn tôi đi xem diệp oản oản nhất thời thúc giục hải địch đành phải dẫn diệp oản oản tới chỗ sâu trong rừng cây chỉ thấy hai cây cao lớn rất đồ sộ ở giữa có một cái xích đu được làm rất bền chắc bất quá khác với xích đu bình thường, cái xích đu này vô cùng dài, nếu như đung đưa mà nói, hẳn là có thể bay đến giữa không trung đi. Hít, chủ nhân, cô nhất định phải, phải ngồi lên đồ chơi này sao? Khóe miệng hải địch co giật. Diệp oản oản kiểm tra một chút, đều đúng theo bản thiết kế nàng làm, phi thường bền chắc, có dây an toàn, băng ghế được làm bằng da mềm, trên sợi dây cũng được trang trí những đóa hoa, có thể thấy là được làm rất tỉ mỉ. Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, muốn chứ. Bay càng cao càng tốt, có điều cảm giác như thế này vẫn chưa đủ cao. Hai, thôi, cứ như vậy đi. Hải Địch, cậu trước tiên thử ngồi một chút. Hả? Tôi, Hải Địch hoảng sợ chỉ vào khuôn mặt của mình. Ha ha, một bên, Đường Bân phì cười, muốn thử xem kết cấu có bền chắc hay không, đương nhiên phải là cậu lên. Ai bảo cậu nặng nhất? Ha ha. Nhưng mà, tôi sợ đổ cao nha. Hải Địch đã càng thêm kinh hoàng rồi. Vì chủ nhân làm sao mà chỉ có chút khó khăn gian khổ này cũng không thể vượt qua chứ. Đường bân cùng Tống Cường liếc nhau một cái, sau đó liền hợp lực lại, đè hải địch đẩy lên xích đu. Béo à, đồng đội rất biết ơn cậu vì đã ôm quả lựu đạn này, cố lên. Một lát sau, trong rừng cây truyền đến âm thanh gào rú kinh hãi như quỷ khóc sói chu của hải địch. Diệp oản oản ngửa đầu nhìn lên, ừ, không tệ, rất bền chắc. Tôi đi gọi đường đường qua đây chơi đùa. Nhìn thấy gã béo bay lượn ở trên không trung, Diệp Oản Oản vui vẻ nhảy nhót rời đi. Nhóm năm người lính đánh thuê. Chủ nhân đúng là quá trâu bò, ngay cả làm một cái xích đu cũng không giống với người bình thường, có thể bay cao đến như vậy. Đường Đường, Đường Đường, con đang làm gì đấy? Diệp Oản Oản chạy vào trong nhà tìm người. "Mẹ, Đường Đường đang đọc sách." Cậu bé từ trên quyển sách ngẩng đầu lên nói. Diệp Oản Oản vội vàng đi tới kéo tay của tiểu gia hỏa, "Hi hi." Đừng xem sách nữa, sách có gì đáng xem đâu. Mau tới đây, mẹ dẫn con đi chơi. Nhưng mà, còn chưa xem xong, đường đường có chút trần chờ. Ba mẹ không phải là đều thích những đứa bé ngoan chăm chỉ đọc sách sao? Hắn phải ngoan đúng dịp, hiếu học một chút mới tốt. Không được, không cho xem nữa. Con đã xem nửa giờ rồi, trẻ con phải vui chơi giải trí, đọc sách làm gì chứ? Diệp Oản Oản trực tiếp nắm tay cậu bé đi về phía rừng cây. Cục Cưng, nhìn đây này, Diệp Oản Oản chỉ chỉ vào cái siêu cấp đại xích đu. "Mẹ, đây là cái gì?" Cậu bé đầy hoài nghi nghiêng đầu một chút hỏi. Chương 1028, chăm sóc đường đường chuyên nghiệp. Diệp Oản Oản vui vẻ nói, "Đây là xích đu, siêu cấp đại xích đu. Mau tới đây, mẹ con mình cùng thử một chút." Cậu bé nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc nhất thời phát sáng thêm vài phần, bị Diệp Oản Oản kéo lấy. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Diệp Oản Oản cột thật chặt dây an toàn, sau đó mới mở miệng nói với bọn hải địch ở bên cạnh, "Tốt rồi, tốt rồi, có thể đẩy rồi, đẩy cao hơn một chút nữa nha." Hải địch đang ở một bên, cùng Đường Bân và Tống Cường vội vã đáp rồi chạy tới. "Đường Bân, vâng, chủ nhân." "Tống Cường, được rồi chủ nhân." "Chủ nhân thực sự là là rất biết chơi." Diệp Oản Oản lại dặn dò với Kiều Kiều ở một bên, "Kiều Kiều Nhớ phải giúp tôi chụp hình nha. Được rồi chủ nhân, Kiều Kiều đã chuẩn bị xong, Kiều Kiều liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Khương Lão lại đang đợi ở một bên, tùy thời chuẩn bị, để tránh cho cậu bé sợ hãi, có thể kịp thời đi dừng lại xích đu. Hắn thực sự chưa từng thấy ai chăm sóc hài tử như vậy bao giờ. 3, 2, 1, lên. Đường Bân cùng Tống Cường hai người dùng sức đem xích đu kéo về phía sau, sau đó buông mạnh ra. Trên xích đu, hai mẹ con nhất thời bay bổng lên, cây cối, chim hót, hương hoa, tiếng gió thoảng bên tai đan xen nhau. A, 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 thật là vui vẻ, Đường Đường, con có sợ không? Cậu bé ôm lấy mẹ, dùng sức lắc đầu một cái, đôi mắt tròn mở thật to nhìn khu rừng. Khi bay lên đến mức cao nhất, thấy được hồ nước xanh xanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên hào quang xưa nay chưa từng có. Vậy có thích không? Thích. Ha <laughs> ha. <laughs> quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ biết ngay là con sẽ thích mà. Diệp Oản Oản đang cùng con trai chơi đùa, bên trong thư phòng, tư giả hàn đang xử lý tài liệu, nghe được tiếng reo hô ngoài cửa sổ của Diệp Oản Oản, hoài nghi đi tới mở cửa sổ ra. Sau đó liền thấy, một màn khiến cho hắn đen mặt. Diệp Oản Oản mang theo đường đường, ngồi ở trên một cái xích đu lớn, đung đưa tới lui giữa không trung. Tư giả hàn hóa đá tại chỗ mất mấy giây, mãi một lúc sau mới nhận thức được những gì mình vừa thấy. Vì vậy, mấy phút sau, Diệp Oản Oản cùng với con trai cùng nhau nghiêm chỉnh đứng ở trong phòng khách, ngây ra như đang ăn vụng bị bắt quả tang, không biết nói gì. Tư giả dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt đen như đáy nồi, nói đi. Diệp Oản Oản cúi thấp đầu, chụm hai đầu ngón trỏ vào nhau, nhỏ giọng thầm thì, a. À, trước đây ở trên tv em có thấy bên trong một số rừng rậm nhiệt đới có loại xích đu này có vẻ chơi rất vui nên em đoán đường đường nhất định sẽ thích nên dựa theo hình mẫu đó để thiết kế một cái riêng ở nhà em đã thử qua rất bền chắc ngay cả hải địch ngồi lên cũng không bị đứt hơn nữa còn có dây an toàn em cũng chỉ sợ là đường đường sẽ buồn chán mà thôi đường đường rất thích chơi đùa đấy tư giả hàn nhức đầu không thôi nhéo nghi tâm một cái sốt cuộc là đường đường muốn chơi hay là nàng muốn chơi đường đường con cũng rất thích có đúng hay không diệp oản oản liền vội vàng dụ dỗ con trai mở miệng đường đường bảo bối vô cùng phối hợp đỡ đạn giúp mẹ cha là đường đường thích chơi đùa diệp oản oản vội nói anh thấy chưa em có lửa gạt anh đâu tư giả dạ hàn nhìn bộ dáng thảm thảm thương thương của hai mẹ con quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải chuyện đó đừng đùa diệp oản oản nhất thời nghẹn ngào đau khổ lớn đường đường nhất thời nghẹn ngào đau khổ nhỏ ôi con tim giá băng lòng em và con đau tư giả hàn chờ anh mời chuyên gia chế tạo lại lần nữa để cho an toàn hai con tim giá băng chợt bùng cháy cười tươi như hoa gật đầu một cái đầy nhất trí diệp oản oản a à cửu em biết ngay là anh tốt nhất mà đường đường cảm ơn cha không hiểu vì sao mình lại thỏa hiệp lại còn trợ trụ vi ngược sao tư giả hàn Sao tiếp tay cho kẻ xấu làm việc ác. Chương 1029, cái này khác nào đi đánh cướp đâu chứ? Sau khi chơi xích đu xong, Diệp Oản Oản cũng không nhàn rỗi, dẫn theo Đường Đường cùng đại bạch lượn khắp núi đổi đi hái nấm, hái trái cây, móc trứng chim. Mãi đến khi trạng vạng tối mới trở về, hai mẹ con một lớn một nhỏ lấm lem đầy bùn đất cây cỏ. Diệp Oản Oản để cho Đường Đường đi tắm rửa thay quần áo sau đó cầm điện thoại di động chụp lại thành quả của ngày hôm nay đang chụp đầy cao hứng trên điện thoại di động thông báo một vài tin tức xuất hiện siêu cao thủ võ lâm phá tan các cửa ải của game show ninja warrior hoa quốc sao cái quỷ gì sao tên gốc cực nhanh tiến tới hoặc à, cao thủ võ lâm sẽ không phải là diệp oản oản mở ra nhìn một cái chỉ thấy trên những tin tức kia giật tít siêu nhân xuất hiện ninja warrior vượt ải thần tốc từ trên trời bỗng xuất hiện một người ngoài hành tinh, vừa xuất hiện đã phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay, không người nào có thể vượt qua. Phía dưới là vô số bình luận bùng nổ. Nghĩa nó, như nhân à, kỷ lục Ninja Warrior của nước Mỹ đến tận 11 phút lận đấy, đây còn là người sao? Ta phi, đây hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng, trực tiếp một đường chạy tới có được hay không? Đây hoàn toàn là nghiền ép nha, còn để cho người khác chơi thế nào nữa? người này ở thế giới khác thề luôn tôi hoài nghi đây là cựu bộ đội đặc trùng nếu không không có khả năng lại lợi hại đến như vậy lầu trên nói đùa à bộ đội đặc trùng là ai lại sẽ chạy đến tham gia mấy thử thách ngoài trời đơn giản này diệp oản oản xem đến sạm mặt lại nhiếp vô danh thằng này thật là đủ rồi cái này khác nào đi đánh cướp đâu chứ thật là đau lòng cho ban tổ chức chương trình mà lúc này Tiếng chuông cửa reo lên, Khương lão đi mở cửa. Một lát sau Khương lão đi tới hỏi, "Chủ nhân, ngài mua đồ điện?" "Hả, đồ điện gì? Đồ điện nào cơ? Tôi không có mua nha." Diệp Oản oản ngơ ngác. Khương lão tỏ vẻ nghi ngờ, "Hay là tư tiên sinh mua?" Bên ngoài có người đến giao tủ lạnh, tivi cùng máy điều hòa không khí qua. "À, hẳn là không phải là a à cửu mua đâu, không có lý nào anh ấy lại cần phải mua mấy thứ này cả." Diệp Oản Oản hoài nghi đi tới trước cửa, quả nhiên thấy nhân viên chuyển phát nhanh đang khệ nệ khiêng miếng đồ hàng gia dụng đứng ở trước cửa nhà. Những thứ này không phải là nhà tôi mua, cậu có phải là đã chuyển lầm địa chỉ rồi hay không? Diệp Oản Oản hỏi người nhân viên chuyển phát nhanh ở cửa. Nhân viên chuyển phát nhanh lấy tờ hóa đơn ra xem lại, không phải là ngài sao? Là một vị khách họ nhiếp chuyển tới. Họ nhiếp? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, sẽ không phải là nhiếp vô danh đấy chứ? Nhưng mà, cái tên này đưa những thứ này tới đây để làm gì? Đang còn hoài nghi, WeChat trên điện thoại di động vang lên. Nhiếp Đào Hố, muội muội, muội muội, tủ lạnh, tivi, máy điều hòa không khí đều đã nhận được chưa? Thật đúng là cái tên này. Diệp Oản Oản trả lời lại một câu. Diệp Hữu Danh, những thứ này là anh cho người đưa tới. Anh đưa như thứ này qua đây làm gì? Nhiếp Đào Hố, những thứ này đều là phần thưởng tôi thắng được ai cần đắc ý. Diệp Oản Oản nhìn thấy ai cần biểu thị sự đắc ý của nhiếp vô danh gửi tới, cũng không biết nói gì. Nàng nghĩ tới, phần thưởng của những game show này không chỉ có tiền mặt, còn rất nhiều loại vật phẩm khác do các nhà tài trợ trao tặng. Tiểu thư, vậy những thứ này, nhân viên chuyển phát nhanh hỏi. Ồ, những thứ này đúng là gửi đến cho tôi. Diệp Oản Oản nói xong, cầm lấy tờ vận đơn ký nhận, sau đó để cho đám người Khương Lão chuyển đồ vật đi vào diệp oản oản nhìn những thứ phần thưởng kia buồn cười lắc lắc đầu trả lời lại một câu diệp hữu danh cảm ơn ca nhiếp đào hố không cần khách khí không cần khách khí đều là người một nhà cả diệp oản oản bật cười cái tên này diễn cũng rất nhập vai nha diệp hữu danh hôm nay cuối tuần cùng đường đường đi chơi một ngày đường đường thật vui vẻ diệp oản oản gõ xong tin nhắn sau đó cực kỳ hào phóng đem tất cả ảnh chụp ngày hôm nay đều gửi sang Chương 1030, Tiểu Thiên sứ Đường Đường. Trừ ảnh chụp ra, còn có một đoạn clip nàng và Đường Đường cùng nhau chơi xích đu. Nhiếp Vô Danh quả thật là thụ sủng nhược kinh, không chỉ nhận được nhiều hình cùng một lúc như vậy, lại còn có cả video. Nhiếp Vô Danh vui vẻ đem đoạn clip diệp oản oản gửi tới sau cùng mở ra. Sau đó, liền thấy một cái đại xích đu được cột trên ngọn cây của hai đại thụ, vô cùng to dài. Trong video Diệp Oản Oản dẫn theo đường đường ngồi ở trên chiếc xích đu bá đạo đó, đưa tới đưa lui ở giữa không chung, không ngừng bay lượn. Diệp Hữu danh, đúng chứ, không có lừa gạt anh, anh xem tôi chăm đường đường thật tốt biết bao nhiêu. Nhiếp vô danh, nhiếp vô danh nuốt nước miếng, quả thật là không biết nên trả lời như thế nào. Trước đây có nghe nàng nhắc qua, bạn trai nàng đã trở về, hơn nữa còn thuận lợi đóng vai, cha ruột, nữa cơ. Với tính tình của tư dạ hàn, Thấy nàng chơi đùa thành như vậy, lại không hề quản hay sao?" Nhiếp Đào Hố ta nói, "Nam nhân của cô cũng không thèm quản cô sao?" Diệp Hữu Danh, anh ấy đương nhiên là quản nha. Anh nói xích đu của tôi không ổn, sẽ giúp tôi tìm người làm một cái tốt hơn đấy." Nhiếp Đào Hố coi như hắn cái gì cũng không hỏi đi. Nhiếp Vô Danh lại mở ra những tấm ảnh khác, trong hình chính là một nhà ba người, còn có một con đại bạch hổ đi khắp núi rừng hái nấm, leo cây hái quả dại xuống sông bắt cá tiểu ma đầu nhà hắn bị mắc bệnh sạch sẽ lại sắn tay áo cùng ống quần hào hứng theo ở phía sau lấm lem một thân toàn cỏ và đất tay nhỏ đều chơi đến đen thui đen thui còn có con đại bạch hổ trước đây từng thấy lại đeo hai cái gùi trên lưng bên trong chứa đầy nấm quả dại thậm chí còn có một con chim rừng bộ lông đầy màu sắc sặc sỡ bên trong mỗi một tấm hình đường đường đều đang cười mới chỉ để bên cạnh diệp oản oản có mấy ngày mà thôi nhiếp vô danh quả thật là đang hoài nghi có phải là đã bị đánh cháo thành một đứa nhỏ khác rồi không đây mà là tiểu ma đầu nhà hắn sao đây quả thật là đột biến gen tại sao lại từ tiểu ma đầu biến thành tiểu thiên sứ rồi vậy diệp oản oản suy nghĩ một chút lại nhắn một tin sang diệp hữu danh lại nói tôi rất hiếu kỳ đường đường bình thường ở nhà làm những thứ gì nhóc cũng không có tuổi thơ sao tôi thấy có rất nhiều điều hay mà cậu nhóc không biết trước đây dẫn nó đi công viên nó ngay cả kẹo bông cũng không nhận ra nhiếp vô danh nhìn thấy diệp oàn oản gửi tới tin nhắn lên án vội vã trả lời nhiếp đào hố chuyện này tôi phải giải thích một chút cũng không phải là chúng tôi ngược đãi đường đường mà là tính cách của nó chính là như vậy không thích ăn hay chơi những thứ đồ dành cho trẻ con diệp oàn oản nhìn thấy tin nhắn nhiếp vô danh gửi tới bỗng cạn lời hay là gặp phải đường đường giả rồi đường đường rõ ràng là đều rất yêu thích nha thích hay là do cậu nhóc biết mình khác với những đứa trẻ khác chính là không có cha mẹ hơn nữa còn cảm thấy là do lỗi của chính mình cho nên ba mẹ mới không cần nhóc sở dĩ cậu nhóc dùng vẻ ngoài băng lãnh ương ngạch đóng gói lại chính bản thân mình chẳng qua chỉ là bởi vì không có cảm giác an toàn mà thôi khoảng thời gian này cùng đường đường sống chung diệp oản oản liền phát hiện thật ra thì đường đường thật sự rất thiếu thốn cảm giác an toàn rất sợ hãi một lần nữa bị vứt bỏ. Hy vọng nhiếp vô danh đáng tin một chút, mau sớm tìm được cha mẹ ruột của nhóc một chút. Nhiếp đào hố, đúng rồi, tôi đi gửi hình qua cho mẹ tôi xem một chút đây. Mẹ tôi một ngày 24 giờ đều đang thúc giục tôi gửi ảnh sang. Giá trị duy nhất của đứa con trai này trong mắt mẹ, chính là một cái máy gửi ảnh đường đường. Thấy nhiếp vô danh nhắn tới tin nhắn đầy chua sót này, khóe miệng Diệp oản oản hơi hơi co quắp lại một cái. Diệp Hữu Danh, được rồi, được rồi, sau này tôi sẽ tận lực gửi hình sinh hoạt hàng ngày của đường đường cho anh, nha. Cậu nhóc còn nhỏ như vậy lại đi theo một người xa lạ, không yên tâm cũng là điều khó tránh khỏi. Nhiếp đào hố, Hữu Danh muội muội, thật sự rất cảm tạ cô, tôi coi như là đi lượm ve chai kiếm tiền, cũng phải gom đủ để gửi lì xì cho cô. Diệp Oản Oản, thôi, vẫn là miễn đi. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1031, chị dâu phẩm vị thật tuyệt. Bờ bên kia đại dương. Bên trong một ngôi nhà cổ kính, một vị phu nhân đoan trang điển nhã ngồi ở trên ghế mây trong vườn, nhìn từng tấm từng tấm ảnh trên điện thoại di động, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Tiểu tử thúi lại gửi ảnh tới. Nam nhân chậm rãi đi tới. Ừm, phu nhân gật đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng, chúng ta coi như là có thương đường đường hơn nữa, cũng không thay thế được có cha mẹ. Anh xem đường đường cười vui vẻ bao nhiêu tiểu hài tử nên là cái bộ dáng này mới đúng nam nhân thở dài đường đường vui vẻ làm sao em lại là bộ dáng này phu nhân nói trong con người thoáng qua vẻ bi thương nếu như cô bé kia thật sự là con gái của chúng ta thì tốt biết bao nhiêu nam nhân ôm thê tử một cái âm thanh ấm áp trấn an đừng quá lo lắng không phải nói là đã có tin tức hay sao nhất định sẽ tìm được thôi chỉ mong lần này thật sự có thể tìm ra được hồng hoa tiểu lâu, bên trong phòng ngủ. Trong tay tư dạ hàn cầm một bộ đồ ngủ hình bò sữa hoạt hình, áo liền quần vô cùng đáng yêu, trên mặt giống như đang gặp phải vấn đề thiên nan địa giải, vô cùng khó khăn. Trên giường, đường đường mặc đồ lót ngồi ở chỗ đó, ngữ khí đầy nghiêm túc mở miệng đề nghị, con cho là, vẫn nên để cho mẹ tới giúp con mặc thì tốt hơn. Tư giả hàn liếc tiểu nãi hoa trên giường một cái, thử một lần nữa. Cậu nhóc rõ ràng không mấy tình nguyện, thử lại bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi. Tư giả hàn nhìn tròng chọc bộ quần áo ngủ thiếu nhi trong tay rất lâu, cuối cùng chụp cho nó một tấm ảnh, sau đó gửi vào trong nhóm. Lần trước hắn rời khỏi nhóm, Lâm Khuyết lại một lần nữa ép hắn trở lại. Tư giả hàn, làm sao mặc? Lâm Khuyết cơ hồ là lập tức, đã xem, ngay, cũng không biết có phải là do hắn cuốn chứng cả ngày lẫn đêm hay không, mà lúc nào cũng lướt điện thoại di động. Lâm Khuyết, cửu ca, nhóm này của chúng ta, ý nghĩa đối với anh mà nói, chỉ là một nơi để phục vụ gia đình thôi sao? Lâm Khuyết bi thương nhắn lại một câu như vậy, sau đó gõ chữ qua. Lâm Khuyết, cửu ca, ảnh anh chụp qua là loại đồ chơi gì thế? Đây là quần áo sao? Kiểu mẫu cũng quá kỳ lạ rồi. Ai mua vậy? Tư giả hàn, oản oản. Lâm Khuyết, y phục này thật quá đáng yêu. Chị dâu phẩm vị thật tuyệt. Lâm Khuyết phi thường thức thời, lập tức thay đổi thái độ. Lâm Khuyết, lại nói cửu ca, tôi cùng tạ chiết chi đều là cậu độc thân, làm sao biết cách mặc quần áo trẻ con cơ chứ? Để tôi giúp anh hỏi thăm bằng hữu của tôi có ai biết hay không nhé? Tạ chiết chi, bên cạnh cậu có bằng hữu không phải là cậu độc thân sao? Làm sao tôi lại không biết nhỉ? Tạ chiết chi đột nhiên nhắn đến. Lâm khuyết, đệt, nói cứ như cậu không phải là cậu độc thân đấy. Tư giả hàn nhìn thấy đoạn đối thoại trong nhóm của mình, phát hiện là mình đã hỏi lộn chỗ rồi. Cục cưng, Tắm sạch chưa? Lúc này, nơi cửa truyền tới âm thanh của Diệp Oản Oản. "Mẹ, nghe được tiếng của Diệp Oản Oản, cậu bé lập tức lộ ra biểu cảm vui vẻ." "Hả? Sao vậy?" Diệp Oản Oản vừa tiến đến liền thấy Tư Giả Hàn vẫn đang cầm đề án nghiên cứu khoa học nan giải trên tay. "Cha không biết mặc đồ cho con." Đường Đường mở miệng. "À, Diệp Oản Oản khẽ lau mồ hôi. Đúng là quên mất chuyện này. Để mẹ làm cho." diệp oản oản đang muốn cầm lấy bộ đồ tư giả hàn lại không hề động đậy em dạy anh hắn làm sao lại có thể để cho lão bà của mình mặc quần áo cho nam nhân khác diệp oản oản không nghĩ tới tư giả hàn thích đường đường như vậy còn muốn kiên trì tự mặc quần áo cho con đương nhiên vô cùng cao hứng lập tức nói được 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 em dạy cho anh trước tiên anh đem bộ đồ lộn ngược lại mở dây kéo ra sau đó trước tiên xỏ chân vào sau đó sẽ xỏ tay vào Tư giả hàn dựa theo hướng dẫn của Diệp Oản Oản, bắt đầu mặc quần áo cho đường đường. Cậu nhóc phối hợp giang tay nhỏ ra, chẳng qua là ánh mắt cũng rất là ai hoán. chương 1032, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh đã tới lúc đại hội võ thuật được tổ chức. Diệp Oản Oản hào hứng dậy thật sớm, thay một bộ đồ luyện công màu trắng. Đang trên đường đến dự nghi thức ký hợp đồng ở một nơi nào đó, tư giả hàn không yên tâm lại gọi điện thoại qua, nhớ lời anh dặn không? Diệp Oản Oản liên tục bảo đảm, nhớ rồi nhớ rồi, không nên gây chuyện chứ gì. Anh yên tâm đi làm việc của anh đi, mục tiên sinh bên này giao cho em là được rồi, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thật vất vả mới làm cho tư giả hàn yên tâm lại, lại dặn dò nhóm Khương Lão trông nom tốt việc trong nhà, giờ phút này hứa dịch đã dẫn theo người chờ ở ngoài cửa. Oản Oản tiểu thư, đây là năm người hộ vệ mới tới, thân thủ cũng không tệ, đã được huấn luyện về lễ nghi thương vụ đầy đủ. Hứa Dịch giới thiệu cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đảo mắt qua năm người một cái, hơi gật đầu, được rồi. Hứa Dịch nói xong lại giới thiệu với năm người kia, Diệp Tiểu Thư là đại biểu và dẫn đội của các ngươi, đến lúc đó các ngươi hết thảy đều nghe theo sự an bài và chỉ huy của nàng. Năm người nghe vậy theo bản năng liếc nhìn nhau một cái, chân mày đều nhíu lại, thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới dẫn đội của bọn họ lại có thể sẽ là một nữ hài tử xinh đẹp. Nhưng năm người cũng không dám chất vấn lời hứa dịch nói, có bất mãn cũng đành đặt ở trong lòng, Đồng Thanh trả lời, "Vâng." "Tham kiến Diệp tiểu thư." "Diệp oản oản, ừ, không thành vấn đề vậy thì mau xuất phát đi." Cùng lúc đó, tại luyện võ trường của Tôn gia. Sân đấu của đại hội võ thuật đã chuẩn bị xong, lôi đài có hình bát giác, có lưới bao quanh, dưới đài là một hàng chỗ ngồi. Tần Nhược Hy đã mang theo 5 người được tuyển chọn kỹ càng trong gia tộc chạy tới. Nhược Hy, cô đã đến rồi. Tôn Tuyết Trinh lập tức nghênh đón chào hỏi. Tôn Lạp Trọng nhìn thấy Tần Nhược Hy, thái độ đối với nàng cũng rất là khách khí. Nhược Hy, lần này đa tạ cô đã làm trung gian giới thiệu rồi. Tần Nhược Hy nghe vậy hờ hững mở miệng, Tôn Thúc Thúc ngài quá khách khí rồi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôn Lạp Trọng cười nói, một cái nhấc tay này của cô cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôn Tuyết Trinh thân thiết kéo Tần Nhược Hy đến chỗ ngồi, ngồi xuống, Mục Tiên Sinh bình thường nếu muốn nói chuyện với ông ta vài câu cũng đã rất không dễ dàng. Nếu không phải là có cô hỗ trợ, chúng tôi sao có thể mời ông ta ghé đây? Tôn Tuyết Trinh nói xong hướng về phía năm người Tần Nhược Hy dẫn tới nhìn một cái, Nhược Hy cô quả nhiên là có thể diện, người tới đều là cao thủ à nha. Nghe nói Tần Thúc Thúc chiêu mộ rất nhiều người tài giỏi, đã sớm nghe danh. Tần Nhược Hy khiêm tốn cười nói, sao có thể so được với tôn thúc thúc tôn thúc thúc lại chính là võ học đại tông sư của hoa quốc chúng ta truyền nhân duy nhất của tâm ý quyền ngay cả khách quý như lang vương seni cũng đều có thể mời tới đúng rồi seni tiên sinh đâu rồi cũng sắp đến tôn tuyết trinh đang nói một người đầu chọc vóc dáng cao lớn da thịt đen thui hướng về phía lôi đài đi tới chính là lang vương seni năm năm trước seni đánh bại abel đoạt được đai vô địch wbc Trở thành quyền vương hạng nặng trẻ tuổi nhất trong lịch sử kickboxing, sau đó ông ta lại giành được nhiều giải vô địch ở các hạng mục khác, trở thành tuyển thủ hạng nhất được WBC, WBA cùng IBF, ba đại tổ chức lớn nhất thế giới công nhận. Năm ngoái lại còn đánh bại tuyển thủ Brazilian Jiu-Jitsu, thành công đoạt được đai vô địch MMA một lần nữa. Đại hội võ thuật lần này, Senny đương nhiên không có khả năng lại đi so tài với những tuyển thủ được các gia tộc chọn ra, mà lại đi xem thi đấu với tư cách khách mời. Người hắn để ở trong mắt tại đại hội võ thuật ngày hôm nay, chỉ có mỗi mình tôn lạp trọng mà thôi. Xin chào, seny tiên sinh, tôi họ Tần, ngưỡng mộ đại danh đã, thật cao hứng có thể gặp được ngài. Tần nhược khi thấy ông ta tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. Seni chẳng qua chỉ ôn hòa thuận miệng chào lại một tiếng. Cao thủ như vậy, thái độ lãnh đạm là chuyện đương nhiên. Tần Nhược Hy cũng không thèm để ý chút nào. Seni tiên sinh, mời tới bên này. Lúc này, Tôn Lạc Trọng đi tới, dẫn Seni đến vị trí ghế khán giả hàng đầu. Ở bên cạnh, Tôn Tuyết Trinh hướng về sân so tài đảo mắt nhìn một vòng, theo miệng hỏi, nhược hy, người của tư ra đâu? Sao lại còn chưa tới? chương 1033, cùng nhau mất thể diện. Chắc cũng sắp đến rồi, Tần Nhược Hy mở miệng nói. Tôn Tuyết Trinh hai tay ôm ngực, lẩm bẩm nói, không biết đại biểu lần này tư gia phái ra là ai nhỉ? tổ tiên tần gia các ngươi là khai quốc công thần, tôn gia chúng ta là võ học thế gia, mà tư gia lại chuyên về buôn bán. Đương nhiên đối với chuyện này sẽ không coi trọng như hai nhà chúng ta, hộ vệ trong tộc đều mời người bên ngoài, e rằng sẽ không dễ dàng tìm ra đại biểu thích hợp. Tần Nhược Hy nghe vậy ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, A Cửu hẳn là sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tôn Tuyết Trinh gật đầu nói, nếu là người cửu ra tự mình chọn lựa, dĩ nhiên là đáng để mong chờ. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa, một nhóm sáu người đang tiến về phía lôi đài. Trên người năm người phía sau mang theo tộc huy tư ra, mà dẫn đầu năm người này lại là một cô gái thân hình nhỏ yếu. Tôn Tuyết Trinh nhìn thấy người tới, nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt có chút không được tốt lắm, đây không phải là nữ nhân họ Diệp lúc trước sao? Làm sao lại là nàng ta? Lúc này Diệp oản oản đi đến trước mặt Tôn Tuyết Trinh, mở miệng tự giới thiệu mình, Tôn Tiểu Thư, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi họ Diệp, là đại biểu của tư gia tại đại hội võ thuật lần này. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tôn Tuyết Trinh trong nháy mắt hoàn toàn trở nên âm trầm, cô nói cái gì? Đại biểu đại hội võ thuật của tư gia lại là cô. Diệp oản oản mặt không đổi sắc, không sai. Đây quả thực quá hoang đường, Tôn Tuyết Trinh nhất thời giận dữ, mặt đầy vẻ bị làm nhục. Trinh Trinh, có chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh bên này, Tôn Lạp Trọng đi tới hỏi. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt tràn đầy vẻ tức giận, cha, tư gia khinh người quá đáng. Chúng ta thành tâm thành ý tổ chức đại hội võ thuật lần này, mời bọn họ tới tham gia, bọn họ lại phái thứ người như vậy tới để làm nhục chúng ta. Ánh mắt của Tôn Lạp Trọng như lưỡi dao sắc bén quét qua người của Diệp Oản Oản, vị này là. Tôn Tuyết Trinh khẽ xì một tiếng mở miệng nói, chính là người trước đây con đã nói với cha, tình nhân của tư giả Hàn. Tôn Lạp Trọng vừa nghe nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, vị tiểu thư này, vô luận cô là làm sao được thông qua, thật xin lỗi, nơi này không phải là địa phương để cô tùy tiện chơi đùa. Nghe được những câu đầy nghiêm khắc này của Tôn Lạp Trọng, đối mặt với ánh mắt cười nhạo khinh bị của những tinh anh khác của hai nhà kia, những tinh anh tư gia vô danh đi theo Diệp Oản Oản tới, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Trước đây ở trước mặt hứa quản gia tôi đã muốn nói rồi, tại sao cửu gia lại muốn cho nữ nhân này làm dẫn đội của chúng ta cơ chứ? đúng vậy hại cho chúng ta toàn bộ đều cùng nhau mất thể diện theo thời điểm bầu không khí căng thẳng như vậy tần nhược hy vội vàng đứng ra đúng lúc mở miệng giải vây nói tôn thúc thúc tuyết trinh các người đừng nóng giận a à, cửa tuyệt đối không có loại ý tứ này vị diệp tiểu thư này quả thật là có lý giải độc đáo đối với phương diện võ thuật hơn nữa thân thủ bất phàm tư gia tuyệt đối không hề có ý tứ xem thường đại hội võ thuật lần này tôn tuyết trinh bày ra biểu tình hận rèn sắt không thành thép Nhược khi, tư giả hàn đối xử với cô như vậy, cô còn giúp hắn giảng hòa. Trước đây tư gia bên kia có lời đồn đãi hắn bị nữ nhân làm điên đảo thần hồn tôi còn chưa tin, không nghĩ tới lại là sự thật. Tôn Tuyết Trinh đang định tiếp tục nói, lúc này, môn đồ đã dẫn Mục Tùy Phong đến rồi. Sư phụ, Mục Tiên Sinh đến rồi. Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn Lạp Trọng thấy vậy, không rảnh lại tiếp tục quản diệp oản oản, sự chú ý nhất thời toàn bộ đều chuyển sang Mục Tùy Phong, vội vàng tiến lên nghênh đón. Tôn Lạp Trọng, Mục Tiên Sinh, không tiếp đón từ xa, nhanh xin mời ngồi. Mục Tùy Phong chắp tay, Tôn Tiên Sinh khách khí rồi, nghe danh tiếng tốt Tôn Tiên Sinh đã lâu, hôm nay được gặp mặt, là vinh hạnh của Mục Mỗ. Mục Tùy Phong đối với những người trong giới võ thuật đều luôn rất khách khí. Tôn Lạp Trọng nhất thời cảm thấy mở mày mở mặt, mà năm tên tinh anh của Tôn ra bên kia cũng là mặt đầy kiêu ngạo. Trường 1034 có thêm kiến thức. Tôn Tuyết Trinh tránh mục tùy phong, đi tới bên cạnh Tần Nhược Hy, hạ thấp giọng mở miệng, "Nhược Hy, cô chỉ nhìn như vậy, cái gì cũng không quản sao?" Chân mày Tần Nhược Hy hơi nhíu lên, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, "Chuyện riêng của A Cửu, chúng tôi cũng không tiện hỏi tới, mà đại hội võ thuật lần này là ba nhà chúng ta liên thủ tổ chức, A Cửu đã sai Diệp Tiểu Thư tới, đương nhiên cũng có ý của chính mình." "Huống chi, Diệp Tiểu Thư về thực lực võ đạo quả thật cũng không hề tầm thường." Nghe lời này của Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, vị Diệp tiểu thư này thực lực võ đạo không tầm thường. A, à, vậy tốt nhất là nên như vậy. Đối với Diệp Oản Oản, Tôn Tuyết Trinh vô cùng chán ghét. Sự tình tư ra, nàng không xen vào, cũng không có chút quan hệ nào cùng nàng. Chỉ bất quá, đại hội võ thuật lần này, Tôn gia lại là chủ nhà, mà tư gia là một trong ba vị đại biểu, đến lúc đó đều cần ra sân, dùng võ luận bàn, nhưng nếu như nữ nhân này sau khi ra sân lại quấy rối, bày trò cười cho thiên hạ, tư gia mất thể diện vốn cũng không quan trọng, nhưng lại sẽ làm liên lụy tôn ra bọn họ. Dù sao, lần này trừ lang vương sen ra, còn có mục tiên sinh, hai vị đều là khách quý của tôn gia. Giờ phút này, năm tên hộ vệ mới đi theo Diệp Oản Oản, dối rít lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng, giờ phút này đã hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nếu có thể cho bọn họ thêm một cơ hội nữa để chọn lựa, năm người vô luận như thế nào cũng sẽ không theo nữ nhân này đi đến một chỗ như thế này. Chính nàng mất thể diện cũng được, nhưng năm người bọn họ căn bản cũng không ngóc đầu lên được. Mà đối với thái độ của tôn gia, Diệp Oản Oản lại cũng không biểu hiện ra tâm tình bất mãn gì, vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, có thể nói là tính tâm như Phật vậy. Tham gia đại hội võ thuật lần này, tư giả hàn đã dặn dò không cần quan tâm thắng bại, mà nàng nguyên bản cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là tới xem một chút, có thêm kiến thức, chỉ như vậy mà thôi. Diệp tiểu thư, xin mời. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, rất là không kiên nhẫn nói. Tôn Lạp Trọng đang lạnh lùng lườm Diệp Oản Oản, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói gì thêm được. Bất kể là như thế nào, nữ nhân này là do gia chủ tư gia phái tới, mặt mũi của tư giả hàn, dù gì cũng phải cho mấy phần, nên cũng không thể nói quá mức khó nghe. Lúc này, Tôn Tuyết Trinh dẫn theo Diệp Oản Oản cùng Tần Nhược Hy đi tới khu vực dự thi. Phía trên khu vực dự thi, chính là hai vị khách quý, Lang Vương Senni và Mục Tiên Sinh. Hai người đối với đại hội võ thuật lần này, dường như cũng biểu hiện ra sự hứng thú vô cùng. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố quy tắc của đại hội võ thuật lần này. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh đảo mắt nhìn toàn trường một lần. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía không còn âm thanh nữa, hoàn toàn an tĩnh tư gia, tần gia, còn có tôn gia chúng ta, sẽ phái ra 5 vị cao thủ ra tỉ thí, mà tôi và tần nhược hy tiểu thư, còn có diệp tiểu thư cuối cùng sẽ làm đại biểu dự thi. Lần tỉ thí này, sẽ dùng phương pháp rút thăm để quyết định, vô luận thắng hay bại, đều có cơ hội được lang vương sen ni tiên sinh cùng mục tiên sinh tự mình hướng dẫn. Nghe tôn tuyết trinh nói như vậy, thần sắc cao thủ ba nhà khác hơi có chút kích động. Thắng hay không không thành vấn đề, chủ yếu là sẽ nhận được sự hướng dẫn của lang vương seny cùng mục tiên sinh. Đương nhiên, nói như vậy, nếu có thể giành được thắng lợi tại Đại hội Võ thuật do Liên minh ba nhà tổ chức, ngày sau, bọn họ ở trong từng thế gia của mình, nhất định sẽ được quan tâm, trọng dụng. Tần tiểu thư, không thành vấn đề đi. Sau khi tuyên bố xong quy tắc, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy. Ừ, đã hiểu quy tắc, không thành vấn đề. Tần Nhược Hy vuốt cằm nói. Dứt lời, Tôn Tuyết Trinh liếc Diệp Oản Oản một cái, cũng không thèm để ý tới. Dường như cùng loại nghiệp dư như Diệp Oản Oản nói chuyện với nhau thêm nửa câu, đối với nàng mà nói, cũng đã giống như là sỉ nhục lòng tự trọng của nàng vậy. Diệp Oản Oản đối với lời nói của Tôn Tuyết Trinh lại hơi nhướng chân mày lên, bởi vì Tần Nhược Hy trước đây nói là đại biểu không cần ra sân, nhưng bây giờ nhìn lại, lại không phải là như thế. Bất quá, điều này ngược lại cũng không thành vấn đề chương 1035, tùy tiện lên đi. Tần Nhược Hy nhìn về phía Diệp Oản Oản, giải thích, nguyên bản đã định là đại biểu không cần ra sân, nhưng sau đó tạm thời quy tắc được thay đổi. Bất quá, chẳng qua chỉ là luận bàn mà thôi, đều sẽ đến điểm là dừng. Hơn nữa với thực lực của Diệp Tiểu Thư, hẳn cũng không có chút khó khăn nào, Diệp Tiểu Thư có thể yên tâm. Diệp Oản Oản nghe vậy ngoác ngoác khóe môi, nàng coi như là đã nhìn ra rồi nha. Ngay từ buổi yến tiệc, Tần nhược khi vờ như đang giúp nàng nói chuyện, thực ra là đều luôn muốn chơi khăm nàng. Tần nhược khi đây là, chuẩn bị thổi phồng nàng lên, để treo càng cao té càng đau. Đầu tiên là ở trước mặt mọi người đem nàng nâng lên cao, sau đó hả hê nhìn nàng không xuống đài được. Ngược lại là rất cao minh à nha, người ta thực sự rất sợ à nha. Rất nhanh, phía dưới lôi đài đã dọn dẹp xong. Lôi đài là loại lôi đài trong thi đấu chuyên nghiệp, lại thêm đội ngũ trọng tài quốc tế, để đảm bảo tính công bằng của đại hội võ thuật lần này. Đối với tính công bằng của trận đấu này, mọi người cũng để ở trong mắt, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Ban tổ chức đều là những nhân viên chuyên nghiệp hàng đầu do tôn gia chọn ra, có thể thấy tôn gia coi trọng đại hội võ thuật lần này như thế nào. Rất nhanh, một vị trọng tài trung niên, trong tay cầm ống tre, đi đến chính giữa sân đấu. Vì bảo đảm tính công bằng, phòng ngừa bất kỳ khả năng gian lận nào, đại hội võ thuật áp dụng hình thức rút thăm mỗi một trận đấu tên của thế gia đều được bỏ vào trong ống tre tần tiểu thư trước hết xin mời cô tôn tuyết trinh nhìn về phía tần nhược hy nghe tiếng tần nhược hy ngược lại cũng không khách khí cổ tay xoay chuyển đưa ngón tay vào ống tre rút ra một tấm thẻ tre tần nhược hy nhìn về phía thẻ tre trận thứ hai tần ra đấu với tôn gia chờ sau khi tần nhược hy rút thăm xong Tôn Tuyết Trinh từ trong ống tre lấy ra một tấm thăm tre. Trận đầu, Tôn gia đối với Tư gia. Lần đại hội võ thuật này tổng cộng chỉ có ba nhà, cho nên cô cũng không cần rút. Sau khi đưa thẻ tre đưa cho trọng tài xong, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại không hề phản bác gì. Đúng như Tôn Tuyết Trinh nói, đại hội võ thuật này tổng cộng chỉ có ba nhà, Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh đã rút xong thẻ tre, nàng lại rút ra thêm một lần, cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này, chỗ ngồi của khách quý, Tôn Lạp Trọng đang phụng bồi mục đại sư cùng lang Vương Senni nói chuyện với nhau. Chỉ nghe chống đồng gõ, đại hội võ thuật do ba đại thế gia liên hiệp tổ chức cũng đã bắt đầu. Trận đầu, tư gia đối mặt Tôn gia. Năm người tư gia hơi có chút khẩn trương, Tôn gia chính là võ đạo thế gia, không phải là người tầm thường có thể so sánh được, trong nhà cao thủ nhiều như mây. Lần đại hội võ thuật này, cao thủ tôn gia phái gia tất nhiên là nhóm người đứng hàng đầu tôn gia phái gia chính là năm người huynh đệ dựa theo thực lực võ đạo để xếp hạng tôn lão đại tới tôn lão ngũ lão ngũ thực lực yếu nhất lão đại thực lực mạnh nhất bình tín ngươi lên trước tôn tuyết trinh nhìn về phía tôn lão ngũ mở miệng nói nghe tiếng nam tử trẻ tuổi hướng về tôn tuyết trinh khẽ vuốt cằm nhanh chân hướng về lôi đài đi tới mấy hơi thở sau tôn gia lão ngũ đã đứng ở trên lôi đài. Các ngươi, giờ phút này, Diệp Oản Oản hướng về năm người tư gia quan sát. Thấy vậy, năm người tư gia dối rít lắc đầu, nữ nhân này biết cái gì, chẳng lẽ còn muốn ra lệnh cho bọn họ ai lên trước, ai lên sau hay sao? Mặc dù hứa quản gia đã nói rồi, để cho năm người bọn họ nghe Diệp Oản Oản chỉ huy, nhưng nữ nhân kia căn bản đối với võ đạo một chữ cũng không biết. Chỉ huy lung tung, chỉ có thể khiến tiết tấu của bọn họ bị đứt gãy. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm năm người, trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, tùy tiện lên đi. Đối với năm tên hộ vệ mới này của tư gia, Diệp Oản Oản không quen, càng không biết thực lực của bọn họ như thế nào, chẳng bằng cứ để cho bọn họ tự do phát huy. Nhưng mà, những lời này của Diệp Oản Oản, đối với người bên cạnh mà nói, lại là có chút buồn cười. Thân là đại biểu một nhà, lại không có tính quyết định nào, cứ để cho năm người tùy ý phát huy, quả thật là buồn cười đến cực hạn. chương 1036 là tôi đắc tội rồi mới đúng. Nhược Hy, tư gia chẳng lẽ đối với tôn gia chúng ta có ý kiến gì sao? Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía tần Nhược Hy, ngữ khí bất thiện mở miệng. Nghe xong, tần Nhược Hy nói cũng không có gì, Tuyết Trinh, sao cô lại nói như vậy chứ? Không, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, nếu không có ý kiến gì, tại sao phải để thứ người như vậy tới bêu xấu và làm nhục tôn gia chúng ta? tư gia rõ ràng biết được tầm quan trọng của đại hội võ thuật lần này tôn gia, huống chi vẫn là do tôn gia làm chủ nữ nhân này đối với võ học căn bản một chữ cũng không biết, thậm chí ngay cả một chút khả năng lãnh đội cũng không có. đây không phải là làm nhục tôn gia chúng ta hay sao? lại là có ý gì? tôn tuyết trinh vốn định nhịn nhưng cuối cùng vẫn là nuốt không trôi cục tức này. thật ra thì quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, hay là có địa vị như thế nào tại Tư Gia, đối với Tôn Gia mà nói, không có chút mảy may quan hệ nào. Tôn Gia từ trước đến giờ chỉ kính trọng cường giả, nếu như quả thật Diệp Oản Oản có chút thành tựu hoặc nghiên cứu về võ học, đương nhiên Tôn Gia cũng sẽ không nói nhiều, tự nhiên sẽ lấy lễ đãi khách. Chỉ bất quá, theo Tôn Gia, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là dựa vào nhan sắc. Nằm ngửa đổi lấy sự sủng hạnh của nam nhân, đối với võ học, làm sao có thể hiểu được chút gì. Cứ như vậy, xuất hiện tại đại hội do Tôn gia làm chủ, đối với Tôn gia, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quả thực chính là một loại vũ nhục. Đối với thái độ của Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn gia, Diệp Oản Oản cũng không cấp cho bất kỳ phản hồi nào. Nàng đã đáp ứng Tư giả Hàn, không gây rắc rối, huống chi, lần này tới đây, nàng chẳng qua chỉ là muốn gặp gỡ một fan, chỉ như vậy mà thôi. Nàng cũng chưa từng dự định sẽ tự mình ra sân tham gia tỉ thí luận bàn gì cả. Nhưng mà Diệp Oản Oản để cho nhóm 5 người tư gia tự do phát huy, đối với 5 vị hộ vệ mới của tư gia mà nói, lại chính là thiên đại hảo sự. Mấy người thương nghị một phen, quyết định để cho một vị nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi đi thử trước một chút xem nước tôn ra sâu bao nhiêu. Thực lực của nam tử do tôn gia phái ra, bên trong 5 người, nói một cách tương đối, là một người yếu nhất, vậy bọn họ cũng phái ra trước một người yếu nhất lên ứng đối. Rất nhanh, hộ vệ trẻ tuổi tư gia đi lên lôi đài, nhìn về nam tử phía tôn gia mở miệng nói tư gia hộ vệ lưu sầm bình tín tôn gia nam tử lãnh đạm thờ ơ mở miệng dường như hoàn toàn không đem hộ vệ tư gia để ở trong mắt ha ha thật là cao giá tư gia hộ vệ cười lạnh một tiếng chợt ôm quyền đắc tội rồi nói xong hộ vệ trẻ tuổi tư gia bước lên một bước cả người đã tới trước người bình tín quyền pháp thông thạo trong nháy mắt được thi triển ra nhưng nam tử tôn gia bình tín lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích dường như không có chút ý tứ tránh né nào người nhà họ tôn yếu như vậy sao hộ vệ trẻ tuổi tư gia đấm ra một quyền thấy bình tín cũng chưa hề nhúc nhích trong lòng không khỏi có chút hồ nghi nhưng mà một quyền hộ vệ trẻ tuổi tư gia tung ra khi khoảng cách đến người của tôn gia chưa tới ba tấc một tiếng xé gió vang lên hộ vệ tư gia còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra Bụng đã bị Bình Tín đá cho một đòn, đạp hậu, lập tức phun máu. Lúc này, hộ vệ Tư gia kêu thảm một tiếng, cả người thật giống như một con diều giấy đứt dây, văng ra khỏi lôi đài, nặng nề ngã vào trong đám người. Là tôi đắc tội rồi mới đúng. Bình Tín lãnh đạm liếc mắt nhìn hộ vệ Tư gia trẻ tuổi bị mình đánh văng khỏi lôi đài, lạnh lùng lên tiếng. "Tôn gia, Bình Tín thắng, sau 20 phút, bên thắng có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của phe thất bại." Lúc này, người trọng tài trung niên tuyên bố. Mạnh như vậy, bốn người hộ vệ tư ra còn lại đỡ lấy người trẻ tuổi kia, không khỏi chố mắt nhìn nhau, một đòn đánh kia, lực đạo và tốc độ gần như hoàn mỹ, nhất là thời cơ cũng vừa đúng. Tôn gia bình tín kia, là một vị cao thủ am hiểu cước pháp. Thậm chí, hộ vệ trẻ tuổi tư gia vẫn chưa kịp thấy rõ bình tín ra chân như thế nào, chính mình cũng đã trúng chiêu, bị đánh bay khỏi lôi đài, đã mất đi tư cách tranh tài. Trọng tài, không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền có thể tiếp tục. Tôn Gia Bình Tín nhìn về phía đoàn trọng tài, lạnh nhạt nói. Nghe lời nói này, đoàn trọng tài tiến hành thương nghị nhanh, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Tôn Gia Bình Tín. Tuyển thủ dự thi đấu qua một trận, nghỉ ngơi là quyền lợi của bọn họ, nếu không cần nghỉ ngơi, ai cũng không can thiệp được. Chương 1037, thân thủ quá kém. Trọng tài tôn trọng quyết định của tuyển thủ Tôn Gia nếu bình tín không cần nghỉ ngơi, tỉ thí sẽ được tiếp tục. Cẩn thận một chút, tên tôn gia bình tín đó, thật sự rất mạnh. Hộ vệ trẻ tuổi tư gia cao mày mở miệng. Thực lực của hắn, đã coi như là không tệ, nhưng so với bình tín, lại tranh lệch quá nhiều. Thậm chí, tên hộ vệ trẻ tuổi tư gia kia, mới vừa lên trên lôi đài, căn bản không thấy được tôn gia bình tín ra tay như thế nào, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, đã bị đánh văng khỏi lôi đài, thua cuộc đang ngồi quan chiến, thân sắc Diệp oản oản khó tránh khỏi có chút thất vọng, thân thủ vừa rồi của hộ vệ Tư gia cũng có phần hơi quá kém đi. Tên tôn gia bình tín đó, dưới cái nhìn của nàng cũng là không đáng nhắc tới, cái đại hội võ thuật này, tựa hồ có hơi buồn chán à nha. Giờ phút này, mấy người Tư gia sau khi trải qua thương lượng, cuối cùng cho người có thực lực xếp thứ hai Lý Duyệt ra sân. Tư gia hộ vệ Lý Duyệt, xin mời. Lý Duyệt đi lên lôi đài nhìn về phía tôn gia bình tín, ôm quyền nói. Đi xuống đi, tôn gia bình tín lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời này, Lý Duyệt nhất thời xứng sờ, sau khi phục hồi lại tinh thần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tên tôn gia bình tín này thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng có phần quá mức cuồng vọng rồi đấy. Nhưng còn không đợi Lý Duyệt mở miệng, trước mắt tàn ảnh đã lóe lên, chợt nơi bụng hắn đã truyền đến một trận đau đớn lan khắp toàn thân. Chợt, giống như hộ vệ trẻ tuổi tư gia trước đây thân thể lý duyệt cũng lại văng lên không trung bị một cước đá ra khỏi lôi đài tôn gia bình tín thắng lúc này đoàn trọng tài lập tức tuyên bố kết quả trận đấu sau khi rơi xuống đất lý duyệt mặt đầy vẻ hoảng sợ tốc độ của tên tôn gia bình tín kia thật sự là quá nhanh rồi khiến cho hắn căn bản là không có cách nào kịp phản ứng lại không nên lãng phí thời gian tiếp tục Tôn gia bình tín nhìn chằm chằm hộ vệ tư gia, lạnh giọng mở miệng nói. Trận tỷ thí giữa tôn gia và tư gia, chỉ cần thắng 3 phần 5 trận là được. Nếu tôn gia lại thắng một trận, vậy tư gia sẽ được tính là thua chung cuộc. Thật con mẹ nó cuồng vọng, Lý Duyệt hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía một tên hộ vệ tư gia trong đám, lão đại, anh lên đi, bất quá, phải muôn vàn cẩn thận, thực lực của hắn đích xác rất mạnh mẽ. Tiếng nói rơi xuống, một vị nam tử hơn 30 tuổi, sải bước đi lên lôi đài. Đi xuống, còn không đợi nam tử mở miệng, tôn gia bình tín lại quát lạnh một tiếng. Chợt, mọi người tại đây chỉ thấy, người mạnh nhất trong năm người tư gia, mới vừa lên đài, sau tiếng quát lạnh của bình tín, lại bước theo vết xe đổ của hai người trước, trong nháy mắt lại bị ăn một đòn đạp hậu văng ra khỏi lôi đài. Tư gia ba thua, tôn gia toàn thắng. Lúc này tổ trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu của tôn gia và tư gia. Giờ phút này, mọi người tại đây không khỏi thổn thức một trận. Tư gia dù sao cũng là lấy buôn bán làm chủ, không giống Tôn gia, võ đạo thế gia. Hai nhà đánh một trận, cơ hồ không có bất kỳ nghi ngờ gì, Tôn gia lấy thực lực mang tính áp đảo giành chiến thắng. Xem cuộc chiến trên, thần sắc Diệp oản oản, ngược lại lại không có gì thay đổi, cái kết quả này cũng ở trong dự liệu của nàng. Dù sao, Tôn gia là võ đạo thế gia, đối với đại hội võ thuật lần này lại vô cùng coi trọng chọn lựa trong gia tộc của mình, nhất định đều là hảo thủ nhất đẳng. Tuy năm người tư gia kia, nói một cách tương đối, thực lực cũng không tính là quá kém, nhưng đụng phải Tôn gia, lại căn bản không đáng nhắc tới. Giờ phút này, mấy người tư gia, quả thật là đã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vốn là thi đấu võ 5 trận lấy 3 trận thắng quyết định, kết quả, còn chưa đợi được tới trận thứ 5, toàn bộ phe bọn họ đã đại bại. Càng khiến người ta khó tin hơn là bình tín ở trong mấy người tôn gia, thực lực có thể là người kém nhất. chương 1038, sẽ không thủ hạ lưu tình. Võ đạo thế gia cùng kinh thương thế gia, nguyên bản chính là hai loại khái niệm khác nhau, tôn gia cho tới nay đều là võ đạo truyền thừa, bầu không khí võ học vô cùng nồng đậm, cao thủ trong gia tộc cũng là vô số. Xem trận chiến này xong, đối với việc tôn gia giành thắng lợi, tôn tuyết trinh lại lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, có thể để cho Diệp Oản Oản làm dẫn đội hộ vệ tư gia, thực lực võ đạo, lẽ đương nhiên, cũng không thể cao được bao nhiêu. Bọn chúng làm sao mà đánh đồng được với tôn gia cơ chứ? Trận kế tiếp, tôn gia đấu với tần gia. Một trong những vị trọng tài mở miệng tuyên bố, tư gia đã bị loại, còn lại hai nhà, chính là nhóm 5 người do tần nhược hy lãnh đạo và nhóm 5 người do tôn tuyết trinh lãnh đạo. Ở ngoài vị trí khán giả, Diệp Oản Oản nâng cầm lên, xem tần gia và tôn gia năm người đối chiến, len lén ngáp một cái. Nếu như sớm biết chơi không vui thế này, nàng đã không tới. Nguyên nhân của sự nhàm chán này vẫn là do chất lượng của giải đấu quá kém. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là cao thủ, hẳn phải là giống như đám người nhiếp vô danh cùng nhất chi hoa mới đúng. Nhưng mà, những thứ võ giả của ba nhà này, so với nhiếp vô danh bọn họ, kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn giảm. Luận về giá trị vũ lực, chẳng thà xem nhóm năm người lính đánh thuê của nhà nàng còn hơn. Cũng là trước đây nàng nghĩ nhiều rồi, thiên hạ nào có thể có nhiều cao thủ như vậy chứ? Nhiếp vô danh bọn họ, dù sao cũng là số ít. Tôn Tuyết Trinh đảo mắt qua người Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản đang bày ra dáng vẻ chán muốn chết, không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại nữ nhân này, nuôi nhốt ở trong khu nhà cao cấp còn tạm được, làm sao có thể hiểu được cái hay của võ thuật. Mấy cuộc tỷ đấu tiếp theo, nữ nhân này căn bản chưa từng nhìn thẳng qua mấy lần, cho nên, Tôn Tuyết Trinh cho tới bây giờ cũng không hiểu, gia chủ tư gia tư giả hàn, rốt cuộc vì sao lại nổi hứng lên, để cho loại nữ nhân này làm đại biểu. Sau khi tỉ thí kết thúc, với tư cách là đại biểu tư gia, à ta còn cần phải lên đài tỉ thí, tới lúc đó, nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Nữ nhân này làm đại biểu tới chỗ này, chiếm lấy những một cái ghế xem tỷ thí, đối với toàn thể hội trường, đương nhiên là một loại khinh thường. Tần Gia Tần Phong thắng. Đang lúc này, tổ trọng tài tuyên bố một tiếng, khiến cho Tôn Tuyết Trinh hơi sững sờ, lúc này mới hướng về phía lôi đài quan sát. Chỉ thấy Bình Tín đã bị nam tử trẻ tuổi Tần Gia Tần Phong đánh văng khỏi lôi đài, thua mất cuộc tỷ thí này. Bình Tín huynh đệ, cước pháp không tệ, nhưng so với ngạnh khí công này của ta, vẫn còn kém một chút. Người nam tử trẻ tuổi được gọi là Tần Phong đứng ở trên lôi đài, bày ra bộ dáng đầy ung dung. Tần Phong Tần gia hậu bối, đệ nhất cao thủ. Tôn Tuyết Trinh thu hồi ánh mắt, như có điều gì suy nghĩ. Nghe đồn, Tần Phong từ 4 tuổi đã theo ông nội tu luyện võ thuật, thậm chí, những khi trời đông, băng tuyết phủ trắng xóa, vẫn để cho Tần Phong cởi hết quần áo, lấy tuyết bao trùm, được xưng là tu luyện khí lực, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tệ. Chỉ chốc lát sau, tỉ thí được tiếp tục. Tần gia Tần Phong, càn quét vô địch, liên tiếp đả bại hai người Tôn gia. Mãi đến khi tên tinh anh có thực lực mạnh nhất của tôn gia hiện thân, chiến tích bất bại của Tần Phong lúc này mới bị cắt đứt. Châu Ngân, 16 tuổi đã giành được huy chương vàng giải thi đấu võ thuật toàn quốc. Không ít người vây xem, nhìn thấy nam nhân đầy vẻ lạnh lùng trên lôi đài, bàn tán ẩm ý. Được xưng là thiên tài Tần gia Tần Phong, Châu Ngân chỉ dùng một cước, liền đá văng hắn ra khỏi lôi đài. Người gọi là Châu Ngân của tôn gia, ngược lại không phải là thiên tài gì, nhưng lại hết sức cố gắng. Nghe nói, một bộ cước pháp, người bên cạnh luyện tập mấy chục lần, đã tính là không ít. Nhưng tên Châu Ngân này, lại có thể luyện mấy chục vạn lần. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác chỉ luyện tập mỗi một động tác, có thể đem chiêu thức này phát huy ra được thực lực gấp 10 lần người thường. Đúng vậy, người bên cạnh 10 lần 100 lần, hắn lại luyện tập cả vạn lần, đúng là lấy nỗ lực của bản thân để vượt qua cái gọi là thiên tài võ học chương 1039, cùng tôi lên đài tỉ thí. Tiếp đó, Tôn Gia lại thắng hai trận, cuối cùng giành được thắng lợi chung cuộc của cuộc tranh tài này. Trọng tài đứng trên lôi đài, tuyên bố kết quả Tôn Gia thắng. Dưới đài, Tần Nhược Hy khâm phục không dứt mở miệng, đồ đệ Tôn Thúc Thúc quả nhiên lợi hại, cảm ơn Tôn Thúc Thúc đã tạo ra cơ hội luận bàn tốt như vậy, tin rằng cuộc tỉ thí ngày hôm nay nhất định có thể giúp cho bọn họ thu được ít nhiều lợi ích. Thấy Tôn Gia giành chiến thắng, Tôn Lạp Trọng cười mở cười to, năm vị tiểu huynh đệ tần gia cũng có nhiều chỗ hơn người, đều là hạt giống tốt, đợi một thời gian nữa, tiền đồ không thể đo lường. Mục Tùy Phong cũng dành cho đánh giá rất khá đối với tinh anh hai nhà, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Mấy người nói chuyện với nhau thật vui, từng người tinh anh hai nhà cảm thấy rất vẻ vang. Cho dù là tần gia thua rồi, cũng là thua đẹp. Duy chỉ có năm người tư ra, không có chút mặt mũi nào, dường như tất cả đều chỉ tới để làm nền lúc này tôn tuyết trinh mở miệng nói nếu tỷ thí của tinh anh ba nhà đã kết thúc kết quả mọi người cũng đều không có dị nghị gì như vậy thì tiếp tục tiến hành phần luận bàn của các đại biểu đi sau khi tỷ thí tinh anh kết thúc chính là phần so tài của đại biểu ba nhà nghe được lời này của tôn tuyết trinh nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người diệp oản oản mặc dù thiếu nữ hôm nay mặc quần áo luyện công cũng ra dáng lắm nhưng dung mạo lại xinh đẹp mềm mại không xương mà nâng cầm lên ngồi ở chỗ đó, đâu có chút dáng vẻ gì có thể lên đài tỉ thí. Nói là thâm khuê đại tiểu thư đến du ngoạn xem trò vui còn tạm được. Xem lại dáng vẻ của tần nhược hy cùng tôn tuyết trinh, thân thể hai người đều thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chỉ nhìn tinh khí thần cũng đủ biết là người luyện võ, cùng loại nữ nhân như Diệp Oản Oản, nhắm mắt cũng biết ai là kẻ ngoại đạo rồi. Năm người tư gia kia vừa nghe nói đến phiên đại biểu ra sân, liếc mắt nhìn nhau đầy chán nản mới vừa rồi bọn họ cũng đã đủ mất thể diện hiện tại nữ nhân này lại lên đài bọn họ càng sợ rằng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa được rồi bắt đầu đi tần nhược hy mở miệng tỏ vẻ không có dị nghị mục tùy phong cũng lộ ra thần sắc chờ mong trận tỷ thí giữa tần nhược hy và tôn tuyết trinh cũng rất đáng xem nghe nói tôn tiểu thư đã được tôn tiên sinh chân truyền tôn tuyết trinh mở miệng nói mục tiên sinh quá khen tôi so với cha còn kém xa Nhược Hy mới là lợi hại, từ nhỏ đã bái nhiều vị danh sư, luyện tập qua hàng trăm môn võ. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, thân sắc khiêm tốn mở miệng, Diệp Tiểu Thư mới là thực lực không tầm thường, trước đây còn tự mình dạy qua cho hộ vệ tư gia. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi, đối với những lời Tần Nhược Hy vừa nói nàng ta cũng chẳng thèm ngó tới, chỉ cho rằng Tần Nhược Hy là vì mặt mũi của tư giả hàn mới cố ý nói vậy mà thôi. Thật sao, tôi ngược lại thật ra rất chờ mong đấy. Trọng tài vẫn như trước, cầm lấy ống xăm đi tới, để cho Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh cùng Diệp Oản Oản giúp thăm. Tôn Tuyết Trinh đưa tay rút ra một tấm thẻ xăm, mở ra xem, phía trên bất ngờ viết tên, Diệp Oản Oản. Tần Nhược Hy liếc xéo qua thấy tên phía trên tờ giấy, nơi đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt. Tôn Tuyết Trinh thần sắc diếu cợt mà liếc nhìn tên trên tờ giấy, trong con người tràn đầy sự chán ghét, lại có thể để cho nàng so đấu với loại nữ nhân này trọng tài thấy vậy mở miệng tuyên bố trận đầu đại biểu tôn gia đấu với đại biểu tư gia tôn tuyết trinh hướng về diệp oản oản liếc một cái diệp tiểu thư xin mời nhược hy một mực nói thực lực cô không tầm thường hôm nay tôi ngược lại phải xem thử xem sao diệp oản oản đang mệt dã rời nghe vậy ngẩng đầu lên cái gì tôn tuyết trinh chân mày nhíu chặt không nhịn được dĩ nhiên là cùng tôi lên đài tỷ thí chương 1040, không thể lên đài. Diệp Oản Oản mở miệng yếu ớt, ai nói tôi muốn lên đài tỉ thí. Nàng không muốn sống nữa hay sao mà lên đài, người ta đã thể không đánh nhau rồi nha. Tôn Tuyết Trinh nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đổi giọng, người nói cái này là có ý gì. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ sợ hãi, khoát tay, không được không được, tôi không thể lên đài tỉ thí. Tôn Tuyết Trinh sắc mặt lãnh túc, sau khi tinh anh ba nhà tỉ thí xong, Đại biểu cũng cần phải lên đài tỷ thí, người coi như là đại biểu tư gia, làm sao lại có thể không lên đài? Diệp Hoàn oản cố gắng suy nghĩ một chút a, à, bởi vì thân thủ tôi quả thực không tốt, làm sao có thể cùng chư vị cao thủ tỷ thí được? Tôn Tuyết Trinh nghe vậy mặt đầy khinh bỉ, người nếu như lên đài, coi như có thua cũng là thua đường đường chính chính, nhưng bây giờ người lại có thể nhát gan như vậy, ngay cả lôi đài cũng không dám tiến lên, quả thực là nỗi sỉ nhục của người tập võ lần này không chỉ là tôn tuyết trinh sắc mặt của mọi người đều thay đổi tại sao như vậy nữ nhân này rốt cuộc là làm thế nào lại trở thành đại biểu tư gia thậm chí ngay cả lôi đài cũng không dám tiến lên là nhờ nằm ngửa à nha chưa nghe nói qua sao à ta là tân sủng của tư dạ hàn khó trách mới vừa rồi nghe tôn tiểu thư nói nữ nhân này là đang vũ nhục đại hội võ thuật hôm nay bây giờ nhìn lại nào đâu chỉ là làm nhục Tần Nhược Hy vốn dự định để cho Diệp Oản Oản lên đài cùng Tôn Tuyết Trinh đánh, mượn tay của Tôn Tuyết Trinh để bêu xấu Diệp Oản Oản. Nhưng không nghĩ đến, nữ nhân này lại có thể sẽ sợ đến mức ngay cả đấu cũng không dám đấu. Ả à ta cho rằng không lên lôi đài thì không sao à. Nào ngờ thế này sẽ chỉ khiến cho à ta càng mất thể diện hơn mà thôi. Tần Nhược Hy giải vây đúng lúc nói, Tuyết Trinh, thôi vậy đi, vốn là hôm nay cũng chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi, nếu Diệp tiểu thư không nguyện ý so đấu, chúng ta cũng không cần làm khó người ta. Những hộ vệ tư gia kia vốn cho là trường hợp xấu nhất cũng bất quá chỉ là Diệp oản oản thua trắng cuộc tranh tài này, sau đó tư gia bọn họ thảm bại. Ai ngờ đâu nữ nhân này lại có thể trực tiếp sợ đến mức không dám lên đài. Chuyện này, chuyện này quả thực là thật mất thể diện. Nguyên bản còn muốn lập công ở chỗ này hôm nay, nhưng bây giờ, e rằng sau khi bọn họ trở về sẽ thành trò cười của mấy gia tộc lớn. Tên hộ vệ cầm đầu quả thực không nhịn được, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, nhỏ giọng mở miệng đề nghị, "Diệp tiểu thư, tôi cho là, vô luận thắng thua, cô hẳn đều nên lên đài tỉ thí mới đúng." Diệp Oản Oản hướng về tên hộ vệ ở bên cạnh thờ ơ nhìn một cái, không có hứng thú, loại tỉ thí này thì có ý nghĩa gì? Nhìn thấy thái độ không thành vấn đề này của đối phương, hộ vệ lúc này nổi gióa, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng, ôm mặt nhục mà lui về. Một bên tinh anh tôn ra mặt đầy díu cợt nhìn về phía hộ vệ nọ, đại biểu của nhà các ngươi không dám lên đài, tôi thấy các người đừng nên khuyên nhủ nữa thì hơn. Thật ra thì có lên đài, cũng sẽ bị tiểu thư nhà chúng tôi máu ngược mà thôi. Nghe những tinh anh gia tộc khác díu cợt, năm người tư gia không nói một lời đứng ở nơi đó, sắc mặt mỗi một người đều xanh mét. Vì ngại hôm nay có khách quý đứng đây, không thể nào huyên náo quá khó coi, tôn lạp trọng trầm ngâm mở miệng một tiếng, tỉ thí quan trọng là tự nguyện. Diệp Tiểu Thư không muốn lên đài, vậy thì coi như xong. Tuyết Trinh, con cùng Nhược Hy đi lên tỉ thí đi. Hai người các con ai giành được thắng lợi, sẽ có cơ hội được cùng Senny tiên sinh giao đấu hướng dẫn. Nghe được lời của Tôn Lạp Trọng, Tôn Tuyết Trinh chỉ có thể nhìn xuống, nhìn Diệp Oản Oản một cái giống như nhìn đống rác, ngay sau đó nhảy lên đài, không đấu cũng được, loại người như vậy còn chưa xứng so đấu với tôi. Nhược Hy, chúng ta tới so tài nào? Tần Nhược khi thần sắc khó xử hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, than nhẹ một tiếng, ngay sau đó cũng đi theo lên đài, xin mời. Hai người đều lên tinh thần 100%, dù sao người giành thắng lợi, một lát nữa có thể cùng Lang Vương Sen Ni tỉ thí. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 1040.